siêu cấp yêu nghiệt tập 81, Thiên Vũ Bảo Liên chúc các bạn xem video vui vẻ. Thế là, trong năm tháng rất lâu, Diệp Thiên đã sáng tạo ra rất nhiều hoàn mỹ trường khống kỹ tạo cực như tạo cực chiến thân, tạo cực thuấn ảnh, tạo cực ảnh thứ, tạo cực vụ thân, tạo cực thôn phệ vực trong bất trì bất giác. Diệp Thiên đã bế quan tu hành hơn 30 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt lúc này, thực lực của Diệp Thiên tăng vọt mức độ lớn, cường đại hơn nhiều so với lúc trước bất quá. Hắn vẫn như cũ chỉ phá vỡ hai sợi tạo cực xưởng xích, khoảng cách đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ ba vẫn còn có trước tranh lệch chủ yếu là quyết thiếu vật chất tạo cực bằng không hắn không đến mức cho đến nay vẫn không có đánh phá sợi tạo cực xiềng xích thứ ba nhưng vật chất tạo cực quá hiếm thấy coi như hắn là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cũng không có biện pháp thu được quá nhiều vật chất tạo cực nếu chỉ xét về sức chiến đấu mà nói ta không kém gì những nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả phá vỡ ba sợi tạo cực xiềng xích tạo cực kia thậm chí chiến lược còn muốn vượt qua không ít dù sao bọn hắn cũng không có hoàn mỹ trưởng không kỹ tạo cực nhiều như ta diệp thiên lẩm bẩm nói hắn cũng hết sức rõ ràng nếu như không có cơ duyên quá lớn ở trong năm tháng dài đằng đẵng tiếp sau đó biên độ đề thăng thực lực của hắn sẽ rất chậm đây cũng là chuyện không có cách nào ví dụ như những nửa bước hoàn mỹ trường không giả tạo cực vô đạo tháp kia coi như trở thành nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vô số năm tháng vẫn như cũ lựa chọn dừng lại ở nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực chính là vì biên độ đề thăng thực lực quá chậm đối với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực mà nói Tuế Nguyệt tu hành cũng là lấy Triệu Vĩnh Hằng kỳ niên làm đơn vị, mà Diệp Thiên mới tu hành chẳng bao lâu, đối với các nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực khác mà nói, chẳng qua chỉ là thời gian ngủ gật mà thôi tại bản nguyên giới hải kể từ khi bọn người thập hành tổ rời khỏi nơi này, đi tới Vĩnh Hằng chi khư, bản nguyên giới hải liền có thêm cạnh tranh, bởi vì bọn người thập hành tổ rời đi, đại biểu cho một số tài nguyên dư trước đó, rất nhiều tài nguyên vô cùng chân quý cũng là do những nửa bước hoàn mỹ trường khống giả thập hành tổ cầm giữ bây giờ bọn hắn rời đi, ngay cả phân thân cũng không có lưu lại, cho nên rất nhiều tài nguyên dư ra tài nguyên thập hành tổ lưu lại, còn không có ai dám tranh đoạt, nhưng tài nguyên dưới tổ, nguyên thủy lão tổ lưu lại liền bị cướp đoạt đi không ít đương nhiên, chỉnh thể mà nói. Biến hóa tại bản nguyên giới hải vẫn là không lớn nhưng vào một ngày khu vực giới chi nhai bốn phía bản nguyên giới hải lục tục ngo ngoài xuất hiện sinh vật giới chi nhai rất cường đại, vốn dĩ sinh vật giới chi nhai bốn phía bản nguyên giới hải đều vô cùng nhỏ yếu, cơ hồ ngay cả vĩnh hằng trưởng khống giả cũng không có đạt đến cho nên không đáng giá được nhắc tới nhưng bây giờ những sinh vật giới chi nhai mới xuất hiện này toàn bộ đều là vĩnh hằng trường khống giả thậm chí có sinh vật đạt đến trường khống giả thất bắt giới cấp ngay từ đầu những cường giả bên trong bản nguyên giới hải kia không có quá coi trọng một số trường khống giả cửu giới cấp ra tay liền chu diệt những sinh vật giới chi nhai này nhưng sau đó một số sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trường khống giả thập giới cấp xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của trường khống giả thập giới cấp bọn hắn vẫn không có phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng kèm theo một việc phát sinh, chưa để chấn kinh toàn bộ bản nguyên giới hải một vị trưởng khống giả thập giới cấp vẫn lạc phải biết, trường khống giả thập giới cấp bên trong bản nguyên giới hải cũng không nhiều, bây giờ càng là theo nhóm người hắc hủ trường khống giả, nguyên sơ trưởng khống giả rời đi, số lượng trưởng khống giả thập giới cấp chợt giảm bớt mấy chục vị trưởng khống giả thập giới cấp còn lại cũng đều không cường đại, mà một vị trưởng khống giả thập giới cấp vẫn lạc cũng là chuyện lớn vô cùng oanh động tại bản nguyên giới hải một chỗ hư không từng vị trưởng khống giả thập giới cấp hội tụ ở này. Trong đó có cổ ma trưởng khống giả, Tuyết nữ trưởng khống giả, Kim Vũ trưởng khống giả cùng với một đám trưởng khống giả thập giới cấp lúc này, vị đệ nhất thần xạ thủ bản nguyên giới hài Kim Vũ trưởng khống giả nói, "Bây giờ bản nguyên giới hài gặp phiền toái, ta trước đó nhìn trộm được mấy chục đầu sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp, hơn nữa số lượng sinh vật giới chi nhai còn đang tăng thêm, đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu sinh vật giới chi nhai, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nếu như nhóm tồn tại vĩ đại còn ở đây, những sinh vật giới chi nhai này không đủ gây sợ" nhưng bây giờ bọn họ đều đi vĩnh hằng chi khư bản nguyên giới hải chỉ sợ là rất khó ngăn cản bọn chúng bằng không thì trốn ở trong bản nguyên giới hải một vị trưởng khống giả thập giới cấp đề nghị không được cổ ma trưởng khống giả lắc đầu những sinh vật kia chỉ cần không vượt qua cấp bậc trưởng khống giả thập giới cấp vẫn như cũ có thể giết vào bản nguyên giới hải cho nên không thể để cho bọn chúng vào bằng không sẽ khó đối phó hơn lần này nhất thiết phải tập hợp toàn bộ lực lượng bản nguyên giới hải để thanh lý những sinh vật giới chi nhai này không thể để cho bọn chúng tiếp tục hội tụ bằng không đợi số lượng của bọn chúng lại tăng thêm một lần nữa một khi xung kích tới toàn bộ quá khó mà chống đỡ được tuyết nữ trưởng khống giả đề nghị vậy thì ra tay đi ý chí phân thân của mọi người ra tay trước may mắn mà những sinh vật giới chi nhai này không có ý chí phân thân cho nên chúng ta về số lượng còn có ưu thế nhớ kỹ mọi người lần này nhất thiết phải đồng lòng hợp tác bằng không bị mất bản nguyên giới hải chúng ta liền không có đất sinh tồn kim vũ trưởng khống giả nói đó là tự nhiên các trưởng khống giả thập giới cấp khác gật gật đầu ở bên ngoài bản nguyên giới hải một số lớn vĩnh hằng trưởng khống giả đến nơi này, liền xem như vĩnh hằng trưởng khống giả có thực lực nhỏ yếu cũng phải ra tay, bọn hắn chỉ cần tiến hành thanh lý yếu sinh vật giới chi nhai kém là được, những sinh vật giới chi nhai cường đại kia không cần bọn hắn ra tay cổ ma trưởng khống giả. Tuyết nữ trưởng khống giả cùng với một đám trưởng khống giả thập giới cấp đều đến nơi này chỉ thấy Kim Vũ trưởng khống giả lấy ra cung tiễn của chính mình, nhắm ngay một đầu sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả cửu giới cấp chợt bắn ra một tiễn một tiễn này xuyên qua thời không phong tỏa đối phương làm cho đối phương không có cách nào tránh né trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó tiếp đó đầu sinh vật giới chi nhai này trực tiếp vẫn lạc mất mạng không chỉ như thế một tiễn này trực tiếp nổ tung tiêu diệt thời không bốn phía rất nhiều sinh vật giới chi nhai đều nhất nhất vẫn lạc có thể nói một tiễn này bắn chết đại khái mười mấy đầu sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả cầu giới cấp một tiễn này của kim vũ trưởng khống giả coi như không tệ khoảng cách bắn giết vô cùng xa xôi nếu là chúng ta mà nói chính là không tới tuyết nữ trưởng khống giả nói nhưng thần sắc của đông đảo trưởng khống giả thập giới cấp cũng không có nhẹ nhõm bọn hắn hết sức rõ ràng giết nhiều sinh vật giới chi nhai trưởng khống giả cầu giới cấp hơn nữa cũng không có ý nghĩa bọn chúng cũng chỉ có thể xem như pháo hôi cao cấp mà thôi đúng vào lúc này từng đầu sinh vật giới chi nhai vô cùng kinh khủng xuất hiện đều sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp những sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp này giết tới đây thủy triều sinh vật rậm rạp chẳng chịt che mất vùng này ra tay đi rất nhiều ý chí phân thân của trưởng khống giả thập giới cấp nhau nhau ra tay chém giết cùng với những sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp này trong nháy mắt vùng này hóa thành chiến trường vô số sinh vật giới chi nhai cùng với vô số vĩnh hằng trưởng khống giả chiến đấu mỗi thời mỗi khác đều có không ít sinh vật giới chi nhai vẫn lạc nhưng cũng có không ít vĩnh hằng trưởng khống giả vẫn lạc sau một khoảng thời gian cuối cùng có ý chí phân thân của trưởng khống giả thập giới cấp vẫn lạc nhưng cũng chém giết sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp hơn nữa, trưởng khống giả thập giới cấp có rất nhiều thủ đoạn, cho nên muốn giết chết ý chí phân thân của một vị trưởng khống giả thập giới cấp, những sinh vật giới chi nhai kia ít nhất phải vẫn là mấy đầu thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng sinh vật giới chi nhai sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp kia vẫn là càng ngày càng nhiều, cán cân thắng lợi nghiêng về phía bản nguyên giới hải nhưng bọn hắn không biết là, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi tại chỗ sâu giới chi nhai xuất hiện từng đầu sinh vật cường đại sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp lít nha lít nhít, số lượng cũng không ít, rất nhanh liền có hơn trăm đầu, song đời, lại xuất hiện một lượng lớn sinh vật cường đại sánh ngang với chúng ta. Cổ ma trưởng khống giả cao mày nói các trưởng khống giả thập giới cấp khác đều vô cùng sợ hãi, thế thì còn đánh như thế nào? Lui vào bản nguyên giới hải kim vũ trưởng khống giả bất đắc dĩ nói các trưởng khống giả thập giới cấp khác cũng cảm thấy chỉ có thể như thế. Dù sao bọn hắn đã tổn thất không ít ý chí phân thân, sức chiến đấu giảm nhiều, mà những sinh vật cường đại sánh ngang với bọn hắn kia số lượng đã vượt qua 100 hơn nữa còn đang gia tăng, có quỷ mới biết có bao nhiêu sinh vật cường đại sánh ngang với trưởng khống giả thập giới cấp. Nếu lui vào bản nguyên giới hải, bọn hán chỉ sợ là đều phải vẫn lạc đương nhiên, lui vào trong bản nguyên giới hải cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Những sinh vật cường đại này nhất định sẽ giết vào bản nguyên giới hải, nhưng chiến đấu ở bản nguyên giới hải ít nhất có ưu thế bản thổ chợt vô số vĩnh hằng trường khống giả nhao nhao lui vào đến bản nguyên giới hải ngay vào lúc này, sự tình khiến cho nhóm trường khống giả thập giới cấp sợ hãi xảy ra oanh, một đầu cự xà vô cùng kinh khủng hiện lên chiếm cứ một mảnh khu vực khí tức siêu việt xa xa trưởng khống giả thập giới cấp trưởng khống giả thập giới cấp ở trước mặt nó đều tượng như sâu kiến sinh vật giới chỉ nhai sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả cổ ma trưởng khống giả toàn thân du lên hơn nữa y cảm thấy thực lực của đầu cự xả này chỉ sợ là so với sự tôn thập hành tổ của y đều cường đại hơn không ít đó là sinh vật sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả trời ạ à, như vậy làm sao ngăn cản kim vũ trưởng khống giả cũng đều toàn thân run rẩy không biết nên làm sao bây giờ nếu bọn người thập hành tổ nguyên thủy lão tổ còn ở đây đây nhất định là do bọn hắn tới xử lý nhưng bây giờ chỉ dựa vào những trường khống giả thập giới cấp bọn hắn căn bản không chống lại được đầu cự xả này trong lúc nhất thời bọn hắn vô cùng tuyệt vọng nhưng càng thêm tuyệt vọng còn ở đằng sau lại có một đầu sinh vật vô cùng kinh khủng xuất hiện đó là một đầu đại điểu màu vàng kinh người cánh răng ra gia bao trùm vô số thời không khí tức kinh khủng phảng phất như bao phủ toàn bộ bản nguyên giới hải lại còn kinh khủng hơn so với đầu cự xa vừa rồi Tuyết nữ trưởng khống giả tuyệt vọng nói, Sư Tôn trước khi đi cũng đã nói vắn tắt cho chúng ta tình huống về nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả, nghe nói tại Vĩnh Hằng chi khư, nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả chia làm nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả phổ thông, nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả đỉnh tiêm cùng với nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả đỉnh phong, mà thực lực của đầu đại điểu màu vàng này tuyệt đối đạt đến nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả đỉnh tiêm, thậm chí thực lực của đầu cự xà vừa rồi đoán chừng cũng vô cùng tiếp cận nửa bước hoàn mỹ trưởng khống gia đình làm sao bây giờ nếu không thì chúng ta bỏ bản nguyên giới hải trực tiếp trốn trốn vào một số bảo địa chỗ sâu giới chi nhai có một số bảo địa cấm nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tiến vào hơn nữa liền xem như một số lớn trưởng khống giả thập giới cấp tiến vào nơi đó cũng rất dễ bị lạc tiến vào nơi đó có lẽ sẽ có thể giữ được đánh mạng lúc này cổ ma trưởng khống giả cười khổ nói không có hy vọng các người cẩn thận cảm ứng một chút bốn phía bản nguyên giới hải liền biết rất nhanh bọn hắn cảm ứng bốn phía một cái ở bốn phía thời không bản nguyên giới hải từng đầu sinh vật khủng bố sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả xuất hiện rõ ràng bọn chúng đã vây lại bản nguyên giới hải hơn nữa dậm dạp chẳng chịt sinh vật giới chi nhai hiện lên ở đây đây là muốn nhất cử hủy diệt bản nguyên giới hải các vị còn có biện pháp gì không kim vũ trưởng khống giả dò hỏi tuyết nữ trưởng khống giả lúc này thở dài nói có lẽ tiểu sư đệ diệp thiên của ta có biện pháp vô tận trưởng khống giả diệp thiên kim vũ trưởng khống giả nghi ngờ nói hắn không phải đã đi vĩnh hằng chi khu rồi tuyết nữ trưởng khống giả nói Tiểu sư đệ ta có biện pháp lưu lại một cỗ thân thể tại bản nguyên giới hải về phần nguyên nhân ta không có cách nào nói cho các ngươi biết nhưng tiểu sư đệ đang một mực với hành hắn đi vĩnh hằng chi khư lâu như vậy nói không chừng sẽ có biện pháp quan tu cổ ma trường khống giả nói Thức lực của tiểu sư đệ ta rất cường đại ở bên trong bản nguyên giới hải gần như vô địch chúng ta lui vào bản nguyên giới hải toàn bộ ở phía dưới tình huống nửa bước hoàn mỹ trường khống giả không vào được những sinh vật cường đại sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả này cũng tuyệt đối không vào được chỉ cần tiểu sư đệ ta ra tay đánh chết những sinh vật trưởng khống giả thập dưới cấp này vậy bản nguyên giới hải chúng ta vẫn như cũ an toàn chỉ là chúng ta sau này không có cách nào đi ra một khi ra ngoài liền sẽ bị giết trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sao chợt một cỗ hòa thân của tuyết nữ trưởng khống giả đi tới cương vực nhân tộc cầu kiến diệp tiểu sư đệ bản nguyên giới hải xuất hiện đại nguy cơ còn xin tiểu sư đệ ra tay giúp đỡ tuyết nữ trưởng khống giả cầu kiến nói vào đi tuyết nữ trưởng khống giả gặp được diệp thiên nhanh chóng nói một lần tình huống diệp thiên thản nhiên nói tình huống ta đã sớm biết bất quá muốn giải quyết phiền phức chỉ dựa vào tu vi trưởng khống giả thập giới cấp căn bản không được những sinh vật nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả kia chỉ cần đạt đến số lượng nhất định có thể liên thủ chống lại bản nguyên bản nguyên giới hải bọn chúng vẫn có biện pháp xông vào bản nguyên giới hải cho nên ta đang làm chuẩn bị xung kích nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả có kịp không tuyết nữ trưởng khống giả hỏi đương nhiên kịp ta đã sớm bước vào nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả chỉ là áp chế tu vi dù sao một khi đột phá, ta liền không dễ dàng tiến vào bản nguyên giới hải. Nhưng bây giờ bản nguyên giới hải xuất hiện phiền phức, ta cũng không cần áp chế, đi thôi, đi ra bên ngoài bản nguyên giới hải. Chiến trường vẫn là phải ở giới chi nhai, tránh tạo thành đại phá hỏng cho bản nguyên giới hải. Diệp Thiên bình tĩnh nói thế Diệp Thiên bình tĩnh như thế. Tuyết nữ trưởng khống giả thở dài một hơi Diệp Thiên cùng với tuyết nữ trưởng khống giả đi tới bên ngoài bản nguyên giới hải, đối mặt với vô số sinh vật giới chi nhai kia mà lúc này, mặt mũi của kim vũ trưởng khống giả liền biến sắc nói, vô tận trưởng khống giả vì sao lại đi ra bản nguyên giới hải đây không phải là muốn chết sao chỉ có cố thủ bản nguyên giới hải hắn mới có thể vô địch ra bản nguyên giới hải làm sao đánh thắng được mấy đầu sinh vật khủng bố cấp bậc nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả kia nhưng ngay sau đó tất cả trưởng khống giả thập giới cấp chấn kinh khí tức của diệp thiên bắt đầu biến hóa chỉ thấy diệp thiên trong chốc lát liền phá vỡ giới hạn ý chí cùng với trưởng khống thể bước vào đến cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả Vô số tài nguyên trên thân đều bị hắn luyện hóa, vô số năng lượng bốn phía tràn vào trong người hắn bản thể cùng với thân thể phòng chế của Diệp Thiên là giống nhau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới giống nhau, trước đó là đang áp chế, nhưng bây giờ thì không cần áp chế Diệp Thiên muốn bước vào bình cảnh đột phá, cũng phải cần thời gian cho nên, hắn bây giờ không có khả năng một lần là liền bước vào đến cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực, vô tận trường khống giả đột phá, đạt đến nửa bước hoàn mỹ trường khống giả, nhưng hắn vừa mới đột phá, cảnh giới cũng không có củng cố cũng không đánh lại mấy đầu sinh vật khủng bố cấp bậc nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả này một vị trưởng khống giả thập giới cấp khác lo lắng nói ta tin tưởng tiểu sư đệ của ta cổ ma trưởng khống giả nói chỉ thấy diệp thiên bước một bước vào trong vòng vây của sinh vật giới chi nhai thì triển thôn vệ chi vực trong chớp mắt vô số sinh vật giới chi nhai bị nghiền nát lực lượng trên người bị thôn vệ chi vực hấp thu năng lượng vô cùng tinh thuần đi qua thôn vệ chi vực chuyển hóa khiến cho tốc độ lột xác của Diệp Thiên càng lúc càng nhanh cùng lúc đó ý chí của Diệp Thiên nhanh chóng đề thăng, phá vỡ từng sợi trường khống xưởng xích trên người, năng lượng dung nhập vào trường khống thể, khiến cho biên độ đề thăng thực lực của Diệp Thiên tăng nhanh rất nhanh, sinh vật giới chi nhai rậm rạp chẳng chịt bốn phía bao gồm những sinh vật cường đại trưởng khống giả thập giới cấp kia đều nhao nhao bị oanh giết không còn một mống thấy cảnh này đầu cự xà kinh khủng cấp bậc nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả kia không nhịn được đánh tới diệp thiên hắc ám ba xả đây là tên của đầu cự xà này nắm giữ thực lực gần với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đình chỉ thấy đầu hắc ám ba xà này quật đuôi tới rất nhiều thời không nát bấy cái đuôi của hắc ám ba xả ẩn chứa lực lượng hắc ám cực kỳ kinh khủng phảng phất như có thể dùng một kích đập xuyên bản nguyên giới hải với những trưởng khống giả thập giới cấp kia nhìn thấy một kích kinh khủng này nhao nhao rung động không thôi nếu như bọn họ đối mặt với một kích này từng người chỉ có thể chờ đợi chết nhưng diệp thiên mỉm cười vung tay lên trực tiếp thi triển vạn đạo chi nhận cỗ thân thể của hắn trước mắt này còn chưa có bước vào đến cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực không có cách nào thi triển tạo cực vạn đạo chi nhận nhưng hoàn mỹ trường khống kỹ đỉnh tiêm vẫn như cũ có thể bộc phát ra uy lực khủng bố lại thêm các hoàn mỹ trường khống kỹ đỉnh tiêm khác gia trì diệp thiên bây giờ có thể bộc phát ra chiến lược có thể so với nửa bước hoàn mỹ trường khống gia đình tiêm cho nên ở dưới một kích thân thể của đầu hắc ám ba xả này bị vạn đạo chi nhận trực tiếp chặt đứt một kích đả thương nặng nó không có khả năng Ngươi vừa mới đột phá thành nhờ bước hoàn mỹ trường khống giả làm sao có thể trọng thương ta hắc ám ba xà cả kinh nói đi đi thôi các ngươi nếu như từ bỏ công kích bản nguyên giới hải ta có thể tha mạng cho ngươi diệp thiên nói không có khả năng hắc ám ba xà nói mảnh thiên địa này đang nghênh đón những năm cuối thời đại vĩnh hằng nếu như chiếm giữ nó vào thời kỳ này chúng ta thậm chí có hy vọng tấn thang thành hoàn mỹ tổ thú ngươi đừng mơ tưởng để cho ta từ bỏ một mình ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không bảo hộ được mảnh thiên địa này muốn trách thì trách các người quá phế vật, thậm chí ngay cả một vị hoàn mỹ trưởng khống giả cũng không có sinh ra. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không đánh chủ ý mảnh vĩnh hằng thiên địa này lúc này. Đầu đại điểu màu vàng kia cũng chính là nguyên thủy kim quang điểu, cũng lên tiếng, người tu hành, người có thể tu hành đến nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đình tiêm, đích xác rất có thiên phú, nhưng cũng chỉ thế thôi, người hãy rời đi thôi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, quả nhiên, các người vẫn là không muốn từ bỏ. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube Di Cáp Phim. Diệp Thiên đối với chuyện này không có một chút ngoài ý muốn nào trước đó, hắn không biết Vĩnh Hằng Thiên Địa hội tao ngộ sự tình sinh vật giới chi nhai tập kích, nhưng bây giờ lại là đã sớm biết một tòa Vĩnh Hằng Thiên Địa tương tự như bản nguyên giới hải, sau một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, sẽ tiến vào một thời kỳ tên là những năm cuối thời đại Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng Thiên Địa thời kỳ này sẽ vô cùng hấp dẫn sinh vật giới chi nhai một khi hủy diệt dạng thiên địa này, sinh vật giới chi nhai liền có thể từ trong Vĩnh Hằng Thiên Địa hấp thu vật chất có sự giúp đỡ to lớn đối với bọn chúng, từ đó trợ giúp bọn chúng đánh vỡ gông cùm xích tấn thăng làm hoàn mỹ tổ thú cũng chính là cấp độ sánh ngang với cấp bậc hoàn mỹ trưởng khống giả nếu chống đỡ được nguy cơ những năm cuối thời đại vĩnh hằng này bản nguyên giới hải sẽ nhanh đón thời kỳ an ổn dài đằng đẵng muốn tránh những năm cuối thời đại vĩnh hằng đến vậy cũng chỉ có thể sớm sinh ra một vị hoàn mỹ trưởng khống giả dẫn phát vĩnh hằng thiên địa thuế biến thời gian những năm cuối thời đại vĩnh hằng kia sẽ bị trì hoãn vô hạn rất đáng tiếc là diệt thiên mặc dù đạt đến nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực nhưng vẫn như cũ không tính là hoàn mỹ trưởng khống giả cho nên cỗ bản thể này của hắn coi như lập tức tăng lên tới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cũng không cải biến được bản nguyên giới hải cho nên trận chiến này là không thể tránh né nếu trận chiến này đã không thể tránh né vậy thì đi ra toàn bộ đi ông 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 từng đầu sinh vật khủng bố sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả xuất hiện đi tới trước mặt diệp thiên 10 đầu hai mươi đầu ba mươi đầu chỉ chốc lát sau sáu mươi sáu đầu sinh vật khủng bố cấp bậc nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả xuất hiện trong đó sinh vật sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đình tiêm liền có 18 đầu, còn có chủ tử của các người, không đi ra sao. Nghe Diệp Thiên nói, nhóm trưởng khống giả thập giới cấp bản nguyên giới hải kia toàn thân run lên bọn hắn cảm thấy xuất hiện nhiều nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả như vậy, đã vô cùng kinh khủng, liền xem như bọn người thập hành tổ trở về toàn bộ, cũng xa xa không có cách nào chống lại. Kết quả, sau lưng những sinh vật nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả này còn có chủ tử, thú vị, thực lực của ngươi không kém, vậy mà cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta một đầu hắc ám viên hầu đi ra từ trong hư vô toàn thân nó dường như không có khí tức cường đại bao nhiêu nhưng vào một khắc nó xuất hiện này ngay cả nguyên thủy kim quang điểu cũng đều hơi cúi đầu biểu thị vô cùng cung kính đối với nó bởi vậy có thể thấy được thực lực của đầu viên hầu này kinh khủng bậc nào mà thực lực của nó không có dấu giếm được diệp thiên rõ ràng là một đầu sinh vật sánh ngang với cấp bậc nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tiếp đó lại có hai đầu sinh vật sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả đỉnh tiêm xuất hiện bất tử kim thiềm mê vụ quỳ bằng tăng thêm hắc ám viên hầu lần này xuất hiện tổng cộng ba đầu sinh vật sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả đỉnh phong cùng với nhiều sinh vật sánh ngang với cấp bậc nửa bước hoàn mỹ trường khống giả như vậy có thể nói quy mô lần xâm lấn này liền xem như bọn người thập hành tổ trở về cũng không có bất luận từ cách nào ngăn cản trong khoảnh khắc liền sẽ bị quét ngang thậm chí không cần hắc ám viên hầu bất tử kim thiềm cùng với mê vụ quỳ bằng đứng ra tốt Điều đã đi ra như vậy các người tất nhiên không cần đi liền vĩnh viễn ở lại nơi này sát ý của diệp thiên sôi trào tràn ngập thời không bốn phía mà những sinh vật nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả này rất nghi hoặc diệp thiên bất quá là vừa mới đột phá mà thôi có tư cách gì nói lời quát đắc này tự tìm cái chết nguyên thủy kim quan điều xuất thủ trước nó muốn đánh chết diệp thiên thay cho chủ tử nó cảm thấy diệp thiên chỉ là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đình tiêm thôi thực lực bày ra vừa rồi còn không bằng nó không cần ba vị chủ tử nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đình phong ra tay nó liền có thể đối phó với diệp thiên thể là nguyên thủy kim quang điều sông về phía diệp thiên hai cánh chém về phía diệp thiên từng tầng từng tầng thời không nát bấy lực lượng cực kỳ kinh khủng đủ để oanh sát bất luận một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả thông thường nào nhưng diệp thiên nhìn cũng không nhìn nó vung tay lên trực tiếp làm vỡ nát thân thể của nguyên thủy kim quang điều trong chốc lát thân thể nguyên thủy kim quang điều nát bấy sinh cơ đều bị chôn vùi coi như năng lực khôi phục của nó lại cường đại hơn cũng không có hy vọng sống sót chỉ một chiêu nguyên thủy kim quang điều liền vẫn là vào giờ khác này tất cả trưởng khống giả thập giới cấp đều kinh hãi những sinh vật giới chi nhai kia cũng phát mộng nguyên thủy kim quang điều chính là sinh vật sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đỉnh tiêm thực lực so với những nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả thập hành tổ cũng đều cường đại hơn rất nhiều mà diệp thiên thì sao chỉ vừa mới đột phá đến nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả vậy mà mưu sát nguyên thủy kim quang điều trong nháy mắt ngươi vậy mà nắm giữ thực lực nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đỉnh phong bất tử kim thiềm ngưng trọng nói xuất thủ một lượt đi Mê vụ quỷ bằng nói hắc ám viên hầu gật gật đầu, dù sao đã đến trình đạo này, bọn chúng không có khả năng từ bỏ lần cơ duyên này dù sao giới chi nhai cũng quá lớn, đối với bọn chúng mà nói, gấp rút lên đường cũng là tuyến nguyệt vô cùng dài. Ngẫu nhiên di động một chút sẽ dễ dàng lạc đường tại khu vực giới chi nhai mà vùng này vừa vặn nắm giữ dạng thiên địa như bản nguyên giới hải. Đây là vận khí, một khi bỏ lỡ, vậy nói không chừng sau này liền không có cơ hội cho nên, bọn chúng không muốn từ bỏ ba đầu sinh vật khủng bố sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả đình phong xuất lĩnh đông đảo nửa bước hoàn mỹ trường khống giả đánh tới diệp thiên trong chớp mắt bên trong phiến thiên địa này thân ảnh của diệp thiên bị che kín những trường khống giả thập giới cấp kia chỉ có thấy được vô tận sinh vật giới chi nhai đã không cảm giác được tình huống chiến đấu cụ the vô tận trường khống giả nhất định phải thắng một số trường khống giả thập giới cấp âm thầm mong đợi nói thân thể của vô số sinh vật giới chi nhai nổ tung diệp thiên một đường nghiền ép ngoại trừ ba đầu sinh vật sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả đình phong kia những sinh vật giới chi nhai khác chính là pháo hôi trong nháy mắt diệp thiên liền đánh giết một số lớn sinh vật giới chi nhai hơn nữa thực lực của diệp thiên cũng càng ngày càng cường đại đây là bởi vì cỗ bản thể này của hắn đang nhanh chóng tăng cao thực lực sẽ một mực tăng lên tới trình độ giống như thân thể phòng chế đây chính là chỗ kinh khủng của thiên phú sao chép một cỗ thân thể đề thăng các thân thể khác cũng sẽ đồng bộ để thăng thực lực của diệp thiên liền tăng lên tới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống gia đình phong cực hạn bất tử kim thiềm mê vụ quỳ bằng cùng với hắc ám viên hầu đã không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể núp ở phía xa tập kích để cho những sinh vật giới chi nhai khác xem như pháo hôi tiêu hao lực lượng của diệp thiên nhưng mà dạng này chẳng ăn thua gì diệp thiên bắt đầu đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ nhất một khi đánh vỡ mà nói hắn chính là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực răng rắc sợi tạo cực xiềng xích thứ nhất vỡ nát hóa thành vật chất tạo cực bản nguyên vô cùng tinh thuần dung nhập vào thân thể diệp thiên cỗ bản thể này của diệp thiên đang thuế biến về phía nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cái gì hắn lại đột phá bất tử kim thiềm bọn chúng trận tròn mắt đây rõ ràng là đang đột phá về phía nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực nhưng diệp thiên rõ ràng là mới đột phá đến nửa bước hoàn mỹ trường khống giả không lâu lại không có luyện hóa vật chất tạo cực làm sao lại đột phá đến nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực không tên gia hỏa này tuyệt đối không phải chỉ có tu vi như trước mắt hắn là phân thân của một vị tồn tại nào đó vô cùng cường đại bất tử kim thiềm bọn chúng nghĩ tới điểm này lập tức bọn chúng không còn dám tập kích diệp thiên trốn Ba đầu sinh vật khủng bố sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả đình phong lập tức chạy về nơi xa đúng vào lúc này. Diệp Thiên Thi triển một môn hoàn mỹ trưởng khống kỹ tạo cực, tạo cực vạn đạo chi nhận phốc phốc phốc. Ba đạo tạo cực vạn đạo chi nhận xé rách thời không, nhào nhào đánh chúng ba đầu sinh vật đang chui vào trong thông đạo thời không phốc phốc. Ba đầu sinh vật khủng bố trực tiếp bị miểu sát, hóa thành thi thể phiêu phù ở bên trong hư không giới chi nhai Diệp Thiên Oanh sát toàn bộ sinh vật bốn phía giới chi nhai không còn một mống vùng này nổi lơ lửng vô số thi thể nguy cơ được giải trừ thấy cảnh này những vĩnh hàng trưởng khống giả bản nguyên giới hải kia tự nhiên là vô cùng hưng phấn dù sao thì bọn hắn cũng đã an toàn bọn người kim vũ trưởng khống giả bay tới lập tức nói cảm tạ chuyện nhỏ thôi diệp thiên khoát tay một cái nói tiểu sư đệ người đến cùng là cảnh giới gì nhiều sinh vật vô cùng kinh khủng như vậy người cũng thuận tay giết sạch tuyết nữ trưởng khống giả giật mình nói nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đây là cảnh giới gì Cổ Ma Trường Khống Giả rất hiếu kỳ nói Diệp Thiên thấy bọn họ không hiểu, liền giải thích, nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả chia làm nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả phổ thông, nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả đỉnh tiêm cùng với nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả đỉnh phong, tới được nửa bước Hoàn Mỹ trưởng Khống Giả đỉnh phong thì có hy vọng xung kích Hoàn Mỹ Trường Khống Giả, nhưng trên thực tế, ở phía trên nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả đỉnh phong, còn có một cái cảnh giới gọi là nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả đỉnh phong tạo cực, muốn bước vào cảnh giới này, so với trở thành Hoàn Mỹ Trường Khống Giả còn muốn khó khăn hơn nhưng một khi trở thành nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, thực lực liền có thể so với hoàn mỹ trưởng khống giả yếu kém. Liền xem như ở Vĩnh Hằng Chi Khư, nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cũng là vô cùng thưa thớt bọn người cổ ma trưởng khống giả hiểu ra lúc này. Bọn hắn đối với Diệp Thiên càng là vô cùng sùng bái sau khi trở thành nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, Diệp Thiên phát hiện ra mình đã không tiến vào được bản nguyên giới hải nhưng đánh đổi khá nhiều vẫn là có thể tiến vào bản nguyên giới hải ví dụ như cưỡng ép ngăn cản bản nguyên bản, bản nguyên giới hải lại áp chế thực lực tiến vào bản nguyên giới hải thế nhưng dạng này mà nói sẽ rất khó động thủ tại bản nguyên giới hải diệp thiên trực tiếp thành lập một chỗ bảo địa tu hành ở bên ngoài bản nguyên giới hải ở lại bên ngoài bản nguyên giới hải đồng thời đem người nhà của mình cùng với một bộ phận nhân tộc chuyển tới chỗ bảo địa tu hành này cho nên so với bình thường cũng không có gì khác nhau cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua ở trong năm tháng tiếp theo thỉnh thoảng liền có sinh vật giới chi nhai tới đây tập kích bản nguyên giới hải nhưng đều bị diệp thiên giải quyết cuối cùng vào sau khi vượt qua hơn vạn vĩnh hằng kỷ niên bản nguyên giới hải mới chính thức vượt qua những năm cuối thời đại vĩnh hằng lúc này bản nguyên giới hải không còn hấp dẫn những sinh vật giới chi nhai kia cho nên không có những phần toái này diệp thiên cũng có thể yên lặng tu hành kể từ sau khi bản nguyên giới hải trôi qua những năm cuối thời đại vĩnh hằng hoàn cảnh tu hành ngược lại là trở nên tốt đẹp hơn đây cũng là một trong những chỗ tốt đương nhiên nếu không phải có diệp thiên tồn tại bản nguyên giới hải đã sớm luân hãm không bao lâu sau đó bản thể của diệp thiên đại bản nguyên giới hải cũng có tu vi đồng dạng như thân thể phòng chế trong bất trì bất giác lại trôi qua mười vạn vĩnh hằng kỷ niên tuế nguyệt diệp thiên đang ở bên trong tu hành ánh mắt đột nhiên xuyên thấu qua vô tận cung vực nhìn về phía một chỗ giới chi nhai bạch cốt uyên chấn động người kia muốn đi ra sao kể từ khi biết bên trong bạch cốt uyên có một vị hoàn mỹ trưởng khống giả ngủ say diệp thiên liền lưu lại một cỗ hóa thân ở phía xa giám thị bạch cốt uyên dù sao khoảng cách của bạch cốt uyên so với bản nguyên giới hải cũng quá gần có lẽ đối với trưởng khống giả thập giới cấp mà nói đây là khoảng cách vô cùng dài nhưng đối với hoàn mỹ trưởng khống giả mà nói điểm khoảng cách này liền căn bản không coi vào đâu cho nên diệp thiên nhất thiết phải chú ý vị hoàn mỹ trưởng khống giả ở bạch cốt uyên kia bây giờ bạch cốt uyên chấn động khí tức của vị hoàn mỹ trưởng khống giả kia xuất hiện điều này liền đại biểu đối phương sắp thức tỉnh trong quá khứ diệp thiên cũng thu được không ít chỗ tốt từ trên người đối phương cho nên chỉ cần đối phương không có địch ý hắn sẽ không có phản ứng gì tại bạch cốt uyên tòa bảo địa này run rẩy kịch liệt chợt bắt đầu dạn nứt sụp đổ chỉ chốc lát sau một cỗ khí tức kinh khủng đảo loạn thời không bốn phía tiếp đó một thân ảnh đi ra từ chỗ sâu bạch cốt uyên đây là một vị thanh niên trên người tàn ra hào quang vàng óng khí tức siêu việt xa xa nửa bước hoàn mỹ trường khống giả bất quá Y không có phát hiện ra hóa thân của diệp thiên dù sao diệp thiên cũng nắm giữ rất nhiều tổ phú cấp hoàn mỹ ẩn tàng tự thân thủ đoạn cũng nhiều khoảng cách bây giờ lại có chút xa xôi ở phía dưới toàn lực ẩn tàng vị hoàn mỹ trường khống giả này ở dưới tình huống không chú ý tự nhiên không phát hiện ra được diệp thiên vị thanh niên này di chuyển nhanh chóng trong nháy mắt liền đi tới bản nguyên giới hải tòa vĩnh hằng thiên địa này vẫn còn tồn tại dựa theo thời gian dự tính nơi này trước đó không lâu vừa trải qua những năm cuối thời đại vĩnh hằng tòa vĩnh hằng thiên địa này vậy mà chặn được kiếp nạn những năm cuối thời đại vĩnh hằng thanh niên có chút giật mình khu vực bản nguyên giới hải là chỗ không tính phồn vinh trong giới chi nhai nơi này không có nhiều tài nguyên cho nên vĩnh hằng thiên địa đàn sinh ở đây tài nguyên không phong phú muốn trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả là quá khó khăn vốn dĩ cho rằng nơi đây bị sinh vật giới chi nhai chiếm giữ sắp vỡ nát còn muốn lấy đi một chút vật chất vĩnh hằng bản nguyên khôi phục một chút thực lực xem ra không thể trông cậy vào thanh niên lẩm bẩm nói cùng lúc đó y cảm nhận được một ánh mắt ai thanh niên ngưng trọng nói một thân ảnh hiện lên rõ ràng là diệp thiên thanh niên thấy được diệp thiên thần sắc biến đổi nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực làm sao có thể bản nguyên giới hải là địa phương nào làm sao lại sinh ra một vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực chuyện này quá vớ vẩn chỉ có một cái nguyên nhân đó chính là diệp thiên cũng không phải đến từ bản nguyên giới hải các hạ xưng hô như thế nào chắc hẳn không phải là người tu hành tòa vĩnh hằng thiên điện này thanh niên nói diệp thiên khẽ mỉm cười nói diệp thiên vô đạo tháp bất quá ta đúng là thuộc về tòa vĩnh hằng thiên điện này chỉ bất quá vừa vặn đi qua vĩnh hằng chi khư gia nhập vào vô đạo tháp mà thôi vĩnh hằng chi khư vô đạo tháp thì ra là thế thanh niên bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách bản nguyên giới hài vượt qua những năm cuối thời đại vĩnh hằng có một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tòa trấn bản nguyên giới hài tự nhiên sẽ bình yên vô sự tán tu mạch trần thanh niên giới thiệu sơ lược về chính mình hàn huyên một chút với mạch trần diệp thiên biết một chút tình huống của đối phương mạch trần đã từng đi qua vĩnh hằng chi khư nhưng cũng không phải người thu hành vĩnh hằng chi khư giống như diệp thiên vậy cũng là đến từ một tòa vĩnh hằng thiên địa mà tòa vĩnh hằng thiên địa kia cường đại hơn nhiều so với bản nguyên giới hải có không ít hoàn mỹ trưởng khống giả nhưng vẫn kém xa vĩnh hằng chi khư với phần càng nhiều tình huống diệp thiên thì không rõ lắm đối phương cũng không có tiết lộ diệp thiên vốn cho rằng mạch trần chờ ở đây không được bao lâu sẽ rời đi nhưng đối phương lại ở lại phụ cận, yên lặng tu hành, khôi phục thực lực dù sao đối phương cũng vừa mới thức tỉnh, thực lực còn chưa có hoàn toàn khôi phục thời gian chậm rãi trôi qua, sau một khoảng thời gian dài, Mạch Trần cuối cùng mới hoàn toàn khôi phục mạch Trần đến tìm Diệp Thiên, "Diệp Thiên, ta có một đại hảo sự, tới tìm ngươi hợp tác." Mạch Trần nói, "Đại hảo sự, hợp tác?" Trong nội tâm Diệp Thiên có chút cảnh giác, dù sao hắn cùng với Mạch Trần cũng không có giao tình gì, nếu có đại hảo sự mà nói, Mạch Trần vì sao không đi tìm bằng hữu của mình? hắn không tin mạch trần trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả lâu như vậy liền không có mấy vị bằng hữu hoàn mỹ trưởng khống giả thế là diệt thiên hỏi mạch trần ngươi thế nhưng là hoàn mỹ trưởng khống giả tìm một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực không quen biết như ta ngươi không phải nên tìm hoàn mỹ trưởng khống giả chính mình quen thuộc hợp tác sao mạch trần cười khổ một tiếng nói nói thật quê hương ta đắc tội một cái thế lực to lớn cho nên không dám trở về về phần hoàn mỹ trưởng khống giả vĩnh hằng chi khư ta cũng không quá quen thuộc chỉ đi qua mấy lần hơn nữa ta đã ngủ say năm tháng dài đằng đẵng như thế ai biết đã xảy ra chuyện gì thay vì quay trở lại tìm kiếm đối tượng hợp tác còn không bằng trực tiếp hợp tác cùng với diệp thiên ngươi ở ngay chỗ này hợp tác cái gì đương nhiên hắn cũng không phải thật sự tin tưởng lời nói của mạch trần chỉ là hiếu kỷ mạch trần vì sao lại tìm hắn hợp tác mạch trần tiết lộ trên thực tế ta lúc đầu là phát hiện ra một tòa bảo địa nhưng thực lực cá nhân của ta có hạn cho nên nhận phải trọng thương ý chí phân thân cũng vẫn lạc lúc này mới bắt đắc dĩ ngủ say hồi phục thực lực bây giờ nếu như lại đi vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm nếu chỉ dựa vào ta cùng với ý chí phân thân đi đến đó mà nói vẫn như cũ không có cách nào bảo mệnh cho nên ta mới cần đối tượng hợp tác nếu nguy hiểm như vậy mà nói có ta đi theo cũng chẳng ăn thua gì mạch trần cười nói ngươi yên tâm trên thực tế ta cũng đã suýt thành công nếu cộng thêm ngươi trăm phần trăm có thể thành công hơn nữa cái chỗ kia thế nhưng là có vật chất tạo cực những nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực như các người cần nhất chính là vật chất tạo cực. Ta có thể bảo đảm, toàn bộ vật chất tạo cực lấy được thuộc về người hơn nữa. Những chỗ tốt khác, chúng ta cũng là chia bốn, sáu thành, ta sáu, người bốn. Thấy thế nào? Có vật chất tạo cực, Diệp Thiên có chút động lòng dù sao nếu có lượng vật chất tạo cực đủ lớn. Hắn liền có thể đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ ba trong khoảng thời gian ngắn. Từ đó thực lực đại trưởng thế là, Diệp Thiên sau khi tìm hiểu bảo địa kia, rốt cục vẫn là đáp ứng mạch trần để cho Diệp Thiên chuẩn bị thêm một chút, y cũng phải ngưng kết ý chí phân thân một lần nữa, ước định sau mười vĩnh hằng kỳ niên nữa liền đi tòa bảo địa kia, mạch trần người này không thể hoàn toàn tin tưởng, nói không chừng y là muốn tìm một kẻ chết thay, ta có hết thảy ba cỗ thân thể, ở phía vĩnh hằng chi khư có hai cỗ thân thể phòng chế, có thể giải trừ một cỗ thân thể phòng chế rồi lại ngưng kết một cỗ thân thể phòng chế ở phía bản nguyên giới hải, để cho thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân đi, bản thể ta vẫn như cũ bất động. Nếu như thật sự xảy ra vấn đề, thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân vẫn lạc, cũng không cần gấp. Nếu Mạch Trần dám lừa ta mà nói, vậy y liền hối hận đi. Hắn giải trừ một cỗ thân thể phòng chế tại Vĩnh Hằng Chi Khư, bản thể ở phía bản nguyên giới hải bắt đầu ngưng kết thân thể phòng chế. Chờ sau khi ngưng tụ ra thân thể phòng chế, thân thể phòng chế liền tái ngưng tụ ý chí phân thân cứ như vậy không lâu sau đó hết thầy đều được chuẩn bị thỏa đáng thân thể phòng chế cùng với ý chí phần thân của diệp thiên tụ hợp với mạch trần đi tới tòa bảo địa đặc thù kia hai người diệp thiên cùng với mạch trần cũng không có tốn bao lâu liền đi tới tòa bảo địa đặc thù kia dù sao mạch trần sau khi bị trọng thương trước đó vội vàng đào tàu tự nhiên cũng không trốn được xa cho nên khoảng cách chỗ bạch cốt uyên y ngủ sai vô cùng tiếp cận tòa bảo địa này chính là chỗ này mạch trần chỉ vào một phiến khu vực cách đó không xa nói diệp thiên cảm giác được tòa bảo địa này tòa bảo địa này lại là ở bên trong hang ổ của một đám sinh vật giới chi nhai không phải nói đám sinh vật này vườn quanh tòa bảo địa này mà sinh hoạt mạch trần giới thiệu đám sinh vật giới chi nhai này là bách túc ngạc long nhất tộc chủng tộc này có số lượng không ít nhưng cường giả rất ít ở đây chỉ vẹn vẹn có mấy đầu bách túc ngạc long sánh ngang nửa bốc hoàn mỹ trường khống giả đích xác không phải chủng tộc mạnh mẽ với đương nhiên đối với bản nguyên giới hải mà nói bách túc ngạc long ở nơi này liền vô cùng kinh khủng có lẽ trước đây thập hành tổ nguyên thủy lão tổ cũng đã tới nơi đây nhưng sau khi cảm giác được bách túc ngạc long ở nơi này liền xếp nơi đây vào cấm địa không dám đi sâu vào không cần phải để ý đến những bách túc ngạc long này có bọn chúng còn có thể thay chúng ta thủ hộ ở đây bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim mạch trần cười nói trợt diệp thiên cùng với mạch trần bạo phát một chút khí tức khiến cho những bách túc ngạc long này toàn thân run lên không dám công kích hai người diệp thiên dù sao thực lực của hai người diệp thiên cũng siêu việt xa xa những bách túc ngạc long này những bách túc ngạc long này cũng không ngốc tự nhiên không dám công kích hai người diệp trong chớp mắt diệp thiên cùng với mạch trần xuyên qua lãnh địa của những bách túc ngạc long này tiến vào bên trong bảo địa tòa bảo địa này ta gọi nó là cửu hà hư không mạch trần nói cửu hà hư không có hết thảy chín tầng hư không mỗi một tầng hư không cũng là một dòng trường hà vườn quanh vô tận thời không ba tầng hư không trước chỉ có tài nguyên bình thường đối với chúng ta mà nói không quá nguy hiểm nhưng đối với bách túc ngạc long mà nói là tương đối nguy hiểm mà mỗi một tầng hư không đều bị một cái bá chủ hoặc một chủng tộc mạnh mẽ chiếm cứ bất luận sinh linh nào tiến vào nơi này đều sẽ bị bọn chúng công kích chúng ta không cần dừng lại ở ba tầng hư không đầu tiên trực tiếp xuyên qua ba tầng hư không đầu tiên tiến vào tầng hư không thứ tư tầng hư không thứ tư đến tầng hư không thứ sáu đều có không ít tài nguyên thậm chí đối với ngươi và ta đều có trợ giúp nhưng nguy hiểm chân chính là tầng hư không thứ bảy trường hạ ở tầng hư không thứ bảy tên là hổ thực trường hà nước sông ở nơi đó thậm chí có thể ăn mòn thân thể của nửa bước hoàn mỹ trường không giả đình phong mặc dù chúng ta có thể chống lại lực lượng của hổ thực trường hà nhưng thực lực sẽ bị ảnh hưởng đôi chút mà nguy hiểm nhất tầng hư không thứ bảy là hủ thực chi chủ hủ thực chi chủ là một đầu sinh vật vô cùng kinh khủng hơn nữa còn có vô số hóa thân coi như giết chết hóa thân của nó lực lượng hóa thân có thể trồng chất lên các hóa thân khác sẽ khiến cho hóa thân càng ngày càng cường đại trước đây ta chính là bị hủ thực chi chủ đả thương nặng mặt khác ta tại tầng hư không thứ bảy cảm ứng được khí tức vật chất tạo cực bất quá lúc đó chiến đấu kịch liệt không có tra xét rõ ràng tình huống của vật chất tạo cực nhưng trong đó đích thật là nắm giữ vật chất tạo cực mạch trần bảo đàm nói được vậy chúng ta trước tiên tìm một chút tài nguyên ở tầng hư không thứ tư đến tầng hư không thứ sáu cuối cùng lại đi tầng hư không thứ bảy diệp thiên gật đầu nói diệp thiên cùng với mạch trần tiến vào tầng hư không thứ tư cửu hà hư không ở đây bọn hắn tao ngộ một chủng tộc vạn lân ngư thực lực của chủng tộc này rất cường đại cường đại hơn nhiều so với bách túc lạc long nhưng đối với hai người diệp thiên mà nói vẫn là rất yếu hai người diệp thiên sau khi giết một nhóm vạn lân ngư những vạn lân ngư này liền trốn, không còn dám tập kích hai người diệp thiên tiếp đó. diệp thiên cùng với mạch trần liền tìm kiếm tài nguyên ở tầng hư không này, tiêu tốn một chút vĩnh nguyệt, góp nhặt không ít tài nguyên có trợ giúp chính mình tu hành không lâu sau đó, diệp thiên cùng với mạch trần đi tới tầng hư không thứ năm Cửu hà hư không ở đây, nắm giữ một đầu sinh vật cường đại cấp bá chủ huyết hoàng chi chủ huyết hoàng chi chủ bản thể là nhất thủ huyết hoàng tương xưng là huyết hoàng chi chủ thực lực cũng chỉ sánh ngang với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống gia đình phong xa xa không phải đối thủ của diệp thiên cùng với mạch trần thể bất quá huyết hoàng chi chủ có một cái năng lực đặc thù đó chính là rất khó bị giết chết nó có mượn nhờ lực lượng tầng hư không thứ năm không ngừng khôi phục tự thân nên xem như hoàn mỹ trưởng khống giả muốn giết chết huyết hoàng chi chủ cũng phải tốn một chút công phu khi diệp thiên đi tới tầng hư không thứ năm dùng thiên phú sao chép cảm giác một chút dò xét được thiên phú của huyết hoàng chi chủ tổ phú cấp hoàn mỹ huyết hà bất diệt lại một môn tổ phú cấp hoàn mỹ vận khí không tệ diệp thiên lập tức sao chép tổ phú cấp hoàn mỹ của huyết hoàng chi chủ đàng người huyết hoàng chi chủ nhận ra mạch trần lập tức sợ hãi đứng lên bị dọa đến chạy trốn dù sao thực lực của nó kém xa mạch trần đương nhiên sẽ không tự tìm cái chết tiến hành chém giết cùng với mạch trần mạch trần cũng lười giết nó cùng với diệp thiên cùng nhau thu thập tài nguyên ở nơi này bất quá diệp thiên âm thầm lại dung hợp môn tổ phú cấp hoàn mỹ huyết hà bất diệt này sau khi dung hợp lúc này mới biết hiệu quả của môn tổ phú cấp hoàn mỹ này chính là ở bên trong một số dòng sông đặc thù có thể hấp thu lực lượng trong sông cam đoan tự thân nhanh chóng khôi phục thương thế hấp thu năng lượng từ đó có gần như có hiệu quả bất diệt cũng chính bởi vì vậy huyết hoàng chi chủ mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế một kích của hoàn mỹ trưởng khống giả cũng đều rất không chết nó cũng là bởi vì hoàn cảnh tại cửu hà hư không đặc thù nếu ở bên trong giới chi nhai huyết hà bất diệt cũng không ngăn cản được một kích của hoàn mỹ trưởng khống giả huyết hoàng chi chủ tuyệt đối sẽ chết không bao lâu diệp thiên liền triệt đề dung hợp môn tổ phú cấp hoàn mỹ huyết hà bất diệt này tổ phú cấp hoàn mỹ loại hình bảo mệnh hoặc không chết càng ngày càng nhiều sau này năng lực bảo mệnh của ta càng ngày càng khoa trương liền xem như hoàn mỹ trưởng khống giả mạnh mẽ hơn ta cũng rất khó giết chết ta sau một khoảng thời gian diệp thiên cùng với mạch trần đã thu thập tài nguyên tại tầng hư không thứ năm không sai biệt lắm xu đó bọn hắn liền đi tới tầng hư không thứ sáu tầng hư không này bị một chủng tộc chiếm cứ chủng tộc này là hư vô nhãn tộc Trùng tộc này am hiểu chôn vùi ý chí địch nhân nhưng mà đối với diệp thiên cùng với mạch trần mà nói là không có uy hiếp gì sau khi giết một số hư vô nhãn tộc diệp thiên cùng với mạch trần liền bắt đầu thu thập tài nguyên ở nơi này lại tốn một chút thời gian cuối cùng vào một ngày bọn hắn chuẩn bị tiến vào tầng thứ bảy cửu hà hư không cũng là một tầng vô cùng nguy hiểm mạch trần nói y chính là gà phải nguy hiểm tại tầng thứ bảy bị hủ thực chi chủ tầng thứ bảy đả thương nặng diệp thiên mặc dù không rõ ràng lời nói của mạch trần là thật hay giả nhưng tầng thứ bảy nguy hiểm là khẳng định hơn nữa tầng thứ bảy vô cùng có khả năng nắm giữ vật chất tạo cực đây cũng là chỗ diệp thiên vô cùng chờ mong diệp thiên cùng với mạch trần lập tức tiến vào tầng hư không thứ bảy đi vào bên trong một dòng hủ thực trường hà lập tức lực lượng ăn mòn tràn đến vô luận tránh né như thế nào cũng lực lượng ăn mòn này cũng có thể lan tràn vô số thời không ảnh hưởng đến thân thể của bọn hắn quả nhiên là lực lượng ăn mòn vô cùng đáng sợ đúng lúc này một thanh âm buông xuống mạch trần ngươi tự tìm cái chết lại còn dám tới hủ thực chi chủ buông xuống chỉ thấy bốn phía xuất hiện hóa thân hủ thực chi chủ rậm rạp chẳng chịt mỗi một cỗ hóa thân cũng có thực lực gần như siêu việt nửa bước hoàn mỹ trường khống gia đình phong hơn nữa mỗi một cỗ hóa thân đều ẩn chứa lực lượng ăn mòn vô cùng kinh khủng ở phía dưới hoàn cảnh như hủ thực trường hà chiến lược của hủ thực chi chủ tăng vọt phải cẩn thận chúng ta rất khó giết chết hủ thực chi chủ chủ yếu là chống đỡ hoặc làm bị thương hủ thực chi chủ tiến hành đàm phán với nó để cho nó không công kích chúng ta là được rồi mạch trần đề nghị trong nháy mắt diệp thiên cùng với mạch trần liền chém giết cùng với hủ thực chi chủ ầm ầm từng cỗ hóa thân của hủ thực chi chủ bị diệp thiên cùng với mạch trần đánh nát nhưng lực lượng của những hóa thân này dung nhập vào bên trong các hóa thân khác khiến cho hóa thân khác càng ngày càng cường đại tạo cực thôn phệ vực diệp thiên thi triển chiêu này trực tiếp hấp thu lực lượng hóa thân của hủ thực chi chủ khiến cho hóa thân hủ thực chi chủ sau khi ngã xuống đại bộ phận lực lượng đều bị diệp thiên hấp thu dẫn đến thực lực các hóa thân khác không có cách nào tăng lên có thể nói sau khi thi triển môn hoàn mỹ trường khống kỹ tạo cực tạo cực thôn phệ vực này ra một chiêu này của hủ thực chi chủ liền phế đi trong lúc đó một lượng lớn hóa thân của hủ thực chi chủ biến mất không thấy toàn bộ lực lượng tập trung ở phía trên bản thể của hủ thực chi chủ chân thân của hủ thực chi chủ buông xuống đối mặt với diệp thiên cùng với mạch trần không nói hai lời trực tiếp giao thủ không thể không nói thực lực của hủ thực chi chủ không kém liền xem như cùng với diệp thiên cùng với mạch trần giao thủ cũng chỉ có thể giữ không bị bại diệp thiên cũng không hề thể, thể hiện ra toàn bộ thực lực bởi vì hắn phát giác được một chút xíu không thích hợp thực lực của hủ thực chi chủ mặc dù cường đại hơn so với mạch trần nhưng mạch trần cũng không đến mức bị trọng thương đến trình độ cần ngủ say lấy thực lực của hủ thực chi chủ mạch trần liền xem như không địch lại chạy trốn lại là không có vấn đề gì nhưng kết quả lại là mạch trần ngủ say vô số năm tháng rõ ràng là gặp phải địch nhân không thể ngăn cản thực lực sai biệt vô cùng cực lớn nếu vẹn vẹn chỉ gặp địch nhân như hủ thực chi chủ Mạch Trần căn bản cũng không cần hắn đến giúp đỡ dù sao Mạch Trần cũng nắm giữ ý chí phân thân cùng với bản thể, dùng ý chí phân thân ngăn chặn hủ thực chi chủ, chính mình đi tìm tài nguyên. Chuyện này không thành vấn đề cho nên, Mạch Trần đã che giấu một ít chuyện chính vì vậy, Diệp Thiên mới không có thể hiện ra toàn bộ thực lực một hồi lâu sau, hủ thực chi chủ ngừng lại, thực lực của các người rất mạnh, tiếp tục chiến đấu tiếp là không có ý nghĩa, chúng ta hòa đàm đi. Hủ thực chi chủ mở miệng nói Mạch Trần lập tức dừng tay, nói, có thể, vậy chúng ta liền hòa đàm diệp thiên nghe vậy cũng dừng tay hòa đàm chủ yếu là hủ thực chi chủ cùng với mạch trần tiến hành hoa đàm mạch trần đưa ra một ít yêu cầu mà hủ thực chi chủ sau khi do dự một chút đồng ý một phần điều kiện trong đó cuối cùng hòa đàm hoàn thành viên mãn hết thầy nhìn qua vô cùng thuận lợi mà kết quả hòa đàm chính là diệp thiên cùng với mạch trần có thể tìm kiếm tài nguyên tại tầng thứ bảy cửu hà hư không mà mấy chỗ bảo địa trong tầng hư không thứ bảy cũng cho phép bọn hắn tiến vào bên trong tu hành nhưng mà Diệp Thiên cùng với Mạch Trần không thể đi quấy giày hủ thực chi chủ. Diệp Thiên, đi thôi, chúng ta đi tìm tài nguyên. Mạch Trần thúc giục nói chợt, hai người bắt đầu tìm kiếm tài nguyên tại từng hư không thứ bảy cửu hà hư không loại sinh vật giới chi nhai giống như hủ thực chi chủ. Cơ hồ vĩnh viễn đợi ở chỗ này sẽ không đi ra, cho nên nó không tồn tại ý nghĩ thu thập tài nguyên giao dịch cùng với những sinh linh khác cho nên. Đối với tài nguyên không có giá trị với mình, nó căn bản liền lười nhác thu thập chính vì vậy. Tầng hư không thứ bảy cửu hà hư không vẫn là có không ít tài nguyên thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên tìm được không ít tài nguyên, Diệp Thiên cảm giác được khí tức vật chất tạo cực, minh đạo kim quả. Diệp Thiên đi tới trước mặt một quả trái cây màu vàng óng, minh đạo kim quả này chính là một loại vật chất tạo cực, nhưng cấp bậc lại yếu hơn bách hoang kim quả, nhưng giá trị vẫn như cũ rất trong những ngày kế tiếp. Diệp Thiên tìm thêm được mấy loại vật chất tạo cực, nhưng số lượng cũng không nhiều sau đó. Diệp Thiên liền không có tìm được thêm vật chất tạo cực đối với chuyện này. Diệp Thiên cũng không có thất vọng, dù sao nếu như tùy tiện một tòa bảo địa liền nắm giữ một số lớn vật chất tạo cực, đó mới là không bình thường lần này diệp thiên thu hoạch không nhỏ nhưng không tính là thu hoạch vô cùng kinh người diệp thiên chúng ta nên đi tầng hư không thứ tám hủ thực chi chủ trước đó liên lạc với ta nó muốn liên thủ cùng với chúng ta tiến vào tầng thứ tám đối phó với đối thủ cũ của nó thực lực của đối thủ cũ của nó mạnh hơn so với nó một chút nó không phải là đối thủ cho nên muốn liên thủ cùng với chúng ta hoàn cảnh tu hành ở tầng thứ tám tốt hơn nó muốn chiếm giữ tầng thứ tám mạch trần đi tới trước mặt diệp thiên nói diệp thiên đồng ý nhưng trên thực tế trong nội tâm diệp thiên lại vô cùng cảnh giác hắn đã sớm phát giác được mạch trần có vấn đề nhưng không thể nói là vấn đề gì nhưng bây giờ diệp thiên đột nhiên ý thức được vấn đề chân chính có thể xuất hiện ở tầng thứ 8. mạch trần tuyệt đối đã đi qua tầng thứ 8 cửu hà hư không nói không chừng y chính là bị đả thương nặng tại tầng thứ 8. khả năng này không phải không tồn tại mà là vô cùng có thể tồn tại nếu là người bình thường vào sau khi thu hoạch nhiều bảo vật như vậy nói không chừng sẽ u mê thậm chí sẽ tín nhiệm mạch trần nhưng Diệp Thiên cho tới nay đều vô cùng cảnh giác, sẽ không tùy tiện tín nhiệm người Diệp Thiên cùng với Mạch Trần một lần nữa gặp mặt cùng với hủ thực chi chủ, hai vị bằng hữu, ta tăng thêm chiến lược của bốn vị hoàn mỹ trưởng khống giả các người, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền ép đối thủ cũ ở tầng thứ 8 hư không kia hủ thực chi chủ vui vẻ nói rất nhanh. Bọn người Diệp Thiên liền tiến vào tầng hư không thứ 8 và sau khi tiến vào tầng hư không thứ 8, hủ thực chi chủ cùng với Mạch Trần vậy mà lập tức lấy ra một chiếc lá, kích phát lực lượng lá cây tiếp theo một luồng khí tức kinh khủng truyền đến ở trong một cái trước mắt tiếp theo một đôi con người phong tỏa lại diệp thiên vô danh chi côn thiên phú sao chép của diệp thiên cảm giác được tình huống thiên phú của sinh vật này bỗng nhiên biết đại lịch của nó lại là vô danh chi côn đối thủ cũ hổ thực chi chủ nói căn bản cũng không phải là vô danh chi côn nó lừa ta diệp thiên ý thức được không chỉ là hổ thực chi chủ lừa gạt hắn mạch trần cũng tuyệt đối thuộc về một trong số đó mà vừa rồi hổ thực chi chủ cùng với mạch trần sử dụng một kiện bảo vật đặc thù trong cùng một thời gian chỉ sợ chính là tránh cho bị vô danh chi côn quá chặt mà hắn chính là pháo hôi được lựa chọn vào giờ khác này hắn triệt để hiểu ra mạch trần tuyệt đối là bị vô danh chi côn làm trọng thương hơn nữa y cùng với hủ thực chi chủ căn bản không phải địch nhân mà là minh hữu vô danh chi côn buông xuống đánh tới diệt thiên bây giờ mạch trần vô cùng hưng phấn thành công vô danh chi côn rất cổ quái chỉ có thể lựa chọn tiến hành công kích với đối thủ khóa chặt trước tiên nếu là người tu hành thực lực quá yếu căn bản là không có cách chống lại cùng với vô danh chi côn ngay cả cơ hội kéo dài thời gian cũng không có, Hủ Thực chi chủ cùng với ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn, vậy cũng chỉ có thể để cho cái ngốc Diệp Thiên này đi làm. Thực lực của Diệp Thiên không kém, hắn tuyệt đối có thể ngăn chặn Vô Danh Chi Côn một hồi, Vô Danh Chi Côn sẽ phóng thích vô danh mê vụ, Diệp Thiên sẽ rất khó đảo tàu, hắn nhất thiết phải chiến đấu cùng với Vô Danh Chi Côn, kéo dài thời gian cho chúng ta, ha ha ha, chờ sau khi chúng ta lấy đi bảo vật nơi này, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Mạch Trần, nhanh lấy bảo vật, đừng chậm trễ thời gian. Hủ thực chi chủ phát ra âm thanh lạnh lùng nói nếu không phải đã ký kết khế ước đặc thù cùng với Mạch Trần, nó mới sẽ không thành thành thật thật hợp tác cùng với Mạch Trần. Nhưng, ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, Mạch Trần cùng với hủ thực chi chủ đều phát mộng chỉ thấy Diệp Thiên không có phản kháng. Thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân chủ động để cho vô danh chi côn nuốt vào. Căn bản không có xảy ra chiến đấu tiếp đó vô danh chi côn quay đầu, con ngươi nhìn chằm chằm về phía Mạch Trần cùng với hủ thực chi, làm sao có thể. Diệp Thiên dù sao cũng là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, hơn nữa nắm giữ nhiều môn hoàn mỹ trưởng khống kỹ tạo cực, thực lực ở bên trong nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cũng không kém. Lấy bản thể của hắn tăng thêm ý chí phân thân, làm sao cũng phải ngăn cản một hồi, hắn làm sao lại từ bỏ phản kháng? Mạch Trần trợn tròn mắt chuyện này không bình thường, Diệp Thiên từ bỏ phản kháng, trực tiếp bị vô danh chi côn thôn vệ, đây há chẳng phải là chẳng khác gì là tự sát sao? Một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tiền đồ vô lượng, trực tiếp từ bỏ phản kháng chuyện này không bình thường diệp thiên bị nuốt tương đương với không có ai ngăn chặn vô danh chi côn cho bọn hắn cho nên vô danh chi côn rất nhanh phong tỏa mạch trần cùng với hủ thực chi chủ trước đó bọn hắn lợi dụng bí bảo có thể trong nháy mắt che đậy vô danh chi côn khóa chặt nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần bây giờ cũng không có biện pháp tiếp tục che đậy vô danh chi côn cảm giác lập tức bọn hắn bị tập trung trốn hủ thực chi chủ cùng với mạch trần lập tức hạ quyết định bọn hắn đánh không lại vô danh chi côn lần trước hai người liên thủ kết quả bị hủ thực chi chủ trọng thương chạy trốn về đường thứ bảy cửu hà hư không mà mạch trần thì thảm hại hơn suýt chút nữa liền vẫn lạc nhưng cũng không dám ngủ say ở cửu hà hư không xuyên thẳng đến một địa phương khác lúc này mới ngủ say vô số năm tháng lần này mạch trần thức tỉnh một lần nữa đi tìm hủ thực chi chủ liên thủ vốn cho rằng lần này không có sơ hở nào kết quả lại xảy ra biến cố nhưng tốc độ của vô danh chi côn quá nhanh trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mạch trần cùng hủ thực chi chủ trực tiếp thi triển vô danh mê vụ của chính mình những vô danh mê vụ này lập tức bao phủ cương vực bốn phía khiến cho mạch trần cùng với hủ thực chi chủ không có cách nào thoát khỏi mảnh khu vực mê vụ này chém giết liền bắt đầu trong chớp mắt mạch trần liền bị thương hắn căn bản không gánh được công kích của vô danh chi côn chênh lệch của song phương quá lớn hủ thực chi chủ hơi tốt một chút nhưng cũng rất nhanh liền bị thương vào thời điểm mạch trần hủ thực chi chủ cùng với vô danh chi côn chém giết diệp thiên đang ở trong cơ thể của vô danh tri côn theo đạo lý mà nói thực lực của hoàn mỹ trưởng khống giả tầm thường nếu như không bằng vô danh tri côn một khi tiến vào trong cơ thể vô danh tri côn liền sẽ bị vô danh tri côn luyện hóa hết bây giờ diệp thiên ở vào dạ dày côn hải của vô danh tri côn ở trong côn hải vật chất axit ở nơi này có thể ăn mòn hết thảy nhưng diệp thiên thời thời khắc khắc dùng tổ phú cấp hoàn mỹ miễn trừ tổ phú cấp hoàn mỹ bắt diệt cùng với các tổ phú cấp hoàn mỹ khác triệt tiêu tổn thương nhưng kể cả như thế cũng không triệt tiêu được bao lâu nhưng Diệp Thiên Nếu đã chủ động để cho vô danh chi côn thôn vệ. Tự nhiên là có hy vọng bảo toàn tánh mạng bởi vì hắn sao chép tổ phú cấp hoàn mỹ vô danh tri côn tổ phú cấp hoàn mỹ, vô danh mặt diệt tổ phú cấp hoàn mỹ, côn thể tổ phú cấp hoàn mỹ, vạn vật thôn vệ tổ phú cấp hoàn mỹ, vô danh mê vụ vô danh tri côn nắm giữ hết thảy bốn môn tổ phú cấp hoàn mỹ. Nếu sao chép dung hợp toàn bộ, Diệp Thiên liền có bốn môn tổ phú cấp hoàn mỹ này, chẳng khác gì là một đầu tiểu vô danh chi côn đến lúc đó cũng sẽ không bị côn hải trong cơ thể vô danh chi côn nứt trưởng chính vì vậy hắn mới không sợ chính mình sẽ bị vô danh chi côn thôn phệ hết mới yên tâm tiến vào trong cơ thể vô danh chi côn mạch trần Ngươi dám hại ta chỗ tốt ta lấy được trên từ người ngươi trước đây coi như không tồn tại nếu như ngươi thật sự hợp tác cùng với ta ta còn thực sự sẽ trợ giúp ngươi nhưng ngươi lại dám lừa ta diệp thiên rất nổi nóng bất quá lần này mạch trần là hố hắn không thành bị hố ngược lại nói không chừng bây giờ đã ở vào tuyệt cảnh thời gian chậm rãi trôi qua diệp thiên tiến hành dung hợp bốn loại tổ phú cấp hoàn mỹ của vô danh tri côn trong đó loại tổ phú cấp hoàn mỹ vô danh mà diệt này rất đáng sợ có thể phối hợp thi triển với tổ phú cấp hoàn mỹ vạn vật thôn vệ một khi thôn vệ hết địch nhân liền sẽ tự động thi triển ra môn tổ phú cấp hoàn mỹ vô danh mà diệt này liền có thể xóa đi sự tồn tại của địch nhân Giữa thiên địa sẽ cũng không còn vết tích đối phương tồn tại, trừ phi là tồn tại có thực lực còn mạnh hơn so với Diệp Thiên mới có thể nhớ được sự tồn tại của đối phương cho nên vô số người tu hành đều vô cùng sợ hãi Vô Danh Chi Côn, chính là sợ dấu vết của mình bị xóa đi Diệp Thiên sau khi luyện hóa ba môn tổ phú cấp hoàn mỹ này, cũng không sợ Côn Hải, Côn thể cùng với vạn vật thôn phệ, có thể bỏ qua năng lực ăn mòn của Côn Hải, khiến cho hắn yên tâm đợi ở đây nếu Vô Danh Chi Côn vận toàn lực đối phó hắn mà nói, hắn vẫn còn có chút nguy hiểm cho nên vẫn phải rời đi nơi đây toàn thân mặt trần vết thương trồng chất coi như y là hoàn mỹ trường khống giả tốc độ khôi phục rất nhanh nhưng cũng không gánh được hơn nữa thân ở trong vô danh mê vụ căn bản trốn không thoát vẫn là phải thi triển món bảo vật kia mới có thể đọc tàu mạch trần thúc giục một khối mảnh vụn trên người ý chí cùng với lực lượng trên người đều bị mảnh vụn này thôn vệ hơn phân nửa tiếp theo mạch trần cùng với mảnh vụn này cưỡng ép phá vỡ vô danh mê vụ thậm chí phá vỡ tầng hư không thứ 8 cửu hà hư không mà hổ thực chi chủ cũng ở phía dưới tình huống trả giá nặng nề, thoát khỏi tầng hư không thứ 8. Nếu không thể chạy thoát mà nói, nó cũng sẽ vẫn lạc mà chết mạch trần không dám dừng lại, trực tiếp chạy ra khỏi cửu hà hư không, cơ thể vô cùng suy yếu, phẳng phất như muốn ngủ say một lần nữa, đáng chết, Diệp Thiên là biết rõ chính mình chắc chắn phải chết, cho nên cố ý tự sát, tiến hành hố ngược lại ta sao. Mạch Trần nổi nóng nghĩ đến nhưng ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, thần sắc của y biến đổi, không đúng, ta làm sao còn nhớ kỹ sự tồn tại của Diệp Thiên. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Mạch Trần đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là Diệp Thiên rất có thể không có vẫn lạc bởi vì một khi bị vô danh chi côn thôn phệ vẫn lạc mà nói, vết tích tồn tại của ngươi đều bị xóa đi. Hơn nữa đầu vô danh chi côn này vô cùng cường đại, so với hắn còn muốn lợi hại hơn nếu Diệp Thiên bị đầu vô danh chi côn này thôn vệ. Trong trí nhớ của y sẽ không còn có người Diệp Thiên này nhưng hôm nay y còn nhớ rõ Diệp Thiên. Điều này nói rõ Diệp Thiên còn sống không bao lâu sau khi y vừa mới rời khỏi cửu hà hư không. Một thân ảnh ngăn cản y nhìn thấy người này, thân sắc của Mạch Trần kịch biến. Diệp Thiên, người không chết. Mạch Trần sợ hãi nói bây giờ, y đã bị thương nặng. Làm sao có thể là đối thủ của Diệp Thiên nếu Diệp Thiên muốn giết y mà nói. Y căn bản không có cách nào phản kháng. Diệp Thiên, không phải ta hại người. Ta cũng không biết tầng thứ 8 cửu hà hư không sẽ đáng sợ như thế. Là hủ thực chi chủ lừa gạt ta. Mạch Trần còn muốn giảng giải, nhưng diệp thiên cũng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của y mạch trần người không nên tìm đường chết diệp thiên ra tay lại trực tiếp thi triển vô danh mê vụ vô danh mê vụ bao phủ trực tiếp đoạn tuyệt hy vọng chạy trốn của mạch trần vô danh mê vụ mạch trần phát mộng đây không phải là năng lực của vô danh chi côn sao sau một khắc tạo cực vạn đạo chi nhận của diệp thiên phá vỡ thân thể của y khiến cho y trọng thương một lần nữa cơ hồ sắp tử vong tiếp đó từng môn hoàn mỹ trưởng khống kỹ tạo cực đánh vào mạch trần trong trước mắt mạch trần bị diệp thiên đánh giết mạch trần sau khi chết diệp thiên lấy đi bảo vật trên người mạch trần ồ đây là cái gì diệp thiên cảm giác được một khối mảnh vụ đặc thù mà bên trên mảnh vụ này vậy mà lưu lại khí tức dị bảo hoàn mỹ cao đẳng dị bảo hoàn mỹ cao đẳng vô cùng hiếm thấy chân quý giá trị cũng xa xa không phải dị bảo hoàn mỹ trung đẳng có thể so sánh cho dù là đối với thế lực như vô đạo tháp mà nói giá trị của một kiện dị bảo hoàn mỹ cao đẳng cũng là vô cùng lớn đủ để cho thế lực như vô đạo tháp tranh đoạt dị bảo hoàn mỹ tốt nhất trước mắt của Diệp Thiên cũng chỉ là dị bảo hoàn mỹ trung đẳng, còn chưa từng thu được một kiện dị bảo hoàn mỹ cao đẳng mà lúc này, mảnh vụ này lại là đến từ dị bảo hoàn mỹ cao đẳng, trước đó mạch trần chạy thoát chính là dựa ở nó, hắn bây giờ không có thời gian đi nghiên cứu mảnh vụ này, liền thu vào, để ngày sau sẽ chậm rãi nghiên cứu trước mắt, chuyện quan trọng nhất là xử lý vô danh chi côn có thể làm cho mạch trần mạo hiểm tính mạng tiến vào tầng thứ tám cửu hà hư không hai lần. Tất nhiên là bởi vì tầng thứ 8 nắm giữ cơ duyên chỗ tốt không có cách nào tưởng tượng, cho nên y mới một lần nữa tiến vào nơi đó chỗ tốt như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên cũng tiến vào cửu hà hư không, rất mau liền đến tầng thứ 7 cửu hà hư không ở đây. Diệp Thiên tìm được hủ thực chi chủ đang chữa thương hủ thực chi chủ rất khiếp sợ trượt, nó hơi sợ thực lực của nó vốn không cần e ngại Diệp Thiên, nhưng nó bây giờ ở vào trạng thái trọng thương, vậy thì không thể không sợ. Hủ thực chi chủ, ngươi dám hại ta, hủ thực chi chủ run rẩy nói, Diệp Thiên, chuyện này không liên quan đến ta, là Mạch Trần muốn bẫy ngươi, ngươi hãy đi tìm y Mạch Trần, ta đã giết, Diệp Thiên hời hợt nói hủ thực chi chủ nghe xong, càng thêm sợ hãi, Diệp Thiên, giết ta không có chỗ tốt đối với ngươi, hơn nữa mặc dù thương thế của ta rất nặng, nhưng thật sự muốn liều mạng, ngươi không nhất định có được quả ngon, ngươi tha cho ta. Ta có thể chia sẻ tin tức tầng thứ 8 cửu hà hư không cho người hổ thực chi chủ vội vàng nói, tin tức tầng thứ 8 cửu hà hư không, Diệp Thiên đối với việc này còn thật sự có hứng thú. Ngươi nói một chút xem vì sao các ngươi muốn tiến vào tầng thứ 8 cửu hà hư không? Diệp Thiên hỏi hủ thực chi chủ rất nhanh tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Tầng thứ 8 cửu hà hư không có vạn lôi chân quả, loại bảo vật này có thể giúp ta cùng với mạch trần từ hoàn mỹ trường khống giả sơ đẳng bước vào đến hoàn mỹ trường khống giả trung đẳng. Nếu như có thể bước vào đến hoàn mỹ trường khống giả trung đẳng, chúng ta liền không cần kiêng kỵ đầu vô danh chi côn kia. Vạn lối chân quả, Diệp Thiên cũng là lần đầu tiên nghe nói loại bảo vật này nhưng cũng biết đối với hoàn mỹ trưởng khống giả mà nói tại bộ phận hoàn mỹ trưởng khống giả cơ hồ một mực ở vào hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng rất khó tiếp tục đột phá mà ở phía trên hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng còn có hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng cùng với hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng nhưng muốn trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng nhất thiết phải lấy cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đột phá vào sau khi đột phá ngưng tụ ra hoàn mỹ tổ thể siêu hạng trong tương ngày mới có hy vọng trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng đương nhiên đó cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Dù sao thì cường giả ngưng tụ hoàn mỹ tổ thể siêu hạng, nhưng cuối cùng không có đột phá thành hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng có nhiều lắm, ngoại trừ vạn lôi chân quả, còn có cái gì? Diệp Thiên chất vấn, không biết hủ thực chi chủ lắc đầu, chúng ta cũng không có cơ hội chậm rãi tìm kiếm tại tầng thứ 8, ta vẫn là thông qua phương thức đặc thù mới biết được tầng thứ 8 nắm giữ vạn lôi chân quả. Về phần những thứ khác, ta thật sự không biết Diệp Thiên đại khái có thể đoán được, hủ thực chi chủ hẳn là không nói dối. Diệp Thiên, Ta đã nói ra tin tức, chuyện này bỏ qua được chứ. Hủ thực chi chủ khẩn trương nói lúc này, Diệp Thiên ra tay, đáng chết, ngươi là đồ không giữ lời hứa. Hủ thực chi chủ phẫn nộ nói, ha ha, không giữ lời hứa trước tiên chính là ngươi, đã nói là hợp tác, ngươi lại lừa ta, còn muốn ta giữ uy tín. Diệp Thiên diễu cợt nói chiến đấu cơ hồ là nghiền ép, hủ thực chi chủ căn bản không phải đối thủ của Diệp Thiên, mặc dù tình trạng của nó tốt hơn nhiều so với Mạch Trần nhưng rất nhanh liền triệt để trọng thương sắp tử vong vào thời khắc cuối cùng hủ thực chi chủ muốn đồng vu quy tận với diệp thiên diệp thiên tầng hư không thứ bảy chính là sân nhà của ta ngươi muốn giết ta như vậy liền chết với ta đi hủ thực chi chủ điều động lực lượng tầng hư không thứ bảy trực tiếp kéo theo diệp thiên cùng nhau chôn vùi vô tận thời không nát bấy hết thảy năng lượng nổ tung mảnh hư không này bị chôn vùi ngàn tỷ lần mà diệp thiên thân ở bên trong nghìn tỷ hư không chôn vùi thì triển từng loại thủ đoạn miễn trừ tổn thương một hồi lâu sau tầng hư không thứ bảy gần như về với bụi đất hết thảy đều bị phá hủy nhưng mà năng lượng ở các tầng hư không cửu hà hư không khác không ngừng rót vào không cần tuyến nguyệt dài đằng đẵng nơi này vẫn là sẽ từ từ khôi phục hủ thực chi chủ đã triệt để chết nhưng diệp thiên vẫn chưa có tử vong chỉ là bị thương nhưng rất nhanh diệp thiên liền triệt để khôi phục một chiêu này của hủ thực chi chủ thật là không tệ nếu là các nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực khác nói không chừng sẽ thật sự bị trọng thương đáng tiếc ta có quá nhiều tổ phú cấp hoàn mỹ hơn nữa còn có tổ phú cấp hoàn mỹ miễn trừ một chiêu này không giết chết được ta nhiều lắm là mang đến cho ta một chút huyền phúc nhỏ mà thôi giải quyết xong ngủ thực chi chủ kế tiếp chính là vô danh chi côn hắn chắc chắn không phải đối thủ của vô danh chi côn dù sao thực lực của hắn cũng chỉ sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng thông thường mà đầu vô danh chi côn kia chính là sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng liền xem như mấy chục vị hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng cùng nhau liên thủ cũng không có cách nào chống lại đầu vô danh chi côn này diệp thiên không cần đánh thắng được hắn chỉ cần ngăn chặn vô danh chi côn là được ngăn chặn vô danh chi côn không khó vô danh chi côn nắm giữ vô danh mê vụ mà ta cũng nắm giữ tất cả mọi người thi triển vô danh mê vụ liền lôi kéo lẫn nhau hy sinh một cỗ thân thể phòng chế cùng với một cỗ ý chí phân thân nếu như có thể thu được thật nhiều chỗ tốt đó cũng là đáng giá thế là hắn liền chuẩn bị làm như vậy tại từng hư không thứ tám cửu hà hư không diệp thiên vọt ra từ côn hải bên trong cơ thể vô danh chi côn lúc này vô danh chi côn mới phát hiện ra diệp thiên không có tử vong lập tức có chút hiếu kỳ bất quá trí thông minh của vô danh chi côn không cao nó có thể trưởng thành đến trình độ này hoàn toàn là dựa vào huyết mạch cùng với cấp độ sinh mệnh quá cường đại vô danh mây vụ diệp thiên thi triển môn tổ phú cấp hoàn mỹ này mà vô danh chi côn cũng là như thế thả ra vô danh mê vụ lập tức vô danh chi côn chém giết cùng với diệp thiên hai cỗ chiến lực tạo cực thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân của diệp thiên cũng không phải là đối thủ của vô danh chi côn chỉ có thể bảo trì không chết cùng lúc đó cỗ thân thể phòng chế thứ hai của Diệp Thiên xuyên thẳng vào tầng thứ 8 cửu hà hư không, đi tìm vạn lôi chân quả cùng với các bảo vật khác, hy vọng lần này có thu hoạch khổng lồ. Diệp Thiên từ trong miệng hủ thực chi chủ biết được đại khái vị trí của vạn lôi chân quả, liền xuyên thẳng đến vị trí kia Diệp Thiên liền tìm được vạn lôi chân quả, vạn lôi chân quả cũng không phải một quả, mà là ba quả trên thực tế, số lượng vạn lôi chân quả khẳng định không chỉ có ba quả, chỉ bất quá vô danh chi côn hẳn là thường xuyên nuốt vạn lôi chân quả. Nếu không phải vạn lôi chân quả không có trợ giúp lớn đối với vô danh chi côn bây giờ, bằng không vạn lôi chân quả ở nơi này chỉ sợ là đều không còn sót lại lúc này diệp thiên liền lấy đi vạn lôi chân quả ở nơi này sau đó diệp thiên đi địa phương khác tìm kiếm bảo vật thời gian có hạn hắn tự nhiên muốn thu được càng nhiều chỗ tốt cùng với tài nguyên hơn dọc theo đường đi diệp thiên phát hiện ra không ít đồ tốt nhưng tài nguyên không có hữu dụng đối với hắn hắn đều sẽ không thu thập nếu không sẽ lãng phí thời gian thời gian chậm rãi trôi qua tài nguyên diệp thiên thu thập được càng ngày càng nhiều thu hoạch vô cùng phong phú vật chất tạo cực diệp thiên hưng phấn hắn cảm ứng được không ít vật chất tạo cực chỉ thấy bên trong một dòng sông tại tầng thứ 8 cửu hà hư không diệp thiên cảm ứng được từng giọt nước màu vàng những giọt nước màu vàng này là lưu động phảng phất như sinh mệnh vậy nhưng trên thực tế cũng không phải sinh mệnh mà là một loại vật chất tạo cực tạo cực thủy tích diệp thiên nhìn thấy bọn chúng liền biết tên của bọn nó chúng tạo cực thủy tích có tốc độ vô cùng nhanh xuyên thẳng qua ở khắp nơi trong dòng sông này nhưng tốc độ của diệp thiên càng nhanh dễ dàng bắt được một giò tạo cực thủy tích một giò tạo cực thủy tích ẩn chứa vật chất tạo cực không nhiều nhưng tạo cực thủy tích ở nơi này lại đủ nhiều, Diệp Thiên không ngừng thu thập tạo cực thủy tích ở nơi này, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập, bởi vì một cỗ thân thể phòng chế khác cùng với ý chí phân thân của hắn sắp không kiên trì nổi theo thời gian trôi qua, từng giọt tạo cực thủy tích rơi vào trong tay Diệp Thiên, ý chí phân thân của Diệp Thiên vẫn lạc ở trong tay vô danh chi côn, cỗ thân thể phòng chế kia vẫn còn đang kiên trì, để ý chí phân thân của cỗ thân thể phòng chế này đi hỗ trợ, dạng này sẽ có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, để cho hắn tìm được nhiều tài nguyên bảo vật cỗ ý chí phân thân này tiến đến hỗ trợ mà cỗ thân thể phòng chế này của Diệp Thiên tự mình ở đây thu thập tạo cực thủy tích không bao lâu, tạo cực thủy tích ở nơi này bị thu thập xong sau đó. Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm tài nguyên khác, ngược lại cũng tìm được rất nhiều bảo vật có thể để thăng trưởng khống thể cùng với ý chí ngay vào thời điểm cỗ thân thể phòng chế cùng với cỗ ý chí phân thân thứ hai kia sắp không kiên trì nổi. Diệp Thiên rời khỏi tầng hư không thứ 8 cửu hào hư không, trở về ngoại giới vô danh chi côn sẽ không rời khỏi lãnh địa của mình, cho nên Diệp Thiên ngược lại là có thể thở dài một hơi không thể không nói vô danh tri côn bây giờ cũng không phải là tồn tại hắn có thể ngăn cản thực lực sai biệt quá lớn hoàn toàn không có lực lượng chống lại chỉ có thể hy sinh tính mệnh kéo dài thời gian đi về trước đi diệp thiên quay trở về phụ cận bản nguyên giới hải sau đó hắn bắt đầu bế quan tu hành lần này hắn cần lợi dụng toàn bộ những tài nguyên này còn có những tạo cực thủy tích cùng với minh đạo kim quả kia nói không chừng sẽ có hy vọng đánh vỡ một sợi tạo cực xiềng xích nữa một số lớn tài nguyên bị diệp thiên hấp thu luyện hóa nửa bước hoàn mỹ ý chí tạo cực cùng với nửa bước hoàn mỹ trường khống thể tạo cực đều đang tăng lên mà diệp thiên cũng đang hấp thu những tạo cực thủy tích cùng với minh đạo kim quả kia sợi tạo cực xiềng xích thứ tư dần dần lòng có dấu hiệu bị đánh vỡ ước chừng sau khi đi qua hơn 30 vạn vĩnh hằng kỷ niên diệp thiên luyện hóa rất nhiều tài nguyên ngay cả vật chất tạo cực cũng tiêu hao hết toàn bộ nhưng vẫn không có đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ tư lúc này tài nguyên trọng yếu nhất trên tay diệp thiên còn thừa lại ba khỏa vạn lôi chân quả vạn lôi chân quả có thể giúp hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng đánh vỡ công cùm xiềng xích tấn thăng thành hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng đối với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực như ta cũng nắm giữ hiệu quả cường đại không gì sánh nổi một khi phục dụng vạn lôi chân quả ý chí của ta cùng với trưởng khống thể hẳn là cũng có thể tăng lên trên diện rộng hơn nữa vạn lôi chân quả nắm giữ tác dụng để thăng tiềm lực trưởng khống thể cùng với ý chí cho nên mới có thể giúp những hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng kia đánh vỡ công cùm xiềng xích diệp thiên quyết định phục dụng vạn lôi chân quả Mặc dù nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực phục dụng vạn lôi chân quả có chút lãng phí, nhưng nếu như có thể tăng cao thực lực, lên xem như lãng phí cũng đáng Diệp Thiên phục dụng một quả vạn lôi chân quả năng lượng cực kỳ kinh khủng hiện lên, lấy phương thức vô cùng cuồng bạo rèn luyện thân thể cùng với ý chí của Diệp Thiên hơn nữa, cấp độ sinh mệnh của Diệp Thiên cũng được đề thăng một đoạn nhỏ. Đây chính là hiệu quả mạnh mẽ của vạn lôi chân quả dần dần, ý chí cùng với trường không thể của Diệp Thiên cũng đều tăng lên không ít. Thẳng đến tuế nguyệt rất lâu sau đó, hỏa vạn lôi chân quả này mới thật sự tiêu hao hết năng lượng mà lúc này, thực lực của Diệp Thiên đã tăng lên không ít, quả nhiên có chút lãng phí, vạn lôi chân quả vẫn thích hợp cho hoàn mỹ trường khống giả sơ đẳng đánh vỡ cùng cùng xương xích hơn, như thế mới là tối đa hóa tác dụng. Bất quá có thể tăng cao thực lực liền tốt Diệp Thiên còn phát hiện ra vạn lôi chân quả còn có trợ giúp đánh vỡ sợi tạo cực xương xích thứ tư, nhưng chỉ là hiệu quả bổ sung thêm, khiến cho Diệp Thiên đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ tư dễ dàng hơn một chút vốn dĩ. Diệp Thiên liền sắp đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ tư, nhưng bây giờ sau khi luyện hóa vạn lôi chân quả, khoảng cách đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ tư chỉ còn lại một chút xíu lại qua nữa một đoạn thời gian. Diệp Thiên quyết định phục dụng một khỏa vạn lôi chân quả một lần, mặc dù lần này phục dụng vạn lôi chân quả không có hiệu quả tốt như lần trước, nhưng mục đích của hắn là vì đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ tư. Nếu như thật sự phá vỡ, thực lực tất nhiên lại tăng lên một đoạn nữa diệp thiên lại trực tiếp nuốt một quả vạn lôi chân quả hấp thu luyện hóa năng lượng vạn lôi chân quả ầm ầm năng lượng vạn lôi chân quả không ngừng rèn luyện ý chí cùng với trường không thể của diệp thiên hơn nữa còn ảnh hưởng đến sợi tạo cực xiềng xích thứ tư diệp thiên thừa cơ tiến hành xung kích sợi tạo cực xiềng xích thứ tư xung kích một lần lại một lần vào sau khi trùng kích mấy triệu lần sợi tạo cực xương xích thứ tư cuối cùng cũng bị diệp thiên phá vỡ vào sau khi đánh vỡ sợi tạo cực xương xích thứ tư tạo cực xương xích hóa thành vật chất tạo cực bản nguyên dung nhập vào trường khống thể của diệp thiên khiến cho trường khống thể của diệp thiên trở nên càng thêm cường đại lại tăng lên không ít thực lực lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định vẫn là không đánh lại vô danh chi côn nhưng vô danh chi côn muốn giết chết hắn cũng có chút khó khăn lần trước thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân kéo dài thời gian không dài tài nguyên tại tầng thứ 8 cửu hà hư không còn có rất nhiều không có thu thập Lần này liền lại đi thu thập một chút, thế là Diệp Thiên đi tới Cửu Hà hư không một lần nữa, lần này tiến vào tầng thứ 8 Cửu Hà hư không, giống như kế hoạch lần trước vậy, đó chính là lấy một cỗ thân thể phòng chế tăng thêm một cỗ ý chí phân thân ngăn chặn Vô Danh Chi Côn, cỗ thân thể phòng chế thứ hai của chính mình đi thu thập tài nguyên Diệp Thiên tiến vào tầng thứ 8 Cửu Hà hư không, lập tức bị Vô Danh Chi Côn khóa chặt, Vô Danh Chi Côn đối với bất cứ sinh vật nào tiến vào lãnh địa của mình đều tràn đầy đề địch ý vô tận, lập tức buông xuống công kích Diệp Thiên một hồi đại chiến bắt đầu lần giao thủ này. Diệp Thiên rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ đánh không lại vô danh chi côn, nhưng dựa vào rất nhiều thủ đoạn, lại có thể triệt để ngăn chặn vô danh chi côn, khiến cho vô danh chi côn rất khó giết chết hắn một cỗ thân thể phòng chế khác của Diệp Thiên lèn vào tầng hư không thứ 8, bắt đầu tìm kiếm những tài nguyên khác trước đó, Diệp Thiên còn có rất nhiều chỗ chưa có tìm, cho nên lần này có đầy đủ thời gian để tìm kiếm tài nguyên hơn nữa, một số tài nguyên không có tác dụng gì đối với hắn, hắn cũng thu thập, có thể giữ lại để bồi dưỡng nhân tộc theo thời gian trôi qua. Diệp Thiên đã lục lọi toàn bộ tầng hư không thứ 8, những chỗ đến, không nói không còn ngọn cỏ, cò, nhưng cũng không xây xích gì nhiều đáng nhắc tới chính là, Diệp Thiên rốt cuộc lại tìm được một số ít vật chất tạo cực một hồi lâu sau, tầng hư không thứ 8 tạm thời không có thứ gì tốt, toàn bộ đã bị Diệp Thiên tìm hết, có nên đi tầng hư không thứ 9 hay không? Diệp Thiên giao dự nói tầng hư không thứ 8 liền có sinh vật khủng bố như vô danh chi côn, như vậy tầng thứ 9 có phải hay không sẽ càng thêm nguy hiểm, đáng tiếc, hắn không có biết một chút tình huống nào về tầng hư không thứ 9 để cho ý chí phân thân đi vào thử một lần, cùng lắm thì vẫn lạc một cỗ ý chí phân thân mà thôi. Diệp Thiên để cho ý chí phân thân tiến vào tầng thứ 9 cửu hà hư không nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra hàng rào thời không ở giữa tầng hư không thứ 9 cùng với tầng hư không thứ 8 vô cùng kiên cố. Diệp Thiên hao phí thời gian rất lâu, lúc này mới phá vỡ hàng rào thời không, thành công tiến vào tầng hư không thứ 9 nếu hắn không ngăn chặn vô danh chi côn. Chắc chắn là không tiến vào được tầng hư không thứ 9 vừa tiến vào tầng hư không thứ 9, Diệp Thiên lập tức bị đả thương nặng vô cùng vô tận khí tức kiếm đạo xé rách thân thể ý chí phân thân của Diệp Thiên, liền xem như hắn vận toàn lực chống lại, cũng rất khó đỡ được, nếu không phải nắm giữ rất nhiều thủ đoạn có thể triệt tiêu công kích, hắn chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết thời gian trôi qua từng giây, Diệp Thiên không ngừng cảm giác tình huống tại tầng hư không thứ 9, chỉ cảm ứng được một thanh kiếm, mà trong mảnh hư không này cũng chỉ có thanh kiếm này, còn lại đều là bụi đất, dị bảo hoàn mỹ Diệp Thiên rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tầng thứ 9 cửu hà hư không vậy mà dựng dục ra một kiện dị bảo hoàn mỹ hơn nữa đây rõ ràng không phải dị bảo hoàn mỹ thông thường liền xem như dị bảo hoàn mỹ trung đẳng hắn lấy được cũng còn kém rất xa thanh kiếm này dị bảo hoàn mỹ cao đẳng không liền xem như dị bảo hoàn mỹ cao đẳng cũng không khả năng khiến cho thân thể của ta không cánh được dù sao ta cũng chưa có chạm đến nó khoảng cách với nó còn rất xa chẳng lẽ đây là dị bảo hoàn mỹ siêu hạng vừa nghĩ tới dị bảo hoàn mỹ siêu hạng diệp thiên liền khiếp sợ cùng với mừng rỡ không gì sánh nổi dị bảo hoàn mỹ siêu hạng hắn từng thấy trước mắt chỉ có một kiện đó chính là vô đạo tháp nhưng mà vô đạo tháp thu liệm khí tức sẽ không phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy cho nên bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp cận vô đạo tháp bất quá kiện dị bảo hoàn mỹ này còn chưa có hoàn toàn dựng dục ra một kiện dị bảo hoàn mỹ nếu còn chưa có hoàn toàn dựng dục ra lực lượng là cực kỳ cuồng bạo nhưng sẽ được thiên địa bảo hộ sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu mà tầng hư không thứ 9 chính là khu vực bảo hộ kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này, nếu như cưỡng ép tiến vào tầng hư không thứ 9, Diệp Thiên cũng không biết sự tồn tại của kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này, một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, liền xem như dạng thế lực đỉnh tiêm như vô đạo tháp, cũng đều sẽ phát động chiến tranh vì nó, mà bây giờ, kiện dị bảo hoàn mỹ này cư nhiên bị hắn phát hiện ra hơn nữa nơi đây vô cùng vắng vẻ, có lẽ hắn chính là người duy nhất phát hiện ra kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim đáng tiếc kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này còn chưa có dụng dục ra chờ nó chân chính dựng dục ra chỉ sợ là cần tuyến nguyệt vô cùng dài bất quá như vậy cũng tốt nếu nó dựng dục ra bây giờ ta cũng không lấy được nhưng cho dù như thế kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng trước mắt này vẫn như cũ có thể mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng cho diệp thiên đó chính là nó có thể giúp diệp thiên lĩnh ngộ cực đạo cực đạo cũng là một loại đạo là đạo áp đảo ở phía trên hoàn mỹ chi đạo hoàn mỹ chi đạo là ẩn chứa ba tỷ ba loại biến hóa mà cực đạo thì không giống nó chỉ ẩn chứa một loại biến hóa cực đạo chính là hội tụ hợp nhất ba tỷ ba loại biến hóa hoàn mỹ chi đạo hóa thành một loại biến hóa ngừng kết lực lượng đến cực hạn một khi lĩnh ngộ cực đạo sức chiến đấu sẽ vô cùng kinh khủng nhưng căn cứ theo sự hiểu rõ của hắn đối với vô đạo tháp liền xem như một số hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng cũng căn bản không ngộ ra một chút ra lông cực đạo muốn triệt để tìm hiểu ra cực đạo quá khó khăn trên cơ bản ngưng kết ba tỷ ba loại biến hóa thành một tỷ loại mới xem như lĩnh ngộ gia lông cực đạo lúc này liền có thể bộc phát ra uy lực nhất định thế nhưng những hoàn mỹ trưởng khống giả kia căn bản vốn không biết rõ làm sao lĩnh ngộ cực đạo bởi vì giữa thiên địa không có cực đạo cho nên không có vật tham chiếu nhưng mà có một loại bảo vật ẩn chứa cực đạo đó chính là dị bảo hoàn mỹ siêu hạng ví dụ như vô đạo tháp liền ẩn chứa lực lượng cực đạo nhưng người bình thường cũng không tư cách đi tìm hiểu. Trừ phi là đám cao tầng vô đạo tháp chân chính mặt khác vào thời điểm dị bảo hoàn mỹ siêu hạng đang dựng dục, cực đạo cũng đang thai ngén, mà khí tức kiếm đạo Diệp Thiên tiếp nhận trên thực tế chính là lực lượng cực đạo phóng thích, mà lúc này là dễ dàng lĩnh hội kiếm cực đạo nhất. Đây chính là cơ hội thật tốt lĩnh hội kiếm cực đạo. Một khi lĩnh ngộ cực đạo, thực lực của hắn sẽ đáng sợ đến bực nào, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bất quá, lực lượng cực đạo rất đáng sợ, thân thể này của ta không kiên trì được bao lâu nhưng cũng không cần gấp chỉ cần hơi lĩnh ngộ một chút ảo diệu cực đạo liền có thể kiên trì ở đây rất lâu trong tuyến nguyệt tiếp theo liền ở ngay chỗ này tu hành ngược lại ta ngưng kết thân thể phòng chế rất nhanh cùng lắm thì ngưng kết từng lần từng lần trả giá một chút đại giới ấy rất đáng diệp thiên bắt đầu lĩnh hội kiếm cực đạo ở đây không bao lâu ý chí phân thân vỡ nát thế là thân thể phòng chế diệp thiên tiến vào nơi đây tiếp tục tham ngộ kiếm cực đạo chờ cỗ thân thể phòng chế này cũng không chịu nổi một cỗ thân thể phòng chế khác của diệp thiên liền rời khỏi tầng hư không thứ tám thoát khỏi vô danh chi côn sau khi một lần nữa phòng chế ra thân thể phòng chế lúc này mới lại tiến vào tầng hư không thứ 8, tiếp đó một cỗ thân thể phòng chế ngăn chặn vô danh chi côn một cỗ thân thể phòng chế khác tiến vào tầng hư không thứ 9 lĩnh hội kiếm cực đạo mặc dù làm như vậy có chút phiền phức nhưng lại đáng giá bất trì bất giác mấy chục vạn vĩnh hằng kỷ niên tuế nguyệt trôi qua ở bên trong mấy chục vạn vĩnh hằng kỷ niên này diệp thiên cũng không biết chính mình ngưng tụ bao nhiêu lần thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân tóm lại thân thể phòng chế vẫn lạc một lần lại một lần nếu là hoàn mỹ trưởng khống giả khác mà nói đã sớm không chịu nổi tổn thất như vậy mà diệp thiên ngưng kết thân thể phòng chế cũng không trả bao nhiêu đại giới nhưng lại tiêu hao vô cùng vô tận tài nguyên nhưng mà kết quả cuối cùng là tốt bây giờ diệp thiên đã thành công ngưng kết dùng hợp 3 tỷ ba loại biến hóa hoàn mỹ kiếm đạo trở thành một tỷ loại thành công nắm giữ một chút da lông kiếm cực đạo bây giờ uy năng kiếm đạo của diệp thiên đã vượt qua hoàn mỹ thời không chi đạo đạt đến cảnh giới vô cùng đáng sợ khi Diệp Thiên nắm giữ ra lông kiếm cực đạo, dùng khí tức kiếm đạo che chở chính mình, mang theo một chút ra lông kiếm cực đạo này, liền có thể ngăn cản được lực lượng kiếm cực đạo xung kích cho nên, sau khi Diệp Thiên tiến vào tầng thứ 9 cửu hà hư không, trực tiếp chống lại khí tức kiếm cực đạo, đương nhiên hắn cũng chỉ có thể chờ ở phía ngoài nhất, nếu xâm nhập mà nói, cũng không kiên trì được bao lâu cứ như thế, Diệp Thiên liền có thể kiên trì thời gian rất lâu, không cần lần lượt ngưng kết thân thể phòng chế tu hành lĩnh hội khí tức kiếm cực đạo tự nhiên cũng liền lớn hơn rất nhiều hơn nữa. Theo hắn nắm giữ ra lông kiếm cực đạo càng ngày càng nhiều, tự nhiên có thể càng thêm tiếp cận kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này, hiệu quả tìm hiểu tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt bất trì bất giác, lại qua 10 vạn vĩnh hằng kỳ niên mà bây giờ, hiệu quả lĩnh hội của 10 vạn vĩnh hằng kỷ niên này viễn siêu hiệu quả lĩnh hội mấy chục vạn vĩnh hằng kỷ niên trước đó, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Hoàn mỹ kiếm đạo đã dung hợp đến 300 triệu loại biến hóa diệp thiên kích động nói bây giờ, kiếm cực đạo hắn nắm giữ đã sắp ngừng kết thành hình thức ban đầu đương nhiên ít nhất cũng phải dung hợp biến hóa hoàn mỹ kiếm đạo đến trăm triệu loại biến hóa vậy mới có thể xưng là kiếm cực đạo hình thức ban đầu một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên đến nơi này chuẩn bị đạo sức đôi chút cùng với vô danh Tri côn cũng chính là coi vô danh Tri côn như đối tượng bồi luyện miễn phí tu vi cảnh giới của diệp thiên đích xác không bằng vô danh Tri côn nhưng bây giờ hắn nắm giữ ra lông kiếm cực đạo sắp ngừng kết thành hình thức ban đầu thực lực đại trướng tự nhiên có lực lượng giao thủ cùng với vô danh chi côn để phối hợp với kiếm cực đạo diệp thiên còn chuyên môn sáng tạo ra một ngôn hoàn mỹ trưởng không kỹ tạo cực tạo cực kiếm đạo nhận kiếm đạo nhận là hoàn mỹ trưởng không kỹ tạo cực bắt trước tạo cực vạn đạo chi nhận mà sáng tạo ra uy lực hơi kém một chút nhưng mà sau khi dung hợp khí tức kiếm cực đạo uy lực của tạo cực kiếm đạo nhận liền vô cùng kinh khủng diệp thiên chém giết cùng với vô danh chi côn lấy tạo cực kiếm đạo nhận phối hợp với khí tức gia lông kiếm cực đạo cùng chém giết mỗi một kích đều đánh xuyên thân thể vô danh chi công tạo thành tổn thương mặc dù tổn thương rất thấp nhưng điều này đại biểu cho diệp thiên đã có tư cách chém giết cùng với vô danh chi côn thậm chí chiếm giữ thượng phong nhất định mà vô danh chi côn bây giờ lại rất khó làm bị thương diệp thiên nếu chiến đấu lâu dài tiếp mà nói người đạt được thắng lợi cuối cùng tất nhiên là diệp thiên không nghĩ tới sau khi nắm giữ ra lông kiếm cực đạo thực lực của ta lại có thể sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng nếu như nắm giữ kiếm cực đạo chân chính chẳng lẽ có thể xưng vô dịch ở bên trong hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng thấy được sự cường đại của kiếm cực đạo diệp thiên vô cùng khát vọng triệt đề nắm giữ kiếm cực đạo cũng vô cùng khát vọng đối với các cực đạo khác nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có cơ hội lĩnh hội kiếm cực đạo cũng không có biện pháp lĩnh hội cực đạo khác trừ phi tìm được những dị bảo hoàn mỹ siêu hạng khác thế nhưng dạng cơ hội này quá hiếm thấy trước tiên không tham lam đầu tiên nắm giữ kiếm cực đạo rồi nói sao chỉ là môn kiếm cực đạo này tương lai cũng đủ để cho ta đạt đến trình độ bất khả tư nghị ở bên trong hoàn mỹ trường khống giả kế tiếp diệt thiên lại cố gắng tu hành thời gian chậm rãi trôi qua bất chi bất giác lại qua mấy chục vạn vĩnh hằng kỷ niên diệp thiên cuối cùng cũng dùng hợp hoàn mỹ kiếm đạo từ ba tỷ ba loại biến hóa đến trăm triệu loại biến hóa dẫn phát hoàn mỹ kiếm đạo thuế biến một cỗ khí tức vô cùng bé nhọn bạo phát ra từ trên thân diệp thiên quang mang màu vàng sẫm có thể nát bấy hết thảy vật chất đây chính là lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu chỉ thấy diệp thiên tiện tay điểm một ngón tay một đạo quang mang màu vàng nhạt phối hợp với tạo cực kiếm đạo nhận nát bấy thời không vượt qua vô tận khoảng cách đánh vào trên thân vô danh chi côn tiếp theo vô danh chi côn đau đớn kêu thảm thủ thương không nhẹ nhưng rất nhanh lại khôi phục lại nhưng việc này đã đại biểu diệp thiên có thể dễ dàng làm bị thương vô danh chi côn thực lực đã áp đảo vô danh chi côn mặc dù áp đảo không nhiều nhưng diệp thiên cũng đã hết sức hài lòng lúc này mới chỉ ngưng tụ kiếm cực đạo hình thức ban đầu sơ bộ chờ thời gian dài kiếm cực đạo hình thức ban đầu ngưng tụ sẽ càng ngày càng cường đại thực lực cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng rất nhanh, Diệp Thiên phát hiện ra một bí mật hắn phát hiện ra lấy lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu thâm nhập vào chỗ căn nguyên của nửa bước hoàn mỹ trường khống thể tạo cực, có thể phụ trợ xung kích tạo cực xưởng xích. Đây là kết luận Diệp Thiên cho ra trong một lần thí nghiệm ngoài ý muốn sau khi hắn nắm giữ kiếm cực đạo hình thức ban đầu, sau này độ khó đánh vỡ tạo cực xưởng xích sẽ hạ thấp rất nhiều lần. Nếu sớm một chút nắm giữ kiếm cực đạo hình thức ban đầu mà nói, những vật chất tạo cực ta lấy được trước đó nói không chừng sẽ có thể trợ giúp ta đánh vỡ năm, sáu sợi tạo cực xưởng xích. Diệp Thiên nghĩ thầm đương nhiên, hắn có thể may mắn nắm giữ kiếm cực đạo hình thức ban đầu, đã là vận khí nghịch thiên Cũng không cần cầu quá cao Diệp Thiên không có thành lý sinh vật trong cửu Hà Hư không Những sinh vật này có thể chặn lại những người tu hành dự định tiến vào nơi này, là một tầng bảo hộ thiên nhiên Mà hắn cũng đã kiến tạo đạo tràng thuộc về mình tại tầng thứ 8 cửu Hà Hư không Sau này sẽ trường kỳ tọa chấn ở đây một cỗ thân thể phòng chế của hắn sẽ một mực lưu ở nơi này mà một cỗ ý chí phân thân sẽ tọa trấn ở bản nguyên giới hải dù sao ở chỗ cửu hà hư không này cũng có một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạn đang dựng dục còn có thể phụ trợ hắn lĩnh hội kiếm cực đạo hắn tự nhiên phải vô cùng xem trọng cứ như vậy thời gian trôi qua kiếm cực đạo hình thức ban đầu của diệp thiên càng ngày càng cường đại trong vô đạo tháp một tin tức truyền ra ở bên trong nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tạo cực kim sơn sắp mở ra tạo cực kim sơn diệp thiên tự nhiên biết nơi này chính là đạo trường của vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực thứ nhất vĩnh hằng chi khư Vĩnh Hằng Chi Khư trước đây cũng không có cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực này. Là một vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả Đình phong ngoài ý muốn phát hiện ra vật chất tạo cực, lúc này mới bước vào cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực mà người này góp nhặt một số lượng lớn vật chất tạo cực, tích trữ vô số vật chất tạo cực. Đi rất xa tại cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực mà vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực kia tên là tạo cực chi chủ mà tạo cực cũng là lấy tên của y xem như xưng hô đáng tiếc là tạo cực chi chủ đã vẫn lạc là vẫn lạc ở bên trong một lần ngoài ý muốn, bằng không mà nói, lấy tiềm lực của Tạo Cực chi chủ, bây giờ tuyệt đối là một trong mấy vị đáng sợ nhất Vĩnh Hằng chi khư Tạo Cực chi chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng Tạo Cực Kim Sơn vẫn lưu lại, mà phía trên Tạo Cực Kim Sơn còn sót lại không ít vật chất Tạo Cực, cho nên cũng hấp dẫn rất nhiều nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả Tạo Cực mà Tạo Cực Kim Sơn chỉ cho phép nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả Tạo Cực tiến vào, Hoàn Mỹ trưởng khống giả không cho phép tiến vào, không có ai dám vi phạm quy định này. Nếu không thì sẽ phải chịu chế tài của một số tồn tại vô cùng cường đại, Tạo Cực Kim Sơn là một cơ hội, có lẽ ta có thể thu được không ít vật chất tạo cực, từ đó đánh vỡ càng nhiều tạo cực sừng xích, nhóm nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đi tạo cực Kim Sơn, lần này liền không có hoàn mỹ trưởng khống giả lĩnh đội dù sao thực lực của nhóm nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực liền sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng yếu kém lại thêm đại bộ phận cũng là ý chí phần thân đi tới không cần thiết pháo hoàn mỹ trưởng khống giả vô cùng cường đại bảo hộ diệp thiên đi theo các nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vô đạo tháp khác cùng nhau đi tới tạo cực kim sơn rất nhanh bọn hán liền đến đối với lần cơ duyên tạo cực kim sơn này rất nhiều nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đều vô cùng xem trọng cho nên không ít nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đều tới nhưng mà có một số nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực lại không có tới chủ yếu là bọn hắn còn có những câu duyên khác tạm thời không nỡ từ bỏ ý chí phân thân không có cách nào chạy đến mà bản thể lại không dám tiến vào nơi đây dù sao một khi bản thể vẫn lạc vậy thì thật sự vẫn lạc chân thân nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực dám vào nơi này cũng là thực lực vô cùng cường đại tóm lại gần một nửa nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đều đến nơi này bởi vì tạo cực kim sơn còn chưa có chính thức mở ra bốn phía bị một tầng kim quang bao trùm bọn hắn cũng không tiến vào được nhạt nhạt đừng thấy tầng bảo hộ này mở nhạt nhưng cho dù là hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng cũng không đánh tan được tầng bảo hộ này dù sao tạo cực chi chủ trước đây cũng chính là hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng ở bên ngoài tạo cực kim sơn một phiến khu vực bị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực vô đạo tháp chiếm lĩnh hơn 20 vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực đợi ở chỗ này lúc này một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực lên tiếng y là một trong mấy vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực cường đại nhất vô đạo tháp thái ách trưởng khống ghi tất cả mọi người đều là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vô đạo tháp cũng là huynh đệ cho nên lần này nhất thiết phải nhắc nhở các ngươi có một số nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực một khi gặp phải trước tiên liền phải trốn đừng có tranh đấu cùng với đối phương tất cả mọi người đều là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực chỉ cần không phải tử địch đều sẽ nể mặt sẽ không truy kích đây là một số tin tức tư liệu liên quan tới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực thế lực khác các ngươi nhìn một chút thái ách trưởng khống giả nói trượt mỗi một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đều thu được một phần tư liệu diệp thiên tự nhiên cũng thu được một phần tư liệu này cẩn thận đọc phía trên này chủ yếu là giới thiệu một chút một số nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vô cùng cường đại ví dụ như bạo cổ trưởng khống giả thiên tại liên minh nắm giữ huyết mạch vô cùng cường đại hơn nữa còn là dòng dõi của một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng địa vị ở trong thiên tại liên minh cũng rất cao mà bạo cổ trưởng khống giả càng là vô cùng đáng sợ nắm giữ phòng ngự cường đại không gì sánh nổi đã từng lấy sức một mình đối chiến với hơn 10 đầu sinh vật sánh ngang với Hoàn Mỹ trưởng khống giả mà không bị thua, nhưng sinh vật Hoàn Mỹ trưởng khống giả kia đều không thể phá vỡ phòng ngự của gã căn cứ theo tình báo, bây giờ bạo cổ trưởng khống giả vô cùng có khả năng sánh ngang với Hoàn Mỹ trưởng khống giả trung đẳng lại ví dụ như Bạch Nguyệt trưởng khống giả Huyền Nữ Tông, nắm giữ tốc độ đáng sợ không gì sánh nổi, đủ loại Hoàn Mỹ trưởng khống kỹ tạo cực cũng rất khó hạn chế tốc độ của nàng, rất khó công kích được nàng, cho nên nàng vô cùng kinh khủng nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực thông thường gặp phải nàng trốn cũng không thoát phía trên này đại khái giới thiệu hơn 10 vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cũng là tồn tại cơ hồ không có cách nào chống lại diệp thiên xem tư liệu của bọn hắn trong lòng sinh ra một cái ý niệm những nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả này tạo cực sẽ không phải cũng nắm giữ gia lông cực đạo đó chứ khả năng này là rất lớn cho nên hơn 10 vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực này cũng có bối cảnh rất thâm hậu nếu như có trưởng bối hoặc sư tôn sau lưng bọn hắn trợ giúp sớm tiến hành lĩnh hội cực đạo cũng không phải là không có khả năng dù sao các đại thế lực cũng có dị bảo hoàn mỹ siêu hạng cho một cái danh ngạch lĩnh hội vẫn là có thể làm được đương nhiên ở bên trong nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực có thể cảm ngộ được gia lông cực đạo thiên phú cũng là vô cùng cao diệp thiên là nắm giữ đạo chi hòa hợp lại thêm dị bảo hoàn mỹ trung đẳng ngộ đạo bạch liên cùng với tìm hiểu là dị bảo hoàn mỹ siêu hạng đang ở bên trong thai ngén hiệu quả mới tốt như vậy nếu các nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực khác tiến hành tìm hiểu dị bảo hoàn mỹ siêu hạng đã triệt để dựng dục dự hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt, cho nên độ khó lĩnh hội là rất lớn cho nên, các đại thế lực nếu muốn bồi dưỡng ra một vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực lĩnh ngộ ra lông cực đạo, độ khó cũng là vô cùng lớn thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng cũng chờ được thời gian tạo cực kim sơn mở ra tạo cực kim sơn xuất hiện một thông đạo màu vàng. Từng vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực bay vào tạo cực kim sơn tạo cực kim sơn nắm giữ ba tầng khu vực. Tầng khu vực thứ nhất chính là một mảnh hư không tạo cực chi chủ mở ra tới. Nơi đó dựng dục không ít tài nguyên, không ít tài nguyên trong đó đối với Hoàn Mỹ trưởng khống giả cũng đều có trợ giúp, cho nên cũng là thu hoạch tốt tầng khu vực thứ hai là vạn vật lồng giam, nơi này nhốt rất nhiều sinh vật cổ lão cùng hung cực ác, mỗi một đầu cũng đều có thực lực sánh ngang với Hoàn Mỹ trưởng khống giả, nửa bước Hoàn Mỹ trưởng khống giả tạo cực cần đánh bại bọn hắn, mới có thể tiến vào tầng khu vực thứ ba đương nhiên, một khi đánh bại những thứ sinh vật cổ lão này, liền có thể thu được một phần vật chất tạo cực, nhưng cũng chỉ có thể thu được một phần cơ duyên chân chính là ở tầng khu vực thứ ba cho nên mục đích của nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tới tạo cực kim sơn tự nhiên là tiến vào tầng khu vực thứ ba ông 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 đông đảo nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đi tới tầng khu vực thứ nhất bọn hắn không vội đi tầng khu vực thứ ba bởi vì muốn đạt được lợi ích không phải tiến vào tầng khu vực thứ ba trước hết liền có thể thu được không có quan hệ gì cùng với thời gian cho nên bọn hắn không vội ủng hộ tầng khu vực thứ nhất cũng có không ít đồ tốt nói không chừng vận khí tốt còn có thể phát hiện ra vật chất tạo cực cho nên bọn hắn tự nhiên muốn chờ lâu một chút thời gian tại từng khu vực thứ nhất rất nhanh từng kiện tài nguyên bị diệp thiên tìm được bỏ vào trong túi đó là thiên vũ bảo liên diệp thiên cảm giác được một kiện đồ tốt thiên vũ bảo liên đối với hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng mà nói chính là trí bảo đó có thể trăm phần trăm khiến cho một vị hoàn mỹ trưởng khống giả sơ đẳng bước vào đến hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng luận giá trị nó thậm chí có giá trị cao hơn so với vạn lôi chân quả không nghĩ tới ở đây lại còn sinh ra thiên vũ bảo liên mà đúng lúc này một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực khác cũng cảm giác được thiên vũ bảo liên đối phương đương nhiên sẽ không từ bỏ dù sao thiên vũ bảo liên cũng có giá trị quá cao coi như mình không cần cũng có thể lấy đi ra ngoài giao dịch đổi lấy tài nguyên chính mình cần có vô tận trưởng khống giả đoá thiên vũ bảo liên này ta muốn đối phương nói thẳng diệp thiên nhận ra y là vân ly trưởng khống giả đến từ trường sinh điện nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tại vĩnh hằng chi khư vốn cũng không nhiều cho nên đại khái vẫn là biết được tên hắn không hiểu rõ lắm vân ly trưởng khống giả nhưng cũng không cần hiểu rõ vân ly trưởng khống giả người muốn cướp đoạt với ta người cướp đoạt với ta sao vân ly trưởng khống giả giận dữ dù sao cũng là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tu hành trong vô tận tuế nguyệt mà dạng nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực như diệp thiên chẳng qua là người mới mặc thôi còn dám giao thủ cùng với hay sao vân ly trưởng khống giả trực tiếp đánh về phía thiên vũ bảo liên lười nhác nói nhảm cùng với diệp thiên mà diệp thiên thì trực tiếp ra tay tạo cực vạn đã chi nhận diệp thiên đánh tới một kích ngoại trừ không có sử dụng lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu, có thể nói là không có nương tay chút nào Vân Ly trưởng khống giả vội vàng tiếp một chiêu này của Diệp Thiên, trực tiếp bị đánh bay, không nghĩ tới thực lực của người không kém. Vân Ly trưởng khống giả ngưng trọng nói chợt, Vân Ly trưởng khống giả cũng bắt đầu nghiêm túc, bộc phát khí tức lúc này, Diệp Thiên có thể cảm giác được đối phương phá vỡ bao nhiêu sợi tạo cực xương xích, năm sợi tạo cực xương xích hắn cũng chỉ mới phá vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ tư mà thôi bất quá hắn sáng tạo càng nhiều hoàn mỹ trường không kỹ tạo cực hơn hơn nữa nắm giữ một số lớn tổ phú cấp hoàn mỹ vô luận là căn cơ hay tiềm lực đều rất đáng sợ cho nên ở phía dưới tình huống tranh lệch một sợi tạo cực xưởng xích hắn coi như không sử dụng khí tức kiếm cực đạo thực lực cũng không yếu hơn vân ly trưởng khống giả nhưng nếu không có cách nào đánh bại vân ly trưởng khống giả mà nói hắn không dễ lấy đi thiên vũ bảo liên vậy thì bại lộ thực lực huống hồ hắn cũng không khả năng vĩnh viễn không bại lộ thực lực thế là diệp thiên lập tức thi triển tạo cực kiếm đạo nhận ra chi khí tức kiếm cực đạo đương nhiên Diệp Thiên không có triển lộ ra lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu, chỉ triển lộ một chút ra lông nếu triển lộ lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu, nói không chừng cũng có thể một chiêu trọng thương vân ly trưởng khống giả, thậm chí là giết chết y xoẹt. Vô tận thời không bị tạo cực kiếm đạo nhận xé rách, vân ly trưởng khống giả vẫn giống như trước đó, dùng một môn hoàn mỹ trưởng khống kỹ tạo cực phòng ngự chống lại nhưng đột nhiên, phòng ngự của y trực tiếp bị xé rách, tạo cực kim quang trên người cũng bị xé rách. Trưởng khống thể trực tiếp bị phá vỡ vào giờ khắc này, Vân Ly trưởng khống giả bị thương, hơn nữa thụ thương không nhẹ mấu chốt hơn là thương thế trên người còn không có cách nào khép lại trong nháy mắt, khí tức kiếm cực đạo. Kiến thức của Vân Ly trưởng khống giả cũng không cạn, cho nên nhận ra, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi Diệp Thiên vậy mà lĩnh ngộ ra lông kiếm cực đạo, chuyện này sao có thể? Diệp Thiên mới trở thành nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra lông kiếm cực đạo, hơn nữa căn cứ vào hiểu biết của y vô đạo tháp dường như cũng không có dị bảo hoàn mỹ liên quan tới kiếm cực đạo. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube Di các Phim. Vân Ly trưởng khống giả không dám chém giết cùng với Diệp Thiên, bằng không sẽ thật sự có thể vẫn lạc. Mặc dù cỗ thân thể này là ý chí phân thân, nhưng hắn cũng không muốn vẫn lạc, bằng không ở bên trong thời gian rất lâu cũng đều không thể tái ngừng tự ý chí phân thân. Bản thể của y cũng không thể lại tiến vào nơi này Vân Ly trưởng khống giả đào tẩu, Diệp Thiên cũng không có truy sát. Hắn đi thẳng tới Thiên Vũ Bảo Liên cẩn thận từng ly từng tí lấy đi thiên vũ bảo liên sau đó thu vào trong những ngày kế tiếp diệp thiên tìm được càng nhiều đồ tốt cũng chiến đấu cùng với các nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực khác cho nên thực lực của hắn cũng dần dần bị các nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực khác truyền ra trong lúc nhất thời không ít nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực đều biết diệp thiên nắm giữ ra lông kiếm cực đạo diệp thiên chuẩn bị đi tầng khu vực thứ hai chủ yếu là tài nguyên ở tầng khu vực thứ nhất không nhiều lắm ở lại nơi này không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian huống hồ Hắn thu hoạch đã đầy đủ nhiều, không cần thiết lại đợi ở tầng khu vực thứ nhất Tạo Cực Kim Sơn Diệp Thiên đi đến tầng khu vực thứ hai xuyên qua bên trong một bức màn ánh sáng màu vàng, Diệp Thiên liền đi tới tầng khu vực thứ hai, tầng khu vực thứ hai tên là Vạn Vật Lồng Giam, mà mỗi một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tiến vào Vạn Vật Lồng Giam cũng không giống nhau, gần như không sẽ đụng phải cùng một chỗ Diệp Thiên tiến vào bên trong một chỗ Vạn Vật Lồng Giam, ở đây tựa như một mảnh hư không, mà ở trong mảnh hư không này cầm tù một đầu sinh vật vô cùng kinh khủng sinh vật này bị trói lại, nhưng từ khí tức trên người có thể đoán được nó nắm giữ thực lực hoàn mỹ trưởng khống giả có một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tới xem ra tạo cực kim sơn lại mở ra tạo cực chi chủ đáng chết sinh vật này điên cuồng gầm thét diệp thiên dùng thiên phú sao chép dò xét sinh vật này một chút biết được tên của nó thôn thiên hống mà trên người nó cũng có một môn tổ phú cấp hoàn mỹ lôi âm đúng vào lúc này sự trói buộc của thôn thiên hống biến mất diệp thiên cần đánh bại thôn thiên hống mới có thể thu được khen thưởng vật chất tạo cực mới có thể tiến vào tầng hư không thứ ba ngay vào thời điểm thôn thiên hống đánh tới diệp thiên trực tiếp bạo phát một kích mạnh nhất lấy lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu thúc giục tạo cực kiếm đạo nhận phốc một tiếng tạo cực kiếm đạo nhận xé rách thân thể thôn thiên hống đả thương nặng nó trong nháy mắt chỉ thiếu một chút đầu thôn thiên hống này liền vẫn lạc nếu không phải tại thời khắc mấu chốt lực lượng vạn vật lồng giam che lại nó nó nhất định sẽ chết lực lượng cực đạo thôn thiên hống cũng trợn tròn mắt làm sao một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tùy tiện tới Liên nắm giữ lực lượng cực đạo nếu không phải vạn vật lồng giam che lại nó nó nhất định sẽ chết trượt vạn vật lồng giam trói buộc lại nó một lần nữa mà nó muốn khôi phục thương thế chỉ sợ là phải tiêu tốn năm tháng dài đằng đẵng mà diệp thiên sau khi đánh bại thôn thiên hống vạn vật lồng giam cho diệp thiên một phần vật chất tạo cực chỉ thấy một bình vật chất tạo cực xuất hiện ở trước mặt diệp thiên dạng vật chất tạo cực này cũng không tệ hơn nữa số lượng cũng không ít bị diệp thiên thu vào tiếp theo một cánh cửa xuất hiện đó là thông đạo dẫn đến tầng hư không thứ ba diệp thiên không có dừng lại ở nơi này trực tiếp tiến vào tầng hư không thứ ba tại tầng hư không thứ ba ở chỗ sâu vô tận thời không một bảng danh sách trôi nổi ở đó đó là tạo cực kim bằng nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực có tên là trên tạo cực kim bảng chính là tồn tại yêu nghiệt chân chính mà bản thân nó cũng là một kiện dị bảo hoàn mỹ cao đẳng thuộc về tạo cực chi chủ được đặt ở đây phàm là tiến vào trong tạo cực kim bảng liền có thể được đề tên ở bên trên thu được đãi ngộ theo thứ hạng bên trên tạo cực kim bảng được nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đến sau biết được hơn nữa mỗi một vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực có thể tu hành ở trong hư không nội bộ tạo cực kim bảng ước chừng có thể tu hành 10 vạn vĩnh hằng kỳ niên hoàn cảnh tu hành trong hư không nội bộ tạo cực kim bảng rất tốt lại có thể để thăng ngộ tính phụ trợ tìm hiểu biến hóa đạo đương nhiên tạo cực chi chủ còn cải tạo đối với tạo cực kim bảng phàm là tiến vào nội bộ tạo cực kim bảng liền có thể thu được một nhóm vật chất tạo cực mà ở trong 10 vạn vĩnh hằng kỳ niên tới nguyệt này nếu tốc độ tiến bộ thật nhanh mà nói còn có thể thu được càng nhiều vật chất tạo cực có chút tương tự với huyết chiến bảng trên thực tế, huyết chiến bảng tương tự với tạo cực kim bảng, hai bên không sai biệt lắm nhưng mà, bên trên tạo cực kim bảng ghi lại tên một lượng lớn nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực, muốn giết vào top 100 cũng đều vô cùng khó khăn. Không biết có bao nhiêu nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực vô cùng kinh diễm từng đến nơi này thậm chí có một số nửa bước hoàn mỹ trường khống giả rõ ràng có thể nhanh chóng để thăng, nhưng lại cố ý không tăng lên, chờ sau khi tiến vào nơi đây, mới bắt đầu đề thăng tốc độ tiến bộ tự nhiên nhanh chóng, cũng liền có thể thu được càng nhiều vật chất tạo cực Diệp Thiên có lòng tin giết vào top 100 tạo cực kim bảng, nhưng không có hy vọng tiến vào hạng nhất. Dù sao thì trong số nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực từng đến đây, ai biết được có bao nhiêu cường giả cố ý áp chế thực lực để thu được càng nhiều vật chất tạo cực ở đây Diệp Thiên cũng không quan tâm thứ hạng trên bảng danh sách này, lần này có thể thu được càng nhiều vật chất tạo cực để thăng một ít thực lực là được, đi qua đi. Diệp Thiên đi về phía tạo cực kim bảng mà vào thời điểm đi đến tạo cực kim bảng, lực lượng dị bảo hoàn mỹ cao đẳng áp chế đến có thể nói không có đầy đủ thực lực ngay cả tư cách tiến vào tạo cực kim bảng cũng không có lực lượng tạo cực kim bảng tương đối ôn hòa không có quá cuồng bạo nhưng mà không có thực lực cũng không có cách nào chống lại lực lượng tạo cực kim bảng cũng liền không có cách nào tiến vào nội bộ tạo cực kim bảng nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực tầm thường cũng là không có cách nào tiến vào tạo cực kim bảng cần nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực thập phần cường đại diệp thiên từng bước một đi về phía tạo cực kim bảng thúc giục lực lượng toàn thân để chống lại tạo cực kim bảng thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh hắn liền đi tới trước mặt tạo cực kim bảng nhưng lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được áp chế gần như cực hạn phảng phất như đi một bước cũng đều vô cùng khó khăn bằng vào thực lực của ta nếu như không sử dụng lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu muốn đi vào tạo cực kim bảng là có chút miễn cũng đương nhiên hắn có thể sử dụng bí thuật tạm thời bộc phát thực lực cưỡng ép vượt qua một điểm khoảng cách cuối cùng cũng có thể trực tiếp sử dụng lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu đều có thể dễ dàng tiến vào nội bộ tạo cực kim bảng vẫn là sử dụng lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu ngược lại cũng đã bại lộ trên người diệp thiên tràn ra lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu ở dưới cỗ lực lượng này trực tiếp áp chế lực lượng tạo cực kim bằng diệp thiên lập tức chạm đến tạo cực kim bảng bước vào nội bộ tạo cực kim bảng bên trên tạo cực kim bảng xuất hiện danh tự diệp thiên danh tự này sẽ vĩnh cửu khác ở bên trên coi như diệp thiên không có một chút tiến bộ nào hắn cũng sẽ xếp ở hạng sau cùng sẽ không biến mất nội bộ tạo cực kim bảng nơi đây tự thành một phiến thiên địa lúc này nơi đây đã tồn tại hơn 10 vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực mỗi một vị đều thập phần cường đại diệp thiên sau khi tiến vào nơi này một nhóm tài nguyên xuất hiện ở bên cạnh hắn đây là nhóm khen thưởng đầu tiên của tạo cực kim bảng trong đó liền bao gồm một số vật chất tạo cực tạo cực chi chủ thực sự là giàu có đã đi qua bao nhiêu năm tháng bây giờ vẫn còn có thể tặng cho nhiều vật chất tạo cực như vậy bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường trước đây không có ai biết được giá trị của vật chất tạo cực cho nên tạo cực chi chủ điên cuồng thu thập, không có ai biết y đến cùng góp nhạt bao nhiêu vật chất tạo cực đương nhiên. Tạo cực Kim Sơn chắc chắn sẽ không có nhiều vật chất tạo cực lắm, nói không chừng vào một ngày nào đó vật chất tạo cực ở nơi này liền sẽ tiêu hao hết cho nên, Diệp Thiên tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, làm hết khả năng thu được càng nhiều bạn thưởng tại lần này, bắt đầu tu hành, tranh thủ nhanh chóng đánh vỡ sợi xiềng xích tạo cực thứ năm. Diệp Thiên lầm bầm nói, chợt, hắn bắt đầu hấp thu vật chất tạo cực, lại phối hợp với lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu tới xung kích sợi xiềng xích tạo cực thứ năm có lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu hiệp trợ độ khó diệp thiên đánh vỡ sợi xiềng xích tạo cực thứ năm giảm xuống rất nhiều lần lại thêm diệp thiên còn có nhóm vật chất tạo cực mới cho nên đánh vỡ sợi xiềng xích tạo cực thứ năm tự nhiên không mất nhiều thời gian theo thời gian trôi qua theo rất nhiều tài nguyên cùng với vật chất tạo cực không ngừng tiêu hao thực lực của diệp thiên không ngừng tăng lên hơn nữa diệp thiên còn đang lĩnh hội kiếm cực đạo cho nên kiếm cực đạo hình thức ban đầu cũng đang mở rộng để thăng rất lâu tới nguyệt sau đó diệp thiên rốt cuộc xưa khi tiêu hào không ít vật chất tạo cực nhất cử phá vỡ công cụm xương xích phá vỡ sợi xương xích tạo cực thứ năm lập tức thực lực của diệp thiên lại tăng lên một đoạn mặt khác kiếm cực đạo hình thức ban đầu của diệp thiên đề thăng cũng rất nhanh tốc độ dung hợp biến hóa kiếm đạo với xa phía trước rõ ràng đằng sau kiếm cực đạo hình thức ban đầu chính là một thiên địa mới bất trí bất giác đi qua bảy tám vạn vĩnh hằng kỳ niên tuyến nguyệt diệp thiên đã phá vỡ sợi xương xích tạo cực thứ sáu hơn nữa biến hóa kiếm đạo dung hợp đến 6 triệu loại trực tiếp dẫn đến lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu tăng vọt tạo cực kim bảng lại tặng cho một nhóm tài nguyên trong đó liền bao gồm một số vật chất tạo cực bây giờ lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu của ta liền tăng vọt mặc dù những vật chất tạo cực này không nhiều nhưng có lẽ vẫn như cũ có hy vọng để cho ta đánh vỡ sợi xương xích tạo cực thứ bảy thế là hắn bắt đầu lợi dụng những vật chất tạo cực này tiến hành xung kích sợi xiềng xích tạo cực thứ bảy oanh lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu thâm nhập vào chỗ căn nguyên trưởng không thể phụ trợ vật chất tạo cực đánh vỡ sợi xiềng xích tạo cực thứ bảy thời gian chậm rãi trôi qua diệp thiên dần dần cảm thấy sợi xiềng xích tạo cực thứ bảy càng ngày càng lỏng lẻo có dấu hiệu giãn nứt cuối cùng vào tuế nguyệt rất lâu sau đó cũng chính là tại thời điểm vật chất tạo cực hao hết may mắn phá vỡ sợi xiềng xích tạo cực thứ bảy đến nước này thực lực của diệp thiên lại tăng cường rất nhiều một lần nữa hô vận khí thật sự không tệ may mắn phá vỡ sợi sừng xích tạo cực thứ bảy từ khi tiến vào tạo cực kim bảng đến bây giờ đã phá vỡ tổng cộng 3 sợi tạo cực xiềng xích dạng tốc độ tiến bộ này là quá nhanh đương nhiên hắn có thể có dạng tốc độ tiến bộ này tự nhiên có quan hệ to lớn cùng với kiếm cực đạo hình thức ban đầu bằng không chỉ bằng vào những vật chất tạo cực tạo cực kim bảng tặng cho kia có thể đánh vỡ một sợi tạo cực xiềng xích cũng đã không tệ rồi sau đó Diệp Thiên nhìn một chút danh sách nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực phía trên tạo cực kim bằng, phát hiện ra tên của mình đã tiến vào top 100 tạo cực kim bằng, hơn nữa thứ hạng vẫn còn tương đối gần phía trước hạng thứ 18 tạo cực kim bằng, không nghĩ tới thứ hạng lại cao như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, mặc dù có một số nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực có thân phận không giống nhau, mang theo rất nhiều tài nguyên hoặc vật chất tạo cực đi vào, cố ý xung kích thứ hạng tạo cực kim bằng nhưng thực lực của bản thân nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực có tư cách tiến vào tạo cực kim bảng cũng rất cường đại độ khó tiếp tục tăng cao thực lực là rất lớn cho nên không gian tiến bộ của bọn hắn liền hết sức có hạn lúc này khoảng cách diệp thiên rời đi tạo cực kim bảng chỉ còn lại một vạn vĩnh hằng kỳ niên diệp thiên biết chính mình chắc chắn không có cách nào thu được hạng nhất tạo cực kim bảng nhưng cũng hết sức hài lòng thời gian trôi qua bất chi bất giác lại qua một vạn vĩnh hằng kỳ niên diệp thiên bị tạo cực kim bảng bài xích ra ngoài mà thứ hạng của hắn cũng được xác định hạng mười tạo cực kim bảng tiến vào 10 hạng đầu tạo cực kim bảng. Rất tốt, Diệp Thiên mỉm cười rất nhanh, thứ hạng trên bảng rất nhanh sẽ bị các đại thế lực biết được thời gian chi chủ và đám cao tầng đang thương nghị thảo luận về sự tình Diệp Thiên, vừa mới nhận được tin tức, Diệp Thiên xông vào hạng 10 tạo cực kim bảng. Cái gì? Hạng 10 tạo cực kim bảng? Chuyện này sao có thể? Những nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực có thể tiến vào 10 hạng đầu tạo cực kim bảng kia, người nào không phải là có bối cảnh đặc thù, ta nhớ được thời gian chi chủ ngươi cũng chỉ đứng hạng 88 tạo cực kim bảng. Hụ hụ, xếp hạng của tạo cực kim bảng không đại biểu được cái gì. Có một số nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực biết tạo cực kim sơn sắp mở ra, tận lực chuẩn bị rất nhiều vật chất tạo cực, cùng với lưu lại vô sổ bảo vật quý giá không tiến hành luyện hóa, liền đợi đến sau khi tiến vào tạo cực kim bằng mới luyện hóa. Còn có một số hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng thậm chí là tồn tại siêu việt phía trên hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng chuyên môn cung cấp trợ giúp, cho nên thứ hạng của rất nhiều nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực sẽ rất cao, không có gì ý nghĩa nhưng thân phận của Diệp Thiên bình thường, chúng ta cũng không có cung cấp trợ giúp, hắn lại còn có thể tiến vào 10 hạng đầu tạo cực kim bằng, vô cùng nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Căn cứ theo tình báo, Diệp Thiên nắm giữ ra lông kiếm cực đạo thậm chí là có thể nắm giữ kiếm cực đạo hình thức ban đầu vô đạo tháp chúng ta cũng không có gì bảo hoàn mỹ kiếm cực đạo. Diệp Thiên làm sao lĩnh ngộ ra được gia lông kiếm cực đạo, nếu như là hắn tự mình lĩnh ngộ, cũng quá không có khả năng, có lẽ là có những cơ duyên khác, tóm lại, là cơ duyên gì thì cũng đều thuộc về hắn, ha 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 chúng ta làm sao lại cướp đoạt cơ duyên với một tiểu bối chứ? Diệp Thiên có thiên phú rất cao, tiềm lực rất cao, có muốn trọng điểm bồi dưỡng một chút hay không? Ví dụ như cho hắn cơ hội lĩnh hội dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, cho hắn lĩnh hội dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, cơ hội như vậy, ngay cả những hoàn mỹ trường khống giả cao đẳng kia cũng đều vô cùng khát vọng, cứ như vậy liền cho, ta cảm thấy có thể cho cơ hội lĩnh hội một chút tuyến nguyệt, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để sánh ngang cùng với Nguyệt Ly. Mà lúc trước chúng ta cũng cho Nguyệt Ly tìm hiểu 300 vạn vĩnh hằng kỳ niên, cho Diệp Thiên tìm hiểu mà nói, cũng không quá đẳng cuối cùng. Những cao tầng bọn hán trải qua thương thảo, quyết định chờ sau khi Diệp Thiên trở về, để cho Diệp Thiên ở bên trong dị bảo hoàn Mỹ siêu hạng lĩnh hội 300 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế Nguyệt, đi ra rồi. Diệp Thiên có chút không nỡ đối với tạo cực kim sơn, dù sao thì hoàn cảnh tu hành bên trong tạo cực kim bảng thật sự không tệ, hơn nữa còn miễn phí cho một số lớn tài nguyên cùng với vật chất tạo cực chỉ tiếc, thời gian ở lại quá ngắn bất quá nếu ở lại thời gian rất lâu mà nói tài nguyên trong tạo cực kim sơn đã sớm tiêu hao hết cũng liền không tới phiên hắn diệp thiên trở về vô đạo tháp lúc này thời gian chi chủ đến tìm diệp thiên xin chào thời gian chi chủ thời gian chi chủ tán thưởng nói diệp thiên người rất không tệ vậy mà xông vào mười hạng đầu tạo cực kim bảng vận khí tốt mà thôi trượt. thời gian chi chủ nói chính sự diệp thiên xuất phát từ biểu hiện ưu tú của ngươi lần này vô đạo tháp chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng ngươi mà bây giờ liền có một cái đại cơ duyên thời gian chi chủ nói ngươi có thể tiến vào bên trong dị bảo hoàn mỹ siêu hạng vô đạo tháp lĩnh hội lực lượng cực đạo cái gì lĩnh hội lực lượng cực đạo diệp thiên chấn kinh hắn vậy mà thu được đãi ngộ như vậy quả thực làm cho người ta ngoài ý muốn căn cứ theo hắn hiểu liền xem như rất nhiều hoàn mỹ trường khống giả trong vô đạo tháp cũng không cơ hội tiến hành lĩnh hội lực lượng cực đạo dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thời gian chi chủ vung tay lên hư ảnh sáu kiện dị bảo hoàn mỹ buông xuống vô đạo tháp chúng ta có hết thầy sáu kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng sáu kiện hắn còn tưởng rằng vô đạo tháp chỉ có một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng cũng chính là kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng vô đạo tháp này không nghĩ tới lại có 6 kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng không hồ là thế lực đứng đầu nhất vĩnh hằng chi khư đội tình rất là cường hãn lúc này thời gian chi chủ giới thiệu 6 kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này theo thứ tự là vô đạo tháp ẩn chứa năm loại lực lượng cực đạo phòng ngự cực đạo không gian cực đạo thời gian cực đạo chấn chi cực đạo cùng với hư vô cực đạo đương nhiên không phải số lượng cực đạo nhiều liền tốt hơn có một số dị bảo hoàn mỹ siêu hạng mặc dù chỉ ẩn chứa một loại lực lượng cực đạo nhưng càng thêm thuần túy hiệu quả lĩnh hội tốt hơn kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thứ hai là không hải châu ẩn chứa thủy chi cực đạo không gian cực đạo kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thứ ba là liêu sa thạch tượng ẩn chứa ba loại lực lượng cực đạo thổ chi cực đạo cùng với trọng lực cực đạo thời gian cực đạo kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thứ tư là áo nhân chi kính ẩn chứa nhân quả cực đạo kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thứ năm là huyết lân thương ẩn chứa thương cực đạo kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thứ sáu là vô sơn tinh ẩn chứa thời gian cực đạo không gian cực đạo sáu kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này ngươi có thể tùy ý chọn một loại trong đó tiến vào bên trong tu hành lĩnh hội lực lượng cực đạo diệt thiên trầm tư một chút không hề nghi ngờ sáu kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng này đều thọc phần cường đại hơn nữa rất nhiều đều ẩn chứa mấy loại lực lượng cực đạo mà cường đại nhất hẳn là vô đạo tháp nhưng bản thân vô đạo tháp ẩn chứa năm loại lực lượng cực đạo một loại lực lượng cực đạo đơn độc không nhất định ẩn chứa lực lượng cực đạo càng mạnh hơn các dị bảo hoàn mỹ siêu hạng khác bất quá diệp thiên cuối cùng vẫn quyết định tiến vào vô đạo tháp chủ yếu là hắn nắm giữ hai cỗ thân thể phòng chế hai cỗ thân thể phòng chế này cũng có thể cách không lĩnh hội lực lượng cực đạo khác trong vô đạo tháp mặc dù hiệu quả lĩnh hội không tốt lắm nhưng cũng là một cơ hội cho nên hắn có thể đồng thời lĩnh hội mấy loại lực lượng cực đạo chỉ cần tiến vào là được thế là diệp thiên nói thời gian chi chủ ta muốn tiến vào bên trong vô đạo tháp lĩnh hội lực lượng cực đạo thời gian chi chủ đáp trượt thời gian chi chủ mang theo Diệp Thiên đi đến bản thể vô đạo tháp trên thực tế. Diệp Thiên cũng đã tới nơi đây rất nhiều lần, nhưng lực lượng vô đạo tháp nội liễm cũng không lĩnh hội được lực lượng cực đạo nhưng mà, trong nội bộ vô đạo tháp mở ra một mảnh hư không đặc thù, lực lượng cực đạo phát ra, có thể để người tu hành tiến vào bên trong lĩnh hội năm loại lực lượng cực đạo, tiến vào đi, người có thể lĩnh hội 300 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt ở bên trong, nhớ kỹ, nắm thật chắc cơ hội lần này, tranh thủ nắm giữ ra lâu một loại cực đạo, đa tạ thời gian chi chủ. Diệp Thiên liền tiến vào bên trong vô đạo tháp năm loại lực lượng cực đạo trải rộng vùng hư không này, mà Diệp Thiên sau khi tiến vào nơi đây, cơ hồ là nửa bước khó đi bất quá, lực lượng ở nơi này vô cùng ôn hòa, không giống cuồng bạo giống như kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng kiếm ở cửu hà hư không kia, kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng cửu hà hư không kia còn chưa có thai ngén thành công, không có ai điều khiển, lực lượng kiếm cực đạo vô cùng cuồng bạo, nhưng vô đạo tháp có chủ nhân, lực lượng nơi này ôn hòa, sẽ không ẩn chứa lực sát thương, nhưng thực lực không đạt đến nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực cũng không có cách nào lại nơi đây nhưng mà lực lượng nơi này cho dù là gì hiệu quả lĩnh hội cũng không bằng tiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng tại cửu hà hư không kia tóm lại có được có mất chỉ có thể lĩnh hội 300 vạn vĩnh hằng kỳ niên ở đây phải nắm chắc thời gian lĩnh hội diệp thiên bắt đầu lĩnh hội tu hành ở đây lần này hắn muốn tìm hiểu là không gian cực đạo thời gian cực đạo cùng với hư vô cực đạo ba loại cực đạo này đối với chiến đấu cùng với tăng cao thực lực đều vô cùng không tệ thời gian chậm rãi trôi qua Diệp Thiên không ngừng tại dung hợp 3 tỷ ba loại biến hóa hoàn mỹ không gian chi đạo, từ 3 tỷ ba loại biến hóa dung hợp đến 2 tỷ một loại biến hóa, lại đến 1 tỷ loại biến hóa không gian chi đạo dung hợp đến 1 tỷ loại biến hóa, chẳng khác nào nắm giữ ra lông không gian cực đạo mà làm đến bước này, Diệp Thiên chỉ hao phí 60 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt, mặc dù hiệu quả lĩnh hội ở nơi này không phải rất tốt, nhưng ta đã nắm giữ kiếm cực đạo hình thức ban đầu, có chức quen thuộc với lực lượng cực đạo, ở giữa cực đạo cũng có lý lẽ chung, cho nên ta lĩnh hội không gian lực lượng cực đạo cảm ngộ cũng sẽ rất sâu, sẽ không gian khổ giống như lần đầu tiên lĩnh hội kiếm cực đạo nhưng mà tiến bộ của thời gian cực đạo cùng với hư vô cực đạo liền chậm chạp, dù sao đây cũng là cách không lĩnh hội, hiệu quả giảm đi rất nhiều bất trì bất giác, lại qua 100 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuyến Nguyệt Diệp Thiên đã dùng hợp biến hóa không gian chi đạo đến 100 triệu loại biến hóa, nắm giữ lực lượng không gian cực đạo hình thức ban đầu mà thời gian cực đạo cùng với hư vô cực đạo cũng nắm giữ hình thức ban đầu, còn thừa lại hơn 100 vạn vĩnh hằng kỷ niên tuyến nguyệt, ta đại khái có thể dung hợp không gian cực đạo hình thức ban đầu đến trình độ mấy triệu loại biến hóa đồng thời ngưng tụ ra thời gian cực đạo hình thức ban đầu cùng với hư vô cực đạo hình thức ban đầu trong tuế nguyệt tiếp theo hắn liền nỗ lực vì mục tiêu này cuối cùng vào trước khi 300 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt kết thúc diệp thiên nắm giữ lực lượng thời gian cực đạo hình thức ban đầu cùng với hư vô cực đạo hình thức ban đầu mà không gian cực đạo hình thức ban đầu đã dung hợp đến trình độ hơn 6 triệu biến hóa cho tới bây giờ diệp thiên đã nắm giữ bốn loại lực lượng cực đạo hình thức ban đầu thực lực có thể nói là tăng vọt đến 300 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt diệp thiên liền trực tiếp bị vô đạo tháp na di ra không cho phép hắn tiếp tục tham ngộ đáng tiếc nếu như có thể một mực lĩnh hội tu hành liền tốt nhưng đây là chuyện không thể nào vô luận là tài nguyên gì liền xem như tài nguyên vĩnh cửu cũng không khả năng cho tất cả mọi người sử dụng nếu toàn bộ tài nguyên đều cho sử dụng miễn phí tất cả mọi người áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng người nào sẽ cung cấp tài nguyên tất cả mọi người đều không cố gắng thế hệ sau này liền phế đi cho nên bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh muốn thu được đầy đủ tài nguyên phải có tư cách này mới được mà diệp thiên quản lý nhân tộc cũng là như thế sau khi đi ra từ bên trong hư không bản thể vô đạo tháp thời gian chi chủ lại xuất hiện diệp thiên hiệu quả như thế nào bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim nắm giữ lực lượng cực đạo hình thức ban đầu lực lượng cực đạo hình thức ban đầu người xác định thời gian chi chủ trấn kinh nghi cho rằng diệp thiên chỉ nắm giữ gia lông cực đạo thôi không nghĩ tới diệp thiên vậy mà nắm giữ lực lượng cực đạo hình thức ban đầu dạng tốc độ lĩnh hội này cũng quá nhanh đi đúng vào lúc này diệp thiên phô bày lực lượng không gian cực đạo hình thức ban đầu lực lượng thời gian cực đạo hình thức ban đầu cùng với lực lượng hư vô cực đạo hình thức ban đầu ba loại lực lượng cực đạo hình thức ban đầu tràn ngập ra thời gian chi chủ co rụt con người lại ba loại lực lượng cực đạo hình thức ban đầu thời gian chi chủ chấn kinh một lần nữa diệp thiên lựa chọn để lộ ba loại lực lượng cực đạo hình thức ban đầu này cũng là có tính toán của đầu tiên một chút thực lực ấy là không cần thiết che giấu lấy thực lực cảnh giới của thời gian chi chủ hắn hoàn toàn không cần thiết che giấu. Huống hồ thời gian chi chủ thật sự muốn nhìn trộm thân thể của hắn, hắn cũng không giấu được thay vì như vậy, còn không bằng trực tiếp bại lộ mà hắn bại lộ thiên phú của mình. Sau này tất nhiên sẽ càng thêm được vô đạo tháp coi trọng, nói không chừng sau này cơ duyên tương tự như vậy, còn có thể rơi xuống trên đầu của hắn cơ duyên cho không, không cần thì phí, không tệ. Thời gian chi chủ tán thưởng nói đương nhiên, thời gian chi chủ cũng không nói gì nhiều, nhưng đánh giá trong lòng đối với Diệp Thiên cao hơn đối với Diệp Thiên mà nói, như vậy là đủ rồi ở trong năm tháng tiếp theo diệp thiên liền chú trọng lĩnh hội lực lượng kiếm cực đạo về phần không gian cực đạo thời gian cực đạo cùng với hư vô cực đạo không có gì bảo hoàn mỹ siêu hạng phụ trợ hiệu quả lĩnh hội gần như đình trệ cho nên hắn cũng liền tạm thời từ bỏ tìm hiểu tuế nguyệt như thời đưa phi tốc trôi qua bất trì bất giác lại là mấy triệu vĩnh hàng kỷ niên tuế nguyệt trôi qua mà đi qua năm tháng dài đằng đẵng như thế kiếm cực đạo hình thức ban đầu của diệp thiên có tiến bộ rất lớn bây giờ hắn đã dùng hợp biến hóa kiếm đạo đến phía dưới một vạn loại lúc này kiếm cực đạo hình thức ban đầu xanh như đạt đến cảnh giới đại thành khoảng cách nắm giữ kiếm cực đạo chân chính vô cùng tiếp cận nhưng mà sau khi dung hợp đến một phía dưới vạn loại biến hóa muốn tiếp tục dung hợp độ khó liền lớn hơn rất nhiều mà dựa vào lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu cảnh giới đại thành diệp thiên đã tiếp cận phụ cận kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng kia vô cùng vô tận lực lượng kiếm cực đạo cũng rất khó tổn thương hắn nếu như có thể tiến vào hư không nội bộ thanh kiếm này hiệu quả lĩnh hội sẽ tốt hơn hắn cảm thấy mình bây giờ hẳn là có thể tiến vào hư không nội bộ thanh kiếm này nhưng không chắc chắn có thể kiên trì được bao lâu. Không kiên trì được bao lâu cũng không sao, trước đây ta tiến vào tầng hư không thứ 9 này, cũng kiên trì không được bao lâu, còn không phải sau khi phòng chế vô số lần thân thể, cuối cùng mới lĩnh ngộ ra lông kiếm cực đạo, mới có thể một mực tiếp tục chờ đợi ở đây. Cho nên, Diệp Thiên tiếp tục làm như vậy lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu bao quanh Diệp Thiên cưỡng ép ngăn chặn lực lượng kiếm cực đạo, bước vào hư không nội bộ thanh kiếm này bởi vì thanh kiếm này còn chưa có triệt đề dựng dục ra, cho nên lực lượng trong hư không nội bộ vô cùng cuồng bạo trong trước mắt diệp thiên liền bị lực lượng kiếm cực đạo xé rách thân thể nhưng ít nhất vẫn có thể kiên trì một chút mà ở đây diệp thiên cảm ngộ được lực lượng kiếm cực đạo bổn nguyên nhất đây mới thật sự là kiếm cực đạo nhưng rất nhanh cỗ thân thể phòng chế này của hắn liền vỡ nát bất quá không sao hắn đã sớm phòng chế ra một cỗ thân thể phòng chế khác cỗ thân thể phòng chế này vỡ nát không ảnh hưởng gì cả tiêu tốn một chút tài nguyên tái ngưng tụ một cỗ thân thể phòng chế là được cứ như vậy diệp thiên ở trong năm tháng tiếp theo một lần lại một lần tiến vào hư không nội bộ thanh kiếm này cảm ngộ kiếm cực đạo bản nguyên chân chính lý giải đối với kiếm cực đạo đạt đến trình độ bất khả tư nghị tốc độ tiến bộ vô cùng nhanh không tốn tuế nguyệt quá lâu diệp thiên liền dung hợp tiến hóa kiếm đạo đến trình độ năm ngàn loại dung hợp bốn ngàn loại dung hợp ba ngàn loại dung hợp hai ngàn loại dung hợp một ngàn loại ước chừng đi qua năm trăm vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt diệp thiên dung hợp kiếm đạo đến trình độ chỉ còn lại chín mươi chín loại biến hóa lúc này kiếm cực đạo hình thức ban đầu gần như đạt đến cực hạn lực lượng đạt đến trình độ vô cùng kinh khủng mà diệp thiên cũng có thể một mực tiếp tục một mực chờ đợi tại hư không nội bộ thanh kiếm này sẽ không bị lực lượng kiếm cực đạo xé rách thân thể lĩnh hội lực lượng cực đạo thật sự khó khăn nếu không ngoài ý muốn phát hiện ra kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng đang dựng dục này còn có năng lực như thiên phú sao chép ta không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh hội đến trình độ kiếm cực đạo hình thức ban đầu thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều nếu toàn lực phát huy ra lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu một kiếm cũng đủ để miểu sát vô danh tri côn cho dù là hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng yếu kém cũng không chịu nổi uy lực một kiếm của hắn lấy thực lực của hắn bây giờ ở bên trong hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng không nói là vô địch nhưng cũng không xây xích gì nhiều bất quá mặc dù là như thế hắn muốn lĩnh ngộ kiếm cực đạo chân chính vẫn là phải tiêu tốn tuế nguyệt dài đằng đắng dù sao nắm giữ một loại lực lượng cực đạo chân chính độ khó quá lớn diệp thiên lại nhanh đón một lần đột phá đó chính là hắn phá vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ 8, mà trong đó cơ hồ đều là nhờ lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu, nếu như không có lực lượng kiếm cực đạo hình thức ban đầu, hắn cũng không có cách nào đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ 8. Dù sao lần này hắn cơ hồ không dùng bao nhiêu vật chất tạo cực sau khi đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích thứ 8, thực lực của Diệp Thiên tăng lên một đoạn nhỏ, biên độ không tính lớn, nhưng cũng là một loại đề thăng, tiếp tục cố gắng tu hành, tranh thủ vào trước khi trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả, liền triệt để nắm giữ kiếm cực đạo lại qua một khoảng thời gian, cao tầng vô đạo tháp thông tri diệp thiên, tháp chủ số ba vô đạo tháp xuất quan sắp mở ra một buổi giảng đạo, mà ngoại trừ những hoàn mỹ trưởng khống giả kia có tư cách lắng nghe, nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cũng có tư cách lắng nghe vị tháp chủ này giảng đạo, lại là vị này xuất quan diệp thiên rất khiếp sợ, đây chính là chuyện tốt, hắn khẳng định muốn đi lắng nghe vị này giảng đạo tại vô đạo tháp, trong một vùng thời không từng vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đến nơi này, hơn nữa còn có rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả, cho dù bản thể không có ở đây cũng sẽ điều động một cỗ hóa thân đi tới nước này dù sao lần này thế nhưng là tháp chủ số 3. cũng chính là thương cổ chi chủ vô đạo tháp giảng đạo căn cứ theo hiểu biết của diệp thiên tháp chủ số 6 thời gian chi chủ địa vị xa xa không bằng thương cổ chi chủ toàn bộ vô đạo tháp mặc dù có 13 vị tháp chủ như ngoại trừ tháp chủ số 1, tháp chủ số 2 cùng với tháp chủ số 3, các tháp chủ khác đều chỉ có thể tính là phó tháp chủ địa vị cùng với thực lực đều xa xa không bằng ba vị tháp chủ phía trước ba vị tháp chủ này mới là người cầm quyền vô đạo tháp chân chính nhưng bình thường ba vị tháp chủ sẽ không xuất hiện, cũng không quá để ý sự vụ. Đều là do nhóm người thời gian chi chủ quản lý Diệp Thiên chỉ biết nhóm người thời gian chi chủ chính là hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng, mà thương cổ chi chủ chắc chắn là vượt qua hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng. Cụ thể thuộc về cấp bậc gì, Diệp Thiên cũng không rõ ràng rất nhanh, tất cả người nên tới đều tới. Từng người ngồi xếp bằng trong hư không một thân ảnh vô cùng kinh khủng xuất hiện, người tới là một vị thanh niên tóc trắng, nhưng ký tức trên người lại vượt trên tất cả mọi người, y chính là thương cổ chi chủ. Xin chào thương cổ chi chủ. Đông đảo hoàn mỹ trưởng khống giả cùng với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực nhao nhao cung kính nói thương cổ chi chủ khẽ gật đầu, chợt bắt đầu giảng đạo ngay vào một khắc thương cổ chi chủ giảng đạo. Đạo ý nói ra vậy mà hiện ra lực lượng cực đạo, lực lượng mỗi loại cực đạo trải rộng hư không. Hơn nữa phối hợp với thương cổ chi chủ giảng đạo, hoàn mỹ trưởng khống giả cùng với nhóm nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực lý giải hơn về lực lượng cực đạo, thương cổ chi chủ vậy mà thông qua giảng đạo bày ra lực lượng cực đạo đây là thực lực bực nào trình độ lý giải đạo của y đã đạt đến trình độ ta khó có thể tưởng tượng diệp thiên chấn kinh nói không chỉ là diệp thiên chấn kinh rất nhiều hoàn mỹ trường khống giả cùng với nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực cũng đều chấn kinh bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe thương cổ chi chủ giảng dạo lần này nghe thương cổ chi chủ giảng đạo quả thực là một cái cơ duyên thế là hắn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe thương cổ chi chủ giảng đạo hấp thu tinh túy bên trong lời giảng đạo của đối phương chậm rãi lý giải cảm ngộ từ đó hóa thành cảm ngộ của mình lần giảng đạo này thương cổ tri chủ giảng tuế nguyệt rất lâu dính đến đủ loại đạo cùng với mọi mặt ngay từ đầu nội dung thương cổ tri chủ giảng đạo vẫn còn tương đối dễ hiểu nhưng rất nhanh càng ngày càng thâm thúy rất nhiều nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực cùng với hoàn mỹ trưởng khống giả đều nghe không hiểu có thể nói cảm ngộ đối với lực lượng cực đạo không đủ cao là căn bản nghe không hiểu tựa như nghe vô tự thiên thư vậy nhưng diệp thiên vẫn miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu lắng nghe thương cổ tri chủ giảng đạo Diệp Thiên đối với vận dụng lực lượng cực đạo hình thức ban đầu có nhận thức hoàn toàn mới, có rất nhiều chỗ tốt đối với hắn trong tương lai đột nhiên, Thương Cổ chi chủ lại nói, rất nhiều người trong các người cũng chưa có triệt để nắm giữ lực lượng cực đạo, thậm chí ngay cả gia lông cực đạo cũng không có nắm giữ. Đương nhiên, nếu như chưa ngừng tụ ra hoàn mỹ tổ thể siêu hạng, vậy thì vô vọng đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng, nhưng để có tiềm lực trở thành hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng, vậy thì nhất định phải nắm giữ lực lượng cực đạo, chỉ có triệt để nắm giữ một môn cực đạo mới có thể bước vào đến cảnh giới hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng. Đây là yêu cầu thấp nhất, muốn trở thành hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng, phải triệt đề nắm giữ một môn cực đạo. Diệp Thiên hiểu rõ bất quá, hắn cũng không cần lo lắng, dù sao hắn cách triệt đề nắm giữ kiếm cực đạo cũng không tính quá xa xôi. Trong tương lai chắc chắn là trăm phần trăm có thể nắm giữ kiếm cực đạo kế tiếp. Rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả nhau nhau thỉnh giáo thương cổ chi chủ phương diện tu hành, mà những người khác cho dù không thỉnh giáo, cũng có thể từ bên trong hỏi đáp hiểu được càng nhiều ảo diệu tu hành bỗng nhiên. Một vị nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực hiếu kỳ hỏi: "Thương cổ chi chủ, xin hỏi phía trên hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng là cảnh giới gì? Dường như trong đủ loại điển tịch vô đạo tháp cũng không có bất kỳ ghi chép nào, khoảng cách so với cảnh giới kia quá xa vời." Thương cổ chi chủ cười nói: "Bất quá, nếu ngươi đã hỏi, bản tọa cũng liền nói một chút. Phía trên hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng là hoàn mỹ trường khống giả hư cảnh, về phần như thế nào trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh, vậy thì không phải là ngươi trước mắt cần hiểu rõ?" đa tạ thương cổ chi chủ chỉ điểm vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực kia đáp hư cảnh những người khác cũng đều nghe được từng người rất hiếu kỳ đối với hư cảnh bất quá nghĩ cũng có thể biết muốn trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh quá khó khăn dù sao đối với rất nhiều nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực mà nói trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng chính là mục tiêu cuối cùng nhất của bọn hắn hư cảnh ta nhất định sẽ đạt tới lại qua một khoảng thời gian Buổi giảng đạo của Thương Cổ chi chủ mới chính thức kết thúc tại Cửu Hà hư không. Trong hư không nội bộ dị bảo hoàn mỹ siêu hạng kiếm Diệp Thiên vẫn như cũ lĩnh hội tu hành ở đây, mà vào giờ khắc này hiệu quả lĩnh hội của hắn tăng lên thật nhiều đây là nhờ vào Thương Cổ chi chủ giảng đạo. Lĩnh hội lực lượng cực đạo không thể lĩnh hội mù quáng, cần nắm giữ phương thức đặc thù Diệp Thiên nhớ cái điểm này, cho nên hắn cải biến sách lược, tại thời điểm lĩnh hội kiếm cực đạo, vừa lĩnh hội, vừa diễn luyện vận dụng kiếm cực đạo hình thức ban đầu phối hợp với lĩnh hội kiếm cực đạo lại thêm sáng tạo đủ loại bí thuật có thể phụ trợ lĩnh hội kiếm cực đạo, từ đó tăng cao hiệu quả lĩnh hội cứ như vậy, lại qua một nghìn vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt, chỉ còn lại chín loại biến hóa. Nếu hợp nhất hoàn toàn chín loại biến hóa, nắm giữ kiếm cực đạo, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Ở bên trong hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng cũng đều ở vào cấp độ vô địch đương nhiên, ở bên trong nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, hắn cũng sẽ ở vào cấp độ vô địch nhưng dung hợp chín loại biến hóa thành một loại, cũng không phải chuyện dễ dàng, đến đằng sau, dung hợp càng ngày càng khó, cần triệt để ngộ ra mới có thể tám loại biến hóa, bảy loại biến hóa, sáu loại biến hóa, năm loại biến hóa, khoảng cách triệt để nắm giữ kiếm cực đạo càng ngày càng tiếp cận, Diệp Thiên cũng vô cùng kích động dù sao rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng cả một đời cũng đều không thể nắm giữ một môn cực đạo, mà hắn còn chưa trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả, vẻn vẹn chỉ là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, vậy mà liền sắp nắm giữ một môn cực đạo, hắn làm sao không kích động chứ? Ước chừng qua hơn 1.560 vạn vĩnh hàng kỷ niên, Diệp Thiên cuối cùng cũng sắp triệt đề dung hợp kiếm đạo thành một loại biến hóa cực đạo. Hai loại biến hóa kiếm đạo còn lại triệt đề dung hợp kiếm cực đạo, ngừng kết vào thành thân thể Diệp Thiên xảy ra biến hóa cực lớn. Lực lượng kiếm cực đạo điên cuồng cải tạo trường khống thể của Diệp Thiên mà thực lực của hắn cũng đang lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng lên. Một hồi lâu sau, quá trình thuế biến của Diệp Thiên mới hoàn toàn kết thúc mà lúc này Diệp Thiên phát hiện ra nửa bước hoàn mỹ trường khống thể tạo cực của mình vậy mà ẩn chứa lực lượng cực đạo lực lượng kiếm cực đạo cùng với nửa bước hoàn mỹ trường khống thể cơ hồ dung hợp hoàn mỹ cho nên cũng làm cho nửa bước hoàn mỹ trường khống thể đạt đến trình độ bất khả tư nghị cực đạo thân thể bây giờ nửa bước hoàn mỹ trường khống thể của hắn dường như đạt đến một cái cảnh giới chưa bao giờ được ghi chép qua đương nhiên chỉ là điển tịch bình thường không có ghi chép nhưng mấy người thời gian chi chủ chắc chắn là biết đến trường khống thể sau khi biến thành cực đạo thân thể thực lực của Diệp Thiên có thể nói là tăng vọt. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không có thể đánh một trận cùng với hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng yếu kém không hiểu sao đạt đến cực đạo thân thể. Diệp Thiên rất mê hoặc, hơn nữa có chút mê mang đối với tu hành trong tương lai, không biết nên tu hành như thế nào. Vạn nhất đi nhầm đường mà nói, chẳng phải là hối hận không kịp, xem ra nhất định phải thỉnh giáo thời gian chi chủ một chút. Mặc dù hắn rất muốn thỉnh giáo thương cổ chi chủ, nhưng tiếc là hắn không có cách nào liên lạc với thương cổ chi chủ cũng không gặp được thương cổ chi chủ trừ phi là thương cổ chi chủ gặp hắn diệp thiên đi tháp số 6 bái phòng thời gian chi chủ thời gian chi chủ để cho diệp thiên tiến vào tháp số 6 thời gian chi chủ nhìn thấy diệp thiên sắc mặt lập tức biến thành hơi kinh ngạc Ngươi đây là đã ngưng tụ cực đạo thân thể đối với cực đạo thân thể ta có chút không hiểu nhiều cho nên tới thỉnh giáo thời gian chi chủ thời gian chi chủ cười khổ liên quan tới cực đạo thân thể bản tọa cũng không hiểu nhiều nhưng mà ngươi có thể thỉnh giáo thương cổ chi chủ thỉnh giao thương cổ chi chủ diệp thiên bất đắc sĩ nói ta không có cách nào liên lạc với thương cổ chi chủ. Ha ha ha, yên tâm đi, bản tọa lập tức nói cho thương cổ chi chủ, người ngưng tụ cực đạo thân thể tại cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, thương cổ chi chủ nhất định sẽ gặp người. Sau đó, thời gian chi chủ liên lạc với thương cổ chi chủ một chút rất nhanh, một bàn tay lớn duỗi qua, trực tiếp mang Diệp Thiên đi tới một mảnh khu vực hư vô ở đây, Diệp Thiên gặp được thương cổ chi chủ thương cổ chi chủ lấy Diệp Thiên một cái, giống như là nhìn thấu Diệp Thiên, kiếm cực đạo thân thể người rất không tệ có thể tại cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực liền nắm giữ cực đạo thân thể nhưng còn chưa đủ lấy kiếm cực đạo thân thể thành tựu hoàn mỹ trường khống giả cũng không phải lựa chọn tốt nhất thương cổ tri chủ thản nhiên nói còn xin thương cổ tri chủ chỉ điểm lúc này thương cổ tri chủ nói phía trên hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng là hoàn mỹ trường khống giả hư cảnh hoàn mỹ trường khống giả chân cảnh cùng với hoàn mỹ trường khống giả cực cảnh mà muốn trở thành hoàn mỹ trường khống giả cực cảnh nhất thiết phải nắm giữ cực đạo thân thể tại cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực nhưng mà cực đạo thân thể cũng chưa mạnh yếu nếu ở cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực dùng kiếm cực đạo thân thể đột phá vậy sau này cực đạo thân thể của ngươi cũng chỉ có thể là kiếm cực đạo muốn thay đổi sẽ rất khó làm được mà cực đạo thân thể tốt nhất tự nhiên là cực đạo phù hợp tự thân thứ hai là thời không cực đạo thời không cực đạo là cực đạo cường đại nhất thứ ba mới là cực đạo thân thể thuộc tính đơn nhất ta hiểu được Diệp Thiên đã hiểu cực đạo thân thể thích hợp nhất với hắn là vô tận cực đạo thân thể, nhưng muốn nắm giữ vô tận cực đạo, độ khó là quá lớn hoặc là hắn có thể lựa chọn thời không cực đạo, cũng có hy vọng đương nhiên, nếu thật sự không làm được, vậy thì lấy kiếm cực đạo thân thể đột phá, tương lai vẫn sẽ có hy vọng trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh, chỉ là không có cách nào xưng vô địch tại loại cấp độ này thương cổ chi chủ lại nói, ngươi mới trở thành nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực không lâu, có thể thử nắm giữ thời không cực đạo hoặc là nắm giữ lực lượng cực đạo tự thân chỉ đạo của ngươi, nếu thực sự không có cách nào lĩnh ngộ mà nói, lại lấy kiếm cực đạo đột phá cũng không muộn. Mặt khác, lực lượng kiếm cực đạo có thể trợ giúp ngươi đánh vỡ tạo cực xiềng xích trường khống thể. Số lượng tạo cực xiềng xích nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực tầm thường có thể đánh vỡ là 12 sợi, mà số lượng xiềng xích tạo cực của cực đạo thân thể là 36 sợi, 36 sợi tạo cực xiềng xích. Đây có nghĩa là tiềm lực của cực đạo thân thể viễn siêu nửa bước hoàn mỹ trưởng khống thể tạo cực tầm thường. Nếu như phá vỡ 36 sợi tạo cực xưởng xích, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều không thể không nói, tiềm lực của cực đạo thân thể thật là đáng sợ, có thương cổ chi chủ chỉ điểm, diệt Thiên rõ ràng đối với tu hành trong tương lai, mặt khác, người nắm giữ lực lượng cực đạo, bản thể liền chờ ở vô đạo tháp, ta có thể bảo đảm bất luận một người nào ở vĩnh hằng chi khư cũng đều không thể gạt bỏ ngươi, bằng không, tin tức người nắm giữ cực đạo thân thể bại lộ, có một số lão bất tử nói không chừng thật sẽ thật sự vô sỉ xuống tay với người thương cổ chi chủ nói đa tạ thương cổ chi chủ mà trong nội tâm của hắn cũng đại khái suy đoán được thực lực của thương cổ chi chủ không phải hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh cũng không phải hoàn mỹ trưởng khống giả chân cảnh mà là hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh bằng không thương cổ chi chủ sẽ không có tự tin như vậy cuối cùng thương cổ chi chủ nói diệp thiên thiên phú của người yêu nghiệt tương lai không vẫn lạc mà nói có hy vọng nhất định đạt đến hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh ta sẽ không thu đồ nữa nhưng đối với hậu bối vô đạo tháp cũng sẽ không keo kiệt lần này liền ban cho ngươi một phần cơ duyên chỉ thấy thương cổ chi chủ lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho diệp thiên đây là thời không tổ lệnh cầm nó ngươi có thể tiến vào một chỗ tên là thời không tổ giới phải biết không biết bao nhiêu hoàn mỹ trưởng khống giả cũng đều muốn tiến vào thời không tổ giới lại không có bất cứ cơ hội nào thời không tổ giới là một mảnh khu vực đặc thù liền xem như hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh cũng không có cách nào tiến vào thời không tổ giới ở nơi đó có thể lĩnh hội thời không cực đạo thậm chí là lực lượng cực đạo khác còn có những cơ duyên khác đương nhiên hết thảy chỗ tốt đều cần chính mình đi tranh thủ mỗi một sinh linh tại thời không tổ giới chỉ có thể ở lại trăm triệu vĩnh hằng kỳ nhiên. vượt qua thời gian này liền sẽ bị bài xích ra ngoài diệp thiên tiếp nhận thời không tổ lệnh cảm tạ thương cổ chi chủ một lần nữa sau đó diệp thiên mới rời khỏi nơi này diệp thiên trưởng thành thật tốt hy vọng vô đạo tháp lại sinh ra một vị hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh thương cổ chi chủ lầm bầm nói chợt y tiếp tục tu hành cho dù đến cấp độ như y vẫn là phải tu hành dù sao ai cũng muốn đạt đến tầng thứ cao hơn sau khi trở về diệp thiên bắt đầu luyện hóa thời không tổ lệnh sau khi luyện hóa xong tức thúc dục thời không tổ lệnh thời không tổ lệnh mở ra tạo thành một đầu thông đạo thời không hắn lập một cỗ thân thể phòng chế của diệp thiên lập tức tiến vào bên trong thông đạo thời không rất nhanh liền đến thời không tổ giới bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim nơi này chính là thời không tổ giới rất xa xôi khoảng cách so với vĩnh hằng chi khu quá xa diệp thiên thông qua cảm giác ở giữa thân thể phòng chế nói áp chế tại thời không tổ giới rất cường đại, coi như là nửa bức hoàn mỹ trường khống giả tạo cực phổ thông đi tới nơi này, cũng tuyệt đối sẽ tiếp nhận áp chế cực kỳ khủng bố, rất khó phát huy ra thực lực hơn nữa, loại áp chế này có chất quen thuộc, lực lượng áp chế của dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, mà bốn phía rõ ràng không tồn tại dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, nhưng toàn bộ thời không tổ giới lại có áp chế của dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, chẳng lẽ thời không tổ giới là một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng? Diệp Thiên Hoài nghi nói, không đúng thời không tổ giới không quá giống như là một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng càng giống như là thế giới đặc thù sắp nhập vào dị bảo hoàn mỹ siêu hạng diệp thiên không có cân nhắc quá nhiều rất nhanh liền theo một loại dẫn dắt đi tới một tòa thời không tổ thành vô cùng to lớn sau khi tiến vào thời không tổ thành diệp thiên thế mới biết đây là một tòa cự thành duy nhất tại thời không tổ giới vừa tiến vào nơi đây diệp thiên liền cảm giác được một lượng lớn cường giả tổ phú cấp hoàn mỹ diệp thiên cảm giác được rất nhiều tổ phú cấp hoàn mỹ có lẽ một vị cường giả đơn độc chỉ ẩn chứa một loại tổ phú cấp hoàn mỹ nhưng nơi này có nhiều cường giả cho nên số lượng tổ phú cấp hoàn mỹ xuất hiện rất nhiều đều sao chép trong chớp mắt những tổ phú cấp hoàn mỹ này đều bị diệt thiên sao chép tới tay sau này có thể dung hợp toàn bộ trở thành tổ phú cấp hoàn mỹ của chính mình nơi này có rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả thậm chí có hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hăng hắn dùng thiên phú sao chép cẩn thận cảm giác một chút hoàn mỹ trưởng khống giả ở nơi này đại bộ phận đều là hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng chỉ có một số rất ít hoàn mỹ trưởng khống giả trung đẳng xem ra là có bối cảnh không tầm thường bằng không cũng không tiến vào được nơi đây về phần nửa bước hoàn mỹ trường khống giả tạo cực cũng là có nhưng rất rất ít không biết thời gian chi chủ có ở đây hay không diệp thiên tại vô đạo tháp liên lạc với thời gian chi chủ hỏi thăm một chút diệp thiên không nghĩ tới thương cổ chi chủ vậy mà cho ngươi đi thời không tổ giới nơi đó đích xác rất không tệ ta cũng từng đi qua nhưng bây giờ ta không có ở nơi đó ta ở nơi đó đã chờ đủ trăm triệu vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt không có cách nào lại tiến vào ngươi có thể đợi một thời gian ngắn ở bên trong liền đi ra thời gian là có thể tích lũy, không cần thiết duy nhất một lần chờ đủ trăm triệu vĩnh hằng kỳ niên, đa tạ thời gian chi chủ nhắc nhở. Đúng, vô đạo tháp còn có một vị nữ bức hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực ở thời không tổ giới, các người có thể liên lạc một chút, ồ, đa vị nào, Diệp Thiên hơi kinh ngạc nói, là nha đồng Nguyệt Ly kia, một vị hậu bối của thương cổ chi chủ, mặc dù cách vô số đời, nhưng thiên phú tư chất cũng rất cao, thương cổ chi chủ cũng rất xem trọng nàng, nàng bây giờ đang ở thời không tổ giới. Dường như bây giờ cũng nắm giữ thời không cực đạo hình thức ban đầu, người có thể đi tìm nàng, bất quá tính cách của nha đầu này có chút băng lãnh, Nguyệt Ly trưởng khống giả sao? Ta biết rồi, Diệp Thiên Thu được phương thức liên lạc của Nguyệt Ly trưởng khống giả, liên lạc với nàng một chút rất nhanh, Diệp Thiên liền có liên lạc cùng với Nguyệt Ly trưởng khống giả, hơn nữa biết được Nguyệt Ly trưởng khống giả đang ở thời không tổ thành, liền lập tức đi qua chỉ chốc lát thời gian sau, Diệp Thiên liền gặp được vị Nguyệt Ly trưởng khống giả này, "Xin trọng Nguyệt Ly trưởng khống giả," Diệp Thiên vô cùng khách khí nói vô tận trưởng khống giả diệp thiên ta đã nghe nói qua ngươi nguyệt ly trưởng khống giả thản nhiên nói xem ở trên phân thượng cùng là thành viên vô đạo tháp ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút tình huống về thời không tổ giới nhưng cũng chỉ có thể như thế không có biện pháp cho người trợ giúp dư thừa đầu tiên tại thời không tổ giới có một loại tiền tệ chính là cực đạo tệ nói xong nguyệt ly trưởng khống giả lấy ra một miếng cực đạo tệ đây chính là thời gian cực đạo tệ cực đạo tệ là do những cường giả lĩnh ngộ lực lượng cực đạo kia tiếp dẫn lực lượng cực đạo tại thời không tổ giới, áp xúc lực lượng cực đạo, cuối cùng ngưng kết mà thành một loại cực đạo tệ, ví dụ như thời gian cực đạo tệ, nó không chỉ có thể xem như tiền tệ, còn có thể trợ giúp người tu hành nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng cực đạo, nếu như có thật nhiều cực đạo tệ, thời gian lĩnh ngộ lực lượng cực đạo sẽ giảm bớt rất nhiều lần. Đương nhiên, cực đạo tệ chân quý như thế, giá trị cũng không thấp, nên xem như lĩnh ngộ lực lượng cực đạo, chính mình tiến hành chế tạo cực đạo tệ, cũng phải cần hao phí thời gian rất lâu, trên cơ bản thời gian chế tạo một miếng cực đạo tệ là 10 vạn vĩnh hằng kỳ niên, mà thời gian một vị hoàn mỹ trưởng không giả đợi tại thời không tổ giới là trăm triệu vĩnh hằng kỳ niên. Theo lý thuyết mặc kệ là ai, tối đa chỉ có thể chế tạo một ngàn miếng cực đạo tệ tại thời không tổ giới. Đương nhiên, nếu bản thể cùng với ý chí phân thân cùng nhau chế tạo, sẽ có thể chế tạo ra hai ngàn miếng cực đạo tệ. Thế nhưng dạng này mà nói, liền không có thời gian tu hành. Cho nên, những cường giả lĩnh ngộ lực lượng cực đạo kia cũng là lợi dụng ý chí phân thân để chế tạo cực đạo tệ còn bản thể thì tu hành dạng này mới không chậm trễ tu hành cực đạo tệ chỉ có thể lưu ở thời không tổ giới bởi vì đây là lực lượng cực đạo thời không tổ giới ngưng kết áp xúc không có cách nào mang đi ra ngoài muốn thu hoạch cực đạo tệ có thể lợi dụng một số bảo vật vô cùng chân quý ví dụ như dị bảo hoàn mỹ đi trao đổi hoặc là dùng những bảo vật khác trao đổi tóm lại muốn thu được cực đạo tệ độ khó rất lớn rất nhiều nơi ở thời không tổ giới cũng có thể phụ trợ lĩnh hội lực lượng cực đạo nhưng chỗ tốt nhất chính là cực đạo sơn cực đạo sơn là chỗ tiếp cận cực đạo bản nguyên nhất thời không tổ giới hiệu quả tìm hiểu ở nơi đó cao hơn những địa phương khác rất nhiều lần nhưng cực đạo sơn rất khó tiến vào không có lĩnh ngộ lực lượng cực đạo căn bản không tiến vào được cực đạo sơn mặt khác cực đạo tệ cũng chính là ngưng tụ ra tại cực đạo sơn về phần trong cực đạo sơn đến cùng có cái gì ta cũng không rõ lắm bởi vì ta cũng chưa đi qua nguyệt ly trường khống giả nói rất nhiều để cho diệp thiên hiểu rõ đại khái một chút tình huống đa tặng nguyệt ly trường khống giả đã giới thiệu không có gì nếu không có chuyện Vô tận trưởng khống giả vẫn là nên rời đi thôi, ta còn phải tu hành. Nguyệt ly trưởng khống giả nói Diệp Thiên cáo từ sau khi rời đi, Diệp Thiên mỉm cười, quả nhiên là như thời gian chi chủ nói. Tính cách của vị Nguyệt ly trưởng khống giả này bằng lãnh, cơ hồ một mực đang bế quan tu hành, chẳng thể trách ta gia nhập vào vô đạo tháp lâu như vậy. Cũng tham gia nửa bước hoàn Mỹ trưởng khống giả tạo cực tụ hội rất nhiều lần, nhưng chưa từng thấy qua nàng một lần, đi cực đạo sơn trước, dù sao hắn cũng đã lĩnh ngộ kiếm cực đạo. Có thể tiến vào Cực Đạo Sơn, hắn chuẩn bị ngưng tụ áp xúc kiếm cực đạo tệ tại Cực Đạo Sơn, lại dùng kiếm cực đạo tệ đổi lấy vật phẩm chính mình cần, khoảng cách giữa Cực Đạo Sơn với thời Không Tổ Thành cũng không xa, Diệp Thiên trong chớp mắt liền đi tới dưới Cực Đạo Sơn bây giờ, Cực Đạo Sơn bị răng đầy lực lượng cực đạo bọc lại, tạo thành lĩnh vực bền chắc không thể gãy Diệp Thiên bước một bước vào trong Cực Đạo Sơn, lực lượng cực đạo cực kỳ kinh khủng ập đến trong nháy mắt, Diệp Thiên dùng lực lượng kiếm cực đạo bảo vệ chính mình, lúc này mới không có việc gì, quả nhiên nếu như không có lĩnh hội lực lượng cực đạo tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị lực lượng cực đạo sơn chấn áp nát bấy ngay cả hoàn mỹ trưởng khống giả cao đẳng cũng đều không có cách nào chống lại tuyệt đối sẽ bị oanh sát trong nháy mắt sau khi tiến vào cực đạo sơn diệp thiên đi từng bước một về phía trên núi nhưng rất nhanh liền không đi được lực lượng kiếm cực đạo cũng khó có thể để cho hắn tiếp tục đi tới lúc này diệp thiên hiểu được lực lượng kiếm cực đạo của hắn còn chưa đủ mạnh cho nên hắn chỉ có thể hoạt động tại vùng này đừng hòng tiếp tục thâm nhập sâu trong những ngày kế tiếp diệp thiên để cho ý chí phân thân của mình ngưng tụ kiếm cực đạo tệ ở đây ngưng tụ kiếm cực đạo tệ cũng không khó khăn lấy lực lượng kiếm cực đạo tiếp dẫn lực lượng kiếm cực đạo giang đầy trong cực đạo sơn dựa theo phương thức nào đó không ngừng áp dụng là được mà diệp thiên cũng tìm một nơi thích hợp bắt đầu lĩnh hội lực lượng cực đạo cực đạo sơn diệp thiên đã lĩnh ngộ kiếm cực đạo mục tiêu lĩnh ngộ của hắn là thời gian cực đạo cùng với không gian cực đạo về phần vô tận cực đạo trước mắt hắn có thể nói là một chút đầu mối cũng không có tự nhiên không có cách nào tiến hành tìm hiểu không thể không nói. Cực đạo Sơn quá kỳ diệu lĩnh hội lực lượng cực đạo ở đây, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều so với lĩnh hội lực lượng cực đạo bên trong dị bảo hoàn Mỹ siêu hạng hơn nữa. Ở đây vậy mà có thể lĩnh hội đủ loại lực lượng cực đạo, hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào, thời không tổ giới đến cùng là tới từ đâu, vậy mà lại có chỗ kỳ diệu như thế. Diệp Thiên chấn động vô cùng nói chỉ tiếc, hắn chỉ có thể lĩnh hội tu hành trăm triệu vĩnh hằng kỳ niên ở đây, nếu như có thể một mực lĩnh hội, thật là tốt biết bao quá liền xem như chỉ có trăm triệu vĩnh hằng kỳ niên lấy ngộ tính thiên phú của hắn tuyệt đối có thể dễ dàng lĩnh ngộ không gian cực đạo thời gian cực đạo cùng với lực lượng cực đạo khác trước tiên dung hợp từng môn tổ phú cấp hoàn mỹ đã sao chép lớp trước diệp thiên rất nhanh liền dung hợp toàn bộ những tổ phú cấp hoàn mỹ này thiên phú tư chất tiềm lực lại tăng lên ở trong năm tháng tiếp theo diệp thiên trước tiên lĩnh hội không gian lực lượng cực đạo thời gian chậm rãi trôi qua bất trì bất giác mười vạn vĩnh hằng kỷ niên tuế nguyệt trôi qua ông một miếng kiếm cực đạo tệ sinh ra ở trên tay diệp thiên kiếm cực đạo tệ, ngừng kết thành công, Diệp Thiên mỉm cười nói chỉ là một miếng kiếm cực đạo tệ này, giá trị cũng rất cao thân thể phòng chế của Diệp Thiên vẫn đang tu hành, ý chí phân thân chuẩn bị đi thời Không Tổ Thành xem, thuận tiện xem một miếng kiếm cực đạo tệ này có thể mua gì dù sao ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng không tệ, hắn mặc dù đã từng đến thời Không Tổ Thành, nhưng còn chưa từng nghiêm túc đi dạo Diệp Thiên rời khỏi Cực Đạo Sơn, đi tới thời Không Tổ Thành thời Không Tổ Thành rất lớn, hơn nữa có rất nhiều nơi giao dịch, thậm chí có thương hội bán dị bảo hoàn mỹ có thể dùng cực đạo tệ hối đoái dị bảo hoàn mỹ khó mà tìm kiếm ở ngoại giới ở đây dường như rất phổ biến chỉ cần có đầy đủ cực đạo tệ liền xem như dị bảo hoàn mỹ cao đẳng cũng có thể mua được đương nhiên muốn mua được một kiện dị bảo hoàn mỹ cao đẳng số lượng cực đạo tệ cần có cũng không ít diệp thiên tìm hiểu một chút tình huống trên cơ bản một kiện sơ đẳng dị bảo hoàn mỹ cần mấy miếng cực đạo tệ dị bảo hoàn mỹ trung đẳng cần mấy chục miếng cực đạo tệ về phần dị bảo hoàn mỹ cao đẳng thấp nhất cũng cần hơn ngàn miếng cực đạo tệ dù sao một kiện dị bảo hoàn mỹ cao đẳng liền xem như đối với thế lực như vô đạo tháp cũng đều có tác dụng cực lớn, cho nên giá trị rất cao, cá nhân cơ hồ là mua không nổi, trừ phi là một thế lực tiêu phí đại giới tới mua đương nhiên. Nếu một vị hoàn mỹ trưởng khống giả lĩnh ngộ lực lượng cực đạo, một mực tiến hành ngưng, kết cực đạo tệ, lại không dùng mà nói, liền có thể vào trước lúc rời khỏi thời không tổ giới góp đủ một ngàn miếng cực đạo tệ, vậy liền có thể hối đoái một kiện dị bảo hoàn mỹ cao đẳng. Đương nhiên, cường giả có thể lĩnh ngộ lực lượng cực đạo, không nhất định quan tâm đến dị bảo hoàn mỹ cao đẳng đối với bọn hắn mà nói. Lĩnh ngộ nhiều thêm một loại lực lượng cực đạo càng quan trọng hơn ngoại trừ dị bảo hoàn mỹ, thời không tổ thành còn có thể mua được rất nhiều tài nguyên, thậm chí là vật chất tạo cực không sai. Thời không tổ thành có thể mua được rất nhiều vật chất tạo cực, mà một miếng cực đạo tệ liền có thể mua sắm được không ít vật chất tạo cực, lần đầu tiên cảm thấy thu được vật chất tạo cực đơn giản như vậy. Tại thời không tổ thành, Diệp Thiên cũng biết được, người tu hành đi tới thời không tổ giới cũng không phải là đều đến từ vĩnh hằng chi khư, vĩnh hằng thiên địa bên trong giới chi nhai sánh ngang với vĩnh hằng chi khư cũng không chỉ có một cho nên người tu hành ở nơi này vô cùng hỗn tạp mặt khác ở trong thời không đổ thành thu được cực đạo tệ không chỉ có hai loại phương thức chính mình ngưng kết hoặc lấy vật hối đoái còn có các phương thức khác ví dụ như đánh cược nếu hai vị hoàn mỹ trưởng khống giả đánh cược chém giết tiền đặt cược chính là cực đạo tệ một khi thắng liền có thể thu được không ít cực đạo tệ đương nhiên đánh cược bình thường sẽ không quá lớn nhưng phương thức thu được một lượng lớn cực đạo tệ đó chính là xác nhận nhiệm vụ ví dụ như một số cường giả cần giúp đỡ liền tuyên bố nhiệm vụ tại thời không tổ thành nếu người nào trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ có được cực đạo tệ làm thù lao đương nhiên loại nhiệm vụ này rất hỗn loạn nếu xui xẻo nói không chừng mạng cũng không còn cho nên cần chính mình cân nhắc diệp thiên nhìn một chút rất nhiều nhiệm vụ không có thực lực hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng căn bản đường hòng hoàn thành thậm chí còn có nhiệm vụ trao thưởng truy sát hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng thù lao rất cao nhưng cơ hồ không làm được muốn giết một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng là cực kỳ khó khăn. Mỗi một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng đều có át chủ bài thuộc về mình, liền giống với Thạch Long Ma Chủ, đã cũng là hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng. Mặc dù ở bên trong hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng không tính cường đại, nhưng có năng lực bất tử phục sinh, chính là giết không chết đương nhiên, nếu hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh ra tay, đích xác có thể giết chết Thạch Long Ma Chủ nhưng hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh không đến mức làm chuyện này trước tiên dùng miếng kiếm cực đạo tệ này mua sắm một chút vật chất tạo cực diệp thiên cầm miếng kiếm cực đạo tệ này mua một chút vật chất tạo cực tiếp đó trở về cực đạo sơn tiếp tục tu hành dùng vật chất tạo cực đánh vỡ tạo cực xiềng xích thời gian trôi qua bất chi bất giác mấy triệu vĩnh hàng kỳ niên tuế nguyệt trôi qua diệp thiên đã ngưng tụ không ít kiếm cực đạo tệ toàn bộ đều dùng để mua sắm vật chất tạo cực mà lợi dụng những vật chất tạo cực này lại thêm lực lượng kiếm cực đạo hắn phá vỡ từng sợi tạo cực xiềng xích trước mắt hắn đã phá vỡ 16 sợi tạo cực xiềng xích thực lực tăng vọt mặt khác tu hành lĩnh ngộ tại cực đạo sơn hắn cũng đã sắp triệt để lĩnh ngộ ra không gian cực đạo vào một ngày diệp thiên dung hợp biến hóa không gian chi đạo đến hai loại lại tiến hành dung hợp cuối cùng cũng dung hợp hai loại biến hóa thành một loại đến nước này không gian cực đạo hình thức ban đầu triệt để ngưng kết trở thành không gian cực đạo trong chốc lát cực đạo thân thể của diệp thiên lại biến hóa một lần nữa sắp nhập vào không gian lực lượng cực đạo rất nhanh cực đạo thân thể của diệp thiên liền lột xác một phen thực lực lại tăng lên nữa kiếm cực đạo không gian cực đạo kế tiếp nếu như tìm hiểu ra thời gian cực đạo trong tương lai ta kém nhất cũng có thể lấy thời không cực đạo bước vào cảnh giới hoàn mỹ trưởng khống giả diệp thiên thầm nghĩ mà sau khi lĩnh ngộ ra không gian cực đạo diệp thiên lại có thể đi thêm một đoạn khoảng cách tại cực đạo sơn diệp thiên tiếp tục đi tới sau khi đi tới một đoạn khoảng cách lúc này mới ngừng lại hiệu quả tìm hiểu ở đây tốt hơn vậy thì tu hành ở đây trong những ngày kế tiếp, Diệp Thiên lĩnh hội lực lượng thời gian cực đạo ở ngay chỗ này mà lúc này, ý chí phân thân của Diệp Thiên bắt đầu ngưng kết không gian cực đạo tệ, luận giá trị cùng với sức mua, không gian cực đạo tệ tốt hơn lại qua hơn 200 vạn vĩnh hằng kỷ niên trên cực đạo sơn, ánh sáng màu vàng chiếu rọi, phóng xạ ra toàn bộ thời không tổ giới vào giờ khác này, ánh mắt của tất cả cường giả nhau nhau bị cực đạo sơn hấp dẫn, cực đạo sơn xảy ra chuyện gì, đó là tia sáng gì, quá chói mắt, đó là dấu hiệu cực đạo bảng mở ra, 100 triệu vĩnh hằng kỷ niên, Cực đạo bảng mới mở ra một lần, rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả vì có thể tiến vào cực đạo bảng, tận lực chờ đợi cực đạo bảng mở ra, tránh cho chính mình hao hết thời gian, không có cách nào lại tiến vào thời không tổ giới. Vậy thì không có cách nào lại tiến vào cực đạo bảng, đúng vậy, rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả lần đầu tiên không vào được cực đạo bảng, liên chờ lần tiếp theo, đợi thêm, phân tán thời gian ra, vô số trăm triệu vĩnh hằng kỷ niên, còn ở lại thời không tổ giới, liên vi để tiến vào cực đạo bảng một lần. Một khi tiến vào cực đạo bảng, liền có thể tăng thêm thời gian tu hành tại thời không tổ giới, tiến vào cực đạo bảng, có thể tăng thêm thời gian tu hành tại thời không tổ giới. Đúng vậy, cực đạo bảng có tổng cộng 100 cái vị trí, chỉ ghi chép người tu hành tạm thời còn ở thời không tổ giới, không đưa vào thực lực cùng với tu vi, chỉ ghi chép tìm hiểu cực đạo, chỉ có lĩnh ngộ cực đạo mới có tư cách tiến vào cực đạo bảng. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ một loại cực đạo là căn bản không có tư cách tiến vào cực đạo bảng. Những hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng kia, ai mà không có lĩnh ngộ cực đạo? tuổi thiếu nhất phải lĩnh ngộ hai loại cực đạo mới có tư cách tiến vào cực đạo bảng. may mắn là nhóm hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh phía trên hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng không có cách nào tiến vào thời không tổ giới. bằng không cực đạo bảng nhất định sẽ bị bọn hắn chiếm giữ. cực đạo bảng đã mở ra, đáng tiếc ta vẫn không có lĩnh ngộ một loại cực đạo nào. nguyệt ly trưởng khống giả lẩm bẩm nói bất quá, chuyện này cũng rất bình thường. nàng mới chỉ là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực mà thôi. mà tại cấp độ nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực muốn lĩnh ngộ cực đạo độ khó kinh khủng bực nào. Tại cực đạo sơn Diệp Thiên nhìn quang mang màu vàng trên cực đạo sơn đang không ngừng hội tụ, hóa thành một bảng danh sách, hẳn là cực đạo bảng, không biết ta có thể đi lên hay không nếu tiến vào cực đạo bảng, hắn liền có thể trở tại thời không tổ giới năm tháng rất lâu nhưng mà, toàn bộ thời không tổ giới có nhiều người tu hành như vậy, chỉ có 100 người mới có thể tiến vào trên cực đạo bảng, có thể biết được độ khó tiến vào cực đạo bảng lớn cỡ nào ví dụ như có một số hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng, có thể chỉ nắm giữ một loại cực đạo nhưng cảnh giới cực đạo của người ta cao diệp thiên chỉ là ngưng tụ kiếm cực đạo cùng với không gian cực đạo lại không có tiếp tục lĩnh hội thật sâu hai loại cực đạo này trên thực tế hai loại cực đạo này còn có thể tiếp tục đề thăng nhưng quá lãng phí thời gian mà cực đạo bảng sẽ tồn tại một triệu vĩnh hằng kỷ niên tuế nguyệt trong lúc này bảo trì được thứ hạng trên bảng danh sách cuối cùng mới có thể thu được ban thường nếu nửa đường bị những cường giả khác đá xuống như vậy cũng không có phần thưởng thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh cực đạo bảng liền ngưng tụ ra một bảng danh sách phẳng phất như bao phủ vô số thời không thời không tổ giới lực lượng cực đạo thẩm thấu mà ra từ trên cực đạo bảng rất nhanh trên cực đạo bảng bắt đầu công bố từng cái tên có thể nói cường giả có thể danh liệt trên cực đạo bảng cơ hồ cũng là hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng dù sao lĩnh ngộ ít nhất hai loại cực đạo cơ hồ cũng đã là hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng nhưng ngay vào thời điểm cực đạo bảng công bố hạng thứ sáu mươi ba vô số người chấn kinh hạng thứ 63 cực đạo bảng, vô tận trưởng khống giả Diệp Thiên, nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, lĩnh ngộ kiếm cực đạo, không gian cực đạo, thời gian cực đạo hình thức ban đầu tin tức này vừa được công bố, vô số người tại thời không tổ giới chấn kinh có thể nói, vào giờ khắc này, Diệp Thiên thật sự đã danh chấn rất nhiều vĩnh hằng thiên địa, không chỉ là nổi danh tại vĩnh hằng chi khư, trời ạ, à, một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vậy mà lĩnh ngộ không gian cực đạo, kiếm cực đạo, thời gian cực đạo hình thức ban đầu nếu như lĩnh ngộ thêm thời gian cực đạo, tương lai chẳng phải là liền có thể lấy thời không cực đạo trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả. Người này nắm giữ tiềm lực trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh, vô tận vĩnh hằng kỳ niên mới có thể sinh ra một vị yêu nghiệt dạng này. Ai có thể tại cấp độ nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực lĩnh ngộ một loại cực đạo, hy vọng trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh trong tương lai cũng rất lớn, thậm chí còn có hy vọng trở thành hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh, lĩnh ngộ mấy loại cực đạo, đơn giản là không dám tưởng tượng. Thiên phú của Diệp Thiên thật là đáng sợ ta nếu như nắm giữ một phần mười thiên phú của hắn liền tốt trong thời không tổ thành nguyên ly trưởng khống giả cũng há to miệng lộ vẻ mà giật mình diệp thiên hắn vậy mà lĩnh ngộ hai loại cực đạo còn có một môn cực đạo hình thức ban đầu nếu lại lĩnh ngộ thời gian cực đạo đó chính là ba loại cực đạo cùng là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực ta thậm chí ngay cả một môn cực đạo cũng không có lĩnh hội năng mặc dù không quá hiểu biết về diệp thiên nhưng cũng biết thời gian diệp thiên trở thành nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực thế nhưng là xa xa không có lâu bằng nàng cho tới nay nàng đối với thiên phú của mình đều rất có lòng tin, cho rằng mình là người có thiên phú cao nhất vô đạo tháp, vào giờ khác này lại bị kích thích, chẳng thể trách Diệp Thiên không có bối cảnh gì, lại thu được thời không tổ lệnh lão tổ tông tặng cho, thì ra thiên phú của hắn khủng bố như thế. Bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh YouTube Di Cáp phim. Nguyên Ly trưởng khống giả lầm bẩm nói tại Vĩnh Hằng Chi Khư trong thời không hoàn toàn yên tĩnh hai thân ảnh hiện lên một người là Thương Cổ chi chủ vô đạo tháp, một người khác là Vô Nhai chi chủ vô nhai thương hội. Thương Cổ Vô đạo tháp các ngươi ẩn tàng rất sâu, vậy mà sinh ra thiên tài yêu nghiệt như vậy." Vô Nhai chi chủ cười nói, "Ồ, thiên tài yêu nghiệt gì? Thương cổ vẫn còn giả bộ không biết, nhưng trong nội tâm lại rất tinh tường, Vô Nhai chi chủ nói chính là Diệp Thiên, Thương cổ lại còn giấu giếm ta. Diệp Thiên của Vô đạo tháp các ngươi vào cực đạo bảng thời không tổ giới, đứng hạng thứ 63 cực đạo bảng Vô Nhai chi chủ nói, "Cái gì? Diệp Thiên vào cực đạo bảng?" Thương cổ chi chủ chấn kinh. Y còn thật sự không biết chuyện này thương cổ chi chủ mặc dù tự mình cho Diệp Thiên một tấm thời không tổ lệnh, để cho Diệp Thiên tiến vào thời không tổ giới, cũng biết Diệp Thiên lĩnh ngộ kiếm cực đạo, nhưng lại thật sự không biết Diệp Thiên bây giờ đã lĩnh ngộ không gian cực đạo lĩnh ngộ một loại cực đạo liền đã muôn vàn khó khăn, mà trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Thiên vậy mà liền lĩnh ngộ loại cực đạo thứ hai, thiên phú như vậy quá đông nghiệt, vô nhai, ta còn thật sự không biết Diệp Thiên lĩnh ngộ không gian cực đạo, xem ra để cho hắn tiến vào thời không tổ giới là lựa chọn chính xác. Thương cổ chi chủ mỉm cười nói vô nhai chi chủ nói, vô đạo tháp các ngươi vận khí thật tốt, lấy thiên phú của Diệp Thiên, xem ra ngày sau vô đạo tháp các ngươi lại nhiều thêm một vị hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh. Hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh là chỉ hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh. Hoàn mỹ trưởng khống giả chân cảnh cùng với hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh mà hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh của bất kỳ một đại thế lực đỉnh tiêm nào cũng đều vô cùng thưa thớt. Ví dụ như vô đạo tháp cũng chỉ có mấy vị hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh các thế lực khác cũng đều không sai biệt lắm, cũng chỉ có mấy vị muốn sinh ra một vị hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh thật sự là quá khó khăn cần bồi dưỡng vô số năm tháng mới có hy vọng sinh ra một vị ha 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 hy vọng hắn có thể trưởng thành đến hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh nói như vậy thực lực của vô đạo tháp chúng ta liền tăng vọt trên phạm vi lớn thương cổ chi chủ hương phấn nói thương cổ vô đạo tháp các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh ngươi đắc tội cũng không ít nói không chừng liền có người dám hạ thủ đối với diệt thiên của vô đạo tháp các ngươi vô nhai chi chủ nhắc nhở yên tâm đi có ta bảo hộ, liền xem như hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh hạ thủ, cũng không có cách nào gạt bỏ Diệp Thiên. Thương cổ chi chủ tự tin nói mà theo thời gian trôi qua, danh tiếng của Diệp Thiên truyền ra mặc dù rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả không biết sự tồn tại của thời không tổ giới, nhưng tin tức Diệp Thiên lĩnh ngộ cực đạo lại truyền ra, cả đám đều khiếp sợ không gì sánh nổi không bao lâu sau đó. Tin tức này truyền tới trong đại thạch Long Ma Chủ ở một chỗ bảo địa bên trong giới chi nhai thạch Long Ma Chủ kiến tạo một chỗ đạo trường ở đây, tu hành ở đây, Diệp Thiên nắm giữ lực lượng cực đạo, thạch long ma chủ trợn tròn mắt trước đây gã lôi kéo diệp thiên không chỉ có truyền bí thuật vô hạn phục sinh cho diệp thiên còn nói một chỗ bảo địa dựng dục không ít vật chất tạo cực cho hắn mặc dù gã là vì khống chế diệp thiên nhưng không nghĩ tới diệp thiên vẫn chưa có luyện thành vô hạn phục sinh cho nên gã cho rằng diệp thiên quá phế vật kết quả chưa qua đi bao lâu tên tiểu tử diệp thiên này vậy mà lĩnh ngộ cực đạo hơn nữa còn là hai loại cực đạo không gian cực đạo tăng thêm kiếm cực đạo gã cũng chỉ mới lĩnh ngộ một loại cực đạo cũng chính là bất tử cực đạo đáng chết lấy ngộ tính của Diệp Thiên, hắn sẽ không luyện được vô hạn phục sinh, tên gia hỏa này căn bản là không có tu luyện. Thạch Long Ma chủ biết mình là bị Diệp Thiên đùa bỡn, đối phương căn bản cũng không tin vô hạn phục sinh của gã, cho nên không có tiến hành tu luyện, chỉ là lừa gạt gã một chút vật chất tạo. Diệp Thiên, lần sau gặp được ngươi, quyết định giết ngươi." Thạch Long Ma chủ phẫn nộ nói gã, vẫn là lần đầu tiên bị một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả trêu đùa như thế tại thời không tổ giới Diệp Thiên tiếp tục tu hành, hắn muốn tranh thủ thời gian cực đạo bảng còn tồn tại lĩnh ngộ ra thời gian cực đạo như vậy liền có thể lại để thăng một chút thứ hạng dù sao thứ hạng không giống nhau thời gian gia tăng cũng không giống nhau hắn tự nhiên muốn lĩnh hội tại cực đạo sơn nhiều thêm một chút tuế nguyệt cho nên muốn thu được thứ hạng tốt hơn mà hắn cách triệt để lĩnh ngộ thời gian cực đạo cũng không xa chỉ cần cố gắng tu hành mấy chục vạn vĩnh hằng kỳ niên nữa tuyệt đối có thể triệt để ngưng tụ ra thời gian cực đạo tuế nguyệt như thoi đưa trong nháy mắt lại là mấy chục vạn vĩnh hằng kỳ nên tuyến nguyệt trôi diệp thiên cuối cùng cũng dùng hợp đến hóa thời gian chi đạo thành một loại thời gian cực đạo hình thức ban đầu lập tức hóa thành thời gian cực đạo chân chính chợt cực đạo thân thể của diệp thiên bắt đầu phát sinh thuế biến sinh ra lực lượng thời gian cực đạo không gian cực đạo thời gian cực đạo lại thêm kiếm cực đạo bây giờ diệp thiên đã có ba loại lực lượng cực đạo thực lực tăng đến trình độ vô cùng cường đại cùng lúc đó trên cực đạo bảng thứ hạng của diệp thiên xảy ra thay đổi hạng thứ 49 cực đạo bảng diệp thiên bây giờ Thứ hạng của Diệp Thiên ở trên Cực Đạo Bảng nhảy lên tới 49, rất nhanh, rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả tại thời không tổ giới chú ý tới thứ hạng biến hóa của Diệp Thiên, trời ạ, à, Diệp Thiên vậy mà nắm giữ ba loại cực đạo, hắn chỉ mới là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, hạng thứ 49 Cực Đạo Bảng, Diệp Thiên còn là lần đầu tiến vào Cực Đạo Bảng, cho nên hắn còn có thể tu hành thêm 510 triệu vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt, quá hâm mộ, chúng ta chỉ có thể tu hành trăm triệu vĩnh hằng kỷ niên tại thời không tổ giới mà Diệp Thiên tổng lại có thể tu hành 610 triệu vĩnh hằng kỳ niên, không có cách nào. Ai bảo người ta yêu nghiệt như vậy? Nếu chúng ta cũng có thể tìm hiểu ra ba loại lực lượng cực đạo, cũng có thể tu hành thời gian lâu như vậy. Diệp Thiên nhanh như vậy liền nắm giữ ba loại lực lượng cực đạo, mà ta vẫn là một loại cũng không có tìm hiểu ra được. Nguyệt Ly trưởng khống giả lầm bẩm đương nhiên, nàng cũng biết không nên so cùng với Diệp Thiên, so cùng với Diệp Thiên quả thực là chịu đả kích Diệp Thiên tiếp tục đi lên phía trên dù sao hắn cũng đã lĩnh ngộ ra lực lượng thời gian cực đạo lấy ba loại lực lượng cực đạo đủ để cho hắn đi được cao hơn tại cực đạo sơn diệp thiên liền đi tới chỗ giữa sườn núi cực đạo sơn sau khi đi đến nơi đây liền không có cách nào tiếp tục đi tới sau đó hắn tu hành lĩnh hội lực lượng cực đạo ở ngay chỗ này đương nhiên ý chí phân thân của hắn cũng đi dạo phiến khu vực này một lần xem có thứ gì tốt hay không bất quá hắn vào thời điểm ở dưới cực đạo sơn ngược lại là không có tìm được thứ gì tốt toàn bộ cực đạo sơn phẳng phất như là một ngọn núi lẻ loi vậy bất quá lần này ngược lại là có phát hiện ngoài ý muốn diệp thiên thấy được một chỗ khe hở từ trong khe hở chuyển ra lực lượng cực đạo nồng đậm đến cực điểm dính đến đủ loại lực lượng cực đạo ngay vào thời điểm diệp thiên chuẩn bị tiến vào từ nơi sâu xa chuyển đến một thanh âm tiểu tử ta khuyên ngươi đừng có đi vào tiếng nói vừa ra một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng xuất hiện xin chào tiền bối diệp thiên khách khí nói ngươi có biết đây là đâu không mà dám vào Vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng này hỏi Diệp Thiên lắp đầu vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng này giới thiệu sơ lược. Chỗ khe hở liên tiếp này là một mảnh khu vực đặc thù trong thời không tổ giới, nơi đó dựng dục sinh vật cực đạo, cũng là sinh vật đặc thù do lực lượng cực đạo đàn sinh, liền giống như là dị bảo hoàn mỹ siêu hạng vậy, đều ẩn chứa lực lượng cực đạo. Loại sinh vật cực đạo này thật phần cường đại, ngươi mặc dù lĩnh ngộ lực lượng cực đạo, nhưng tu vi quá yếu, căn bản đánh không lại những sinh vật cực đạo này, một khi tiến vào bên trong, sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Một khi ý chí phân thân vẫn lạc, trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào ngưng kết ý chí phân thân, ngay cả ngưng kết cực đạo tệ cũng đều không làm được, thiệt hại cũng không nhỏ nói xong. Vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng này lại tiến vào trong cái khe sinh vật cực đạo. Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được cái tên này đương nhiên, vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng này cũng không nói nhiều đồ vật, cho nên hắn cũng không hiểu nhiều đối với chỗ khu vực này. Thương cổ chi chủ hẳn là hiểu rõ rất nhiều, ta hiện tại có thể đi thỉnh giáo thương cổ chi chủ, không bằng đi hỏi một chút nếu như thật sự có đại cơ duyên ta à lại tiến vào tại vô đạo tháp phần tháp số 3 diệp thiên đến nơi này sau khi được thương cổ chi chủ cho phép lúc này mới tiến vào trong tòa tháp này gặp được thương cổ chi chủ bài kiến thương cổ chi chủ diệp thiên ngươi tìm bản tọa có chuyện gì thương cổ chi chủ hỏi diệp thiên lập tức nói một lần chỗ khe hở trên cực đạo sơn kia thì ra là nơi đó vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng kia cũng không có lừa ngươi khu vực kia đích xác rất nguy hiểm thương cổ chi chủ giới thiệu kỹ càng Nơi đó được xưng là Cực Đạo Nguyên Hải, có không ít sinh vật cực đạo sinh sống, có sinh vật cực đạo nhỏ, yếu, nhưng cũng có sinh vật cực đạo vô cùng cường đại. Đối với Hoàn Mỹ Trường Khống Giả siêu hạng mà nói, Cực Đạo Nguyên Hải cũng là một chỗ cơ duyên. Ví dụ như giết chết sinh vật cực đạo, liền có thể thu được cực đạo nguyên tinh trong cơ thể sinh vật cực đạo. Hiệu quả của cực đạo nguyên tinh liền giống với cực đạo tệ bản phóng đại, nếu như có không ít cực đạo nguyên tinh mà nói, liền có thể lĩnh ngộ một loại lực lượng cực đạo. Hơn nữa cực đạo nguyên hải thậm chí có khả năng sẽ sinh ra dị bảo hoàn mỹ siêu hạng hoặc là bảo vật đặc thù ẩn chứa lực lượng cực đạo cũng không phải là chỉ có dị bảo hoàn mỹ siêu hạng mới ẩn chứa lực lượng cực đạo có một số bảo vật đặc thù cũng ẩn chứa nhưng lại không thuộc về dị bảo hoàn mỹ siêu hạng sau đó thường cổ chi chủ nói rất nhiều tin tức liên quan tới cực đạo nguyên hải nhưng đối với nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực mà nói cực đạo nguyên hải đích sắc quá nguy hiểm thậm chí đối với hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng mà nói cực đạo nguyên hải cũng rất nguy hiểm không thể xâm nhập bằng không cũng có nguy cơ vẫn lạc ở dưới tình huống hoàn mỹ trưởng khống giả tam cảnh không có cách nào tiến vào thời không tổ giới người mạnh nhất chỉ là hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng còn thật sự không có cách nào tìm tòi hoàn chỉnh cực đạo nguyên hải nhưng mặc dù có nguy hiểm hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng vẫn có tỷ lệ sống sót rất lớn nhưng nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực nếu như dám đi vào tỷ lệ chết là rất lớn đương nhiên tính nguy hiểm tiến vào ngoại vi cực đạo nguyên hải cũng không lớn nhưng khu vực ngoại vi cũng không có thứ gì tốt thương cổ chi chủ nói bổ sung đa tạ thương cổ chi chủ chỉ điểm ta hiểu được diệp thiên trầm tư một chút vẫn là quyết định tiến vào cực đạo nguyên hải dù sao cực đạo nguyên hải cũng có nhiều chỗ tốt lắm mặc dù rất nguy hiểm nhưng mà hắn không sợ nguy hiểm sau khi tiến vào cực đạo nguyên hải ta có thể ngưng kết cỗ thân thể phòng chế thứ hai trước đó sợ bại lộ dù sao cực đạo sơn chỉ lớn chừng đó cho nên ở trên cực đạo sơn cũng không có ngưng kết cỗ thân thể phòng chế thứ hai nhưng sau khi tiến vào cực đạo nguyên hải cũng không cần sợ khả năng bại lộ rất thấp trượt thân thể phòng chế của diệp thiên đi tới phía trước khe hở cực đạo nguyên hải chưa trực tiếp tiến vào bên trong cực đạo nguyên hải bên trong cực đạo nguyên hải diệp thiên tiến vào vừa mới đi vào vùng này không quá nguy hiểm nhưng ở đây thường xuyên có hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng đi tới đi lui cho nên hắn lập tức trốn đến địa phương xa xa nơi này hẳn là không có nguy hiểm gì liền phòng chế thân thể ở chỗ này trượt diệp thiên bắt đầu ngưng kết cỗ thân thể phòng chế thứ hai thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh cỗ thân thể phòng chế thứ hai được diệp thiên ngưng kết sau đó thân thể phòng chế thứ hai ngừng kết ý chí phân thân một lần nữa gì cỗ thân thể phòng chế thứ hai cùng với ý chí phân thân lập tức lựa chọn phương hướng khác nhau rồi đi mà tiếp theo diệp thiên trở lại cực đạo sơn tiếp tục tham ngộ lực lượng cực đạo nếu thân thể phòng chế cùng với ý chí phân thân tại cực đạo nguyên hải vẫn lạc hắn vẫn có thể lại đi cực đạo nguyên hải phòng chế thân thể một lần nữa không thể không nói cực đạo nguyên hải đích xác rất kinh khủng chỉ chốc lát thời gian sau diệp thiên liền gặp phải một đầu sinh vật cực đạo sinh vật cực đạo Thiên khư mãng trên người đầu thiên khư mãng này ẩn chứa lực lượng thôn phệ cực đạo, mà một thân thực lực cũng đạt tới chiến lược hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng mà Diệp Thiên nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang với hoàn mỹ trường khống giả cao đẳng tầm thường, làm sao có thể là đối thủ của hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng? Chênh lệch quá xa thiên khư mãng vận dụng lực lượng thôn phệ cực đạo thôn phệ cả phiến thiên địa này, mà Diệp Thiên cơ hồ không có phản kháng gì, liền bị đối phương thôn phệ hầu như không còn cỗ ý chí phân thân này vẫn là sinh vật cực đạo quả nhiên cường đại hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng cường đại hơn quá nhiều lần so với hoàn mỹ trường khống giả cao đẳng hắn một mực biết hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng rất cường đại có thể miểu sát một đám hoàn mỹ trường khống giả cao đẳng nhưng lần đầu tiên giao thủ với dạng cường giả này vẫn còn có chút ngoài ý muốn hắn thậm chí ngay cả một chút phản kháng cũng không có ở bên trong những tháng ngày tiếp theo thân thể phòng chế của diệp thiên lại gặp một đầu sinh vật cực đạo vẫn lạc một lần lại một lần nếu hắn có thể không ngừng phòng chế thân thể đã sớm không có cách nào lan lộ tại cực đạo nguyên hải Quả nhiên, ngoại trừ Hoàn Mỹ Trường Khống Giả siêu hạng, thật sự không có cách nào sinh tồn tại Cực Đạo Nguyên Hải. Trong thời gian này, Diệp Thiên cũng dùng Thiên Phú Sao chép cảm giác được các Hoàn Mỹ Trường Khống Giả siêu hạng khác, nhưng một khi cảm giác được mà nói, liền lập tức bỏ chạy, không chạm mặt cùng với đối phương đây cũng là tránh tình huống chính mình bị phát hiện ra nhưng, vào một ngày Diệp Thiên lại có phát hiện mới, Ồ, đây hẳn là sinh vật Cực Đạo còn non, cảnh giới vậy mà chỉ sánh ngang với nửa bước Hoàn Mỹ Trường Khống Giả tạo cực, sinh vật Cực Đạo long ô diệp thiên sở dĩ hưng phấn là bởi vì hắn có thể phòng chế thân thể của long ô trong đoạn thời gian này ta cơ hồ không có phát hiện ra cực đạo giữa sinh vật chém giết chiến đấu nói như vậy ở giữa cực đạo sinh vật là rất hòa bình chỉ sẽ giết chết kẻ ngoại lai nếu phòng chế cơ thể của long ô lấy cơ thể của long ô tại cực đạo nguyên hải tìm kiếm bảo vật ẩn chứa lực lượng cực đạo chẳng phải là rất có hy vọng diệp thiên nghĩ thầm trượt diệp thiên ra tay xóa bỏ đầu long ô này lấy đi cực đạo nguyên tinh trong cơ thể nó tiếp đó bỏ chạy sau khi đưa khối cực đạo nguyên tinh này ra ngoài diệp thiên tiêu diệt cỗ thân thể phòng chế này sau đó để cỗ thân thể phòng chế thứ nhất bắt đầu ngưng kết cơ thể của long ô chỉ chốc lát thời gian sau cơ thể của long ô được phòng chế mà lúc này diệp thiên còn có phát hiện kinh người đó chính là hắn thông qua cơ thể của long ô vậy mà có thể nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng hỏa chi cực đạo chuyện này nhưng rất nhanh hắn liền biết là chuyện gì xảy ra đó chính là sinh vật cực đạo thích hợp lĩnh hội lực lượng cực đạo nhất nếu một mực dùng cơ thể của long ô lĩnh hội thậm chí không cần mượn nhiều bất luận bảo vật gì cũng có thể ngừng tụ ra hỏa chi cực đạo bất quá đầu long ô này thuộc về còn non trong cơ thể ẩn chứa là hỏa chi cực đạo hình thức ban đầu cho nên diệp thiên muốn lĩnh ngộ hỏa chi cực đạo vẫn là phải tâu tốn kế nguyệt dài đằng dẵng quên đi lợi dụng cơ thể của long ô lĩnh hội hỏa chi cực đạo là có chút lãng phí vẫn là đi tìm kiếm tài nguyên khi nào có thời gian lại lĩnh hội diệp thiên thầm nghĩ diệp thiên lấy cơ thể của long ô phi tốc trốn vào chỗ sâu cực đạo nguyên hải không ngừng xâm nhập dạng này có thể tránh gặp những hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng kia bằng không không có bị sinh vật cực đạo giết chết ngược lại lại bị những hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng kia giết chết vậy thì có chút oan uống diệp thiên dùng cơ thể của long ố không ngừng xuyên thẳng vào chỗ sâu cực đạo nguyên hải dọc theo đường đi cũng không có bị công kích khiến cho hắn thở dài một hơi hắn cũng đụng phải một số sinh vật cực đạo nhưng chỉ là nhìn hắn một cái liền bỏ chạy cũng không có công kích hắn sau khi tiến vào chỗ sâu cực đạo nguyên hải diệp thiên liền bắt đầu tìm kiếm bảo vật cỗ thân thể này của hắn quá yếu muốn giết chết các sinh vật cực đạo khác, căn bản không thể nào, cho nên mục tiêu của hắn chưa bao giờ là những cực đạo nguyên tinh kia, chỉ cần tìm được bảo vật ẩn chứa lực lượng cực đạo liền kiếm lời, nếu tìm được một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, vậy thì kiếm lợi lớn. Diệp Thiên mặc dù không rõ ràng số lượng dị bảo hoàn mỹ siêu hạng chân chính của Vô Đạo Tháp, mặt ngoài có 6 kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, nhưng trên thực tế tuyệt đối không chỉ như vậy, nhưng cho dù như thế, giá trị của một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng cũng là khó có thể tưởng tượng vào một ngày diệp thiên cảm ứng được khí tức cực đạo mãnh liệt mặc dù cực đạo nguyên hải khắp nơi đều tràn ngập khí tức cực đạo nhưng đều rất yếu mà một nơi nào đó cách đó không xa tràn đầy khí tức cực đạo mãnh liệt tất nhiên là có bảo vật đặc thù diệp thiên nhanh chóng xuyên qua rất mau liền đến chỗ cần đến diệp thiên nhìn hòn đảo trước mắt trên hòn đảo này tràn ngập khí tức cực đạo vô cùng mãnh liệt loại khí tức cực đạo này thuộc về kim chi cực đạo rất nhanh diệp thiên liền phong tỏa nơi phát ra kim chi cực đạo rõ ràng là một tòa khoáng mạch chôn ở sâu trong hòn đảo chẳng lẽ là cực đạo nguyên thạch lúc trước hắn thỉnh giáo thương cổ chi chủ mà thương cổ chi chủ cũng từng nói tới một số bảo vật ẩn chứa lực lượng cực đạo trong đó có cực đạo nguyên thạch nhưng cực đạo nguyên thạch vô cùng hiếm thấy hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng tiến vào nơi này cũng không có bao nhiêu cho nên hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng chân chính thu được cực đạo nguyên thạch là vô cùng thưa thớt vì thế số lượng cực đạo nguyên thạch bộc lộ ra ngoài quá ít bởi thế ngoại giới cũng không biết mà tác dụng của cực đạo nguyên thạch không sai biệt lắm cùng với cực đạo nguyên tinh nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều. Dù sao thì cực đạo nguyên thạch ẩn chứa quá ít lực lượng cực đạo thế nhưng mà cực đạo nguyên thạch ở nơi này có số lượng nhiều, dòng dã một tòa khoáng mạch, có nhiều cực đạo nguyên thạch như vậy, hắn có lẽ có thể mượn nhờ những cực đạo nguyên thạch này nắm giữ kim chi cực đạo nếu có cực đạo nguyên thạch dư thừa, còn có thể lấy ra ngoài giao dịch, lấy đi những cực đạo nguyên thạch này. Diệp Thiên không kịp chờ đợi nói hắn tiến vào chỗ sâu hòn đảo này, bắt đầu khai thác cực đạo nguyên thạch nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra nơi này có dấu vết sinh vật cực đạo sinh sống đáng tiếc ở đây không có cách nào nhìn trộm thời không quá khứ cho nên không có cách nào biết được tình huống cụ thể ở nơi này có lẽ nơi đây đã từng là lãnh địa của một đầu sinh vật cực đạo nào đó nhưng đầu sinh vật cực đạo này có thể đã vẫn lạc cũng có thể là ra ngoài chưa có trở về mặc kệ trước tiên lấy đi những cực đạo nguyên thạch này rồi lại nói diệt thiên cực kỳ nhanh chóng rất nhanh liền lấy đi toàn bộ cực đạo nguyên thạch trong tòa khoáng mạch cực đạo nguyên thạch này tiếp đó diệt thiên liền lập tức bỏ chạy một lát sau diệp thiên mới thở dài một hơi kế tiếp hắn chính là đưa những cực đạo nguyên thạch này ra ngoài mang ra khỏi cực đạo nguyên hải quá trình này có chút nguy hiểm vạn nhất vào thời điểm ở trên đường thân thể phòng chế long ô bị hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng giết vậy những cực đạo nguyên thạch này liền không có nếu ý chí phân thân mang đi cực đạo nguyên thạch bị sinh vật cực đạo để mắt tới cũng xong đòi để bảo đảm tính an toàn diệp thiên đều điều động hai cỗ ý chí phân thân tiến vào bên trong cực đạo nguyên hải do đường mà thân thể phòng chế thì chờ đợi tại khu vực cửa vào cực đạo nguyên hải Hy vọng hết thảy thuận lợi, có hai cỗ ý chí phân thân dò đường, coi như gặp phải nguy hiểm vẫn lạc, cũng có thể để thân thể phòng chế long ô sớm cảnh giác, từ đó lần tránh nguy hiểm cuối cùng, một cỗ ý chí phân thân của Diệp Thiên gặp phải nguy hiểm vẫn lạc, nhưng cũng thành công tránh khỏi một lần nguy hiểm, để cho thân thể phòng chế long ô đưa những cực đạo nguyên thạch này đến cho một cỗ ý chí phân thân khác tiếp đó, cỗ thân thể phòng chế long ô này bắt đầu đảm nhiệm công tác dò xét, chủ yếu là phòng bị những sinh vật cực đạo kia sau một hồi, thân thể phòng chế long ô bị giết bạn đang xem siêu cấp yêu nghiệt tại kênh youtube di các phim, Diệp Thiên lầm bầm nói, bởi vì hắn bắt gặp một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng, bị đối phương miếu sát, ồ, đầu sinh vật cực đạo này sau khi bị giết, vậy mà không có cực đạo nguyên tinh. Hơn nữa, nhục thân tiêu tán rất nhanh vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu đánh giết thân thể phòng chế long ô của Diệp Thiên hạng rất nghi hoặc cuối cùng, ý chỉ xem thân thể phòng chế long ô như là phân thân của một loại sinh vật cực đạo đặc thù nào đó, chỉ có thể là phân thân ngưng tụ ra mới có thể biến thành dạng này mặc dù thân thể phòng chế long ô vẫn lạc nhưng cuối cùng vận khí của Diệp Thiên cũng khá, còn lại một cỗ ý chí phân thân thành công mang cực đạo nguyên thạch về, đưa vào trong tay thân thể phòng chế của Diệp Thiên, Diệp Thiên nhanh chóng trở về Cực Đạo Sơn, Diệp Thiên rời khỏi thời không tổ giới, đưa cực đạo nguyên thạch đến Vô Đạo Tháp, cách giữ trong tháp của chính mình, lúc này mới thở dài một hơi dạng này, những cực đạo nguyên thạch này mới thật sự là thuộc về hắn, không người nào có thể cướp đi, những cực đạo nguyên thạch này đối với ta mà nói chính là tài nguyên cực lớn tạm thời không cần dùng nó tu hành ngược lại ta tại cực đạo sơn có thể không ngừng lĩnh hội lực lượng cực đạo mà giá trị thực sự của cực đạo nguyên thạch là giao dịch cùng với những vị hoàn mỹ trưởng khống giả khác thu hoạch vật tư ta cần hắn chuẩn bị cầm một chút cực đạo nguyên thạch giao dịch vật chất tạo cực với một số hoàn mỹ trưởng khống giả tại thời không tổ giới nói không chừng vật chất tạo cực cần có đề sau này đánh vỡ 36 sợi tạo cực xương xích sẽ được gộp đủ tại thời không tổ thành diệp thiên đến nơi này chờ tuyên bố treo thưởng muốn dùng cực đạo nguyên thạch giao dịch vật chất tạo cực không bao lâu một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng cùng với diệp thiên gặp mặt tại một chỗ cung điện thời không tổ thành chỗ cung điện này là chỗ ở tạm thời của diệp thiên tại thời không tổ thành vô tận trưởng khống giả diệp thiên vạn cốt chi chủ diệp thiên giới thiệu sơ lược về bản thân vạn cốt chi chủ cũng không có tiến vào cực đạo bảng cho nên số lượng cực đạo nắm giữ chắc chắn sẽ không vượt qua hai loại thực lực ở bên trong hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng không tính là quá đỉnh tiêm diệp thiên ta biết ngươi yêu nghiệt tiến vào cực đạo bảng không nghĩ tới ngươi chỉ mới là cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vậy mà lấy được loại bảo vật vô cùng hiếm thấy cực đạo nguyên thạch này vạn cốt chi chủ hơi kinh ngạc nói vạn cốt chi chủ ta cần rất nhiều vật chất tạo cực người có bao nhiêu ha 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 vật chất tạo cực trên tay của ta còn thật sự không ít vạn cốt chi chủ cười nói ta nắm giữ mấy tòa bảo địa không ngừng thai ngén vật chất tạo cực hơn nữa ta cũng có không đồ đệ gì những vật chất tạo cực này tự nhiên một mực bảo tồn trên tay của ta có một ngàn khối cực đạo nguyên thạch diệt thiên nói một ngàn khối vạn cốt chi chủ thần sắc khẽ động lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi không thành vấn đề ta muốn hết chợt vạn cốt chi chủ lấy ra một lượng lớn vật chất tạo cực dựa theo tỷ lệ giá trị bình thường của vật chất tạo cực cùng với cực đạo nguyên thạch tiến hành hối đoái cuối cùng vạn cốt chi chủ cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ vật chất tạo cực trên người mình lúc này mới đổi đi một ngàn khối cực đạo nguyên thạch kiếm lợi lớn nhiều vật chất tạo cực như vậy mặc dù không chắc chắn có thể đủ để cho ta đánh vỡ tạo cực xương xích còn lại nhưng tuyệt đối góp đủ đại bộ phận hơn nữa kế tiếp lại có một số hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng tiến hành giao dịch cùng với diệp thiên đổi lấy một chút cực đạo nguyên thạch đương nhiên quá toàn bộ trình giao dịch đều được giữ bí mật cho nên cũng không có ai biết trên tay diệp thiên rốt cuộc còn có bao nhiêu cực đạo nguyên thạch nhưng mà bọn hắn đều hết sức rõ ràng diệp thiên chắc chắn có không ít cực đạo nguyên thạch rất nhiều hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng hết sức tò mò diệp thiên làm sao có nhiều cực đạo nguyên thạch như vậy mà những hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng và cực đạo nguyên hải kia nghi ngờ Diệp Thiên là tìm được một tòa khoáng mạch cực đạo nguyên thạch tại cực đạo nguyên hải, bằng không sẽ không có cách nào giải thích nhưng Diệp Thiên chỉ mới là nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực, tiến vào cực đạo nguyên hải không chết thì cũng thôi, còn tìm được một tòa khoáng mạch cực đạo nguyên thạch, đây là vận khí gì? Theo thời gian trôi qua, tin tức Diệp Thiên dùng cực đạo nguyên thạch hối đoái vật chất tạo cực truyền ra ngoài rất nhanh, thời gian chi chủ đến tìm Diệp Thiên, thời gian chi chủ liên lạc với Diệp Thiên, gặp mặt cùng với Diệp Thiên, Diệp Thiên ngươi dùng cực đạo nguyên thạch hối đoái vật chất tạo cực làm sao không đến tìm ta đây không phải là ngượng ngùng tìm thời gian chi chủ ngài sao trên tay của ta có không ít vật chất tạo cực muốn giao dịch một chút cực đạo nguyên thạch từ ngươi sau đó thời gian chi chủ lấy ra không ít vật chất tạo cực thời gian chi chủ cực đạo nguyên thạch trên tay của ta là cực đạo nguyên thạch ẩn chứa kim chi cực đạo không biết có hữu dụng đối với ngài hay không ta có thể lấy ra ba ngàn khối cực đạo nguyên thạch cho ngài ba ngàn khối cực đạo nguyên thạch thời gian chi chủ kinh hãi Y cho rằng vật chất tạo cực của mình nhiều lắm là đổi được 500 khối cực tạo nguyên thạch cũng đã không tệ, không nghĩ tới Diệp Thiên lại cho y 3.000 khối cực tạo nguyên thạch rất nhanh. Y liền hiểu Diệp Thiên đây là cho thêm y một chút cực đạo nguyên thạch lập tức, thời gian chi chủ cười nói, ha ha ha, Diệp Thiên, ngươi thế mà lại khách khí như vậy, ta nhận, về phần kim chi cực đạo, ta mặc dù không có quá cần, nhưng có thể tìm hiểu, đối với những thứ hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng như chúng ta mà nói, lĩnh ngộ thêm một loại cực đạo, tương lai tỷ lệ xung kích đến hoàn mỹ trưởng khống giả hư cảnh đại càng lớn trượt thời gian chi chủ liền hoàn thành giao dịch cùng với diệp thiên không lâu sau đó các hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng vô đạo tháp khác cũng tới liên hệ diệp thiên bất quá diệp thiên chưa quen thuộc với bọn hắn cho nên chỉ lấy giá cả cao hơn bình thường một chút thu mua vật chất tạo cực trên tay bọn họ cho thêm một chút cực đạo nguyên thạch nhưng lại xa xa không có nhiều như thời gian chi chủ sau đó không lâu Diệp Thiên liền không lại thu thập vật chất tạo cực, bởi vì không sai biệt lắm đã đầy đủ tương lai coi như lại giao dịch cực đạo nguyên thạch, cũng không phải dùng để hối đoái vật chất tạo cực, mà là đổi lấy những bảo vật khác Diệp Thiên dùng vật chất tạo cực giao dịch được không ngừng phụ trợ chính mình đánh vỡ tạo cực xưởng xích, căn cơ càng ngày càng cường đại, cực đạo thân thể cũng càng ngày càng cường đại không chỉ có như thế, Diệp Thiên cũng bắt đầu lĩnh hội loại cực đạo thứ tư Hỏa chi cực đạo, sở dĩ lĩnh hội Hỏa chi cực đạo là bởi vì hắn có thể phòng chế thân thể của Long Ô, mà thân thể long ô ẩn chứa lực lượng hỏa chi cực đạo hình thức ban đầu nếu ngộ ra được hỏa chi cực đạo thực lực thân thể phòng chế long ô của hắn cũng sẽ càng thêm cường đại hơn nữa thân thể phòng chế long ô còn có thể trợ giúp hắn lĩnh hội hỏa chi cực đạo cho nên lĩnh hội hỏa chi cực đạo làm loại cực đạo thứ tư sẽ càng tốt hơn một chút vào một ngày diệp thiên một lần nữa phòng chế thân thể của long ô tiến vào cực đạo nguyên hải lần trước thu hoạch quá lớn cho nên Diệp Thiên muốn tiếp tục thu được càng nhiều thu hoạch nhưng có lẽ là vận khí đã dùng hết rồi. Lần này mặc dù phát hiện ra mấy loại bảo vật ẩn chứa lực lượng cực đạo, nhưng đều bị những sinh vật cực đạo cường đại kia chiếm cứ hắn vừa tiếp cận, liền bị những sinh vật cực đạo kia cảnh cáo mặc dù những sinh vật cực đạo kia không có giết hắn, nhưng lại đòi hắn. Dù sao thì bảo vật ẩn chứa lực lượng cực đạo, đối với những sinh vật cực đạo kia mà nói cũng vô cùng trân quý, nếu là bảo vật phù hợp với cực đạo tự thân, có thể đề thăng thực lực của bọn chúng bọn chúng đương nhiên sẽ không tùy ý từ bỏ, nhất định sẽ chiếm giữ. Lần trước ta có thể thu được khoáng mạch cực đạo nguyên thạch, thuộc về vận khí tốt, lại qua hơn 200 vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt, Diệp Thiên cuối cùng cũng lĩnh ngộ ra được hỏa chi cực đạo, lần này tốc độ lĩnh ngộ vô cùng nhanh, vẹn vẹn chỉ tốn một chút thời gian như vậy, liền từ hoàn mỹ hỏa chi đạo vượt qua gia lông hỏa chi cực đạo, hỏa chi cực đạo hình thức ban đầu, cho đến nắm giữ hỏa chi cực đạo cho tới bây giờ, Diệp Thiên đã nắm giữ bốn loại cực đạo, đáng tiếc cực đạo bảng đã tiêu tán bằng không thứ hạng của ta có thể lại tăng thêm một chút diệp thiên lầm bẩm nói bất quá chờ lần cực đạo bằng tiếp theo mở ra thứ hạng của hắn nhất định sẽ tăng cao kế tiếp liền lĩnh hội kim chi cực đạo diệp thiên hạ quyết định hắn cầm một chút kim chi cực đạo nguyên thạch dự định tìm hiểu một chút phối hợp với hiệu quả của cực đạo sơn tốc độ tìm hiểu đích xác vô cùng kinh khủng viễn siêu trước đó dựa theo dạng tốc độ lĩnh hội này lấy ngộ tính cùng với tư chất của hắn nhiều lắm là 50 vạn vĩnh hằng kỳ niên liền có thể triệt để nắm giữ kim chi cực đạo cực đạo nguyên thạch có giá trị quá cao diệp thiên lợi dụng dạng này phải hao phí rất nhiều cực đạo nguyên thạch còn dư lại trên người cho nên hắn vẫn là chậm rãi lĩnh hội tu hành ngược lại thời gian tu hành của hắn tại thời không tổ giới còn rất dài cũng không cần lãng phí hết những cực đạo nguyên thạch này cực đạo nguyên hải diệp thiên dùng thân thể phòng chế long ô xuyên thẳng qua tại chỗ sâu cực đạo nguyên hải và một ngày lại cảm giác được khí tức cực đạo hơn nữa khí tức cực đạo ở nơi này lại còn ẩn chứa mấy loại cực đạo chẳng lẽ là dị bảo hoàn mỹ siêu hạng nếu dựng dục ra dị bảo hoàn mỹ siêu hạng, như vậy tuyệt đối đã bị sinh vật cực đạo lấy đi trí tuệ của những sinh vật cực đạo này cũng không thấp, chỉ là trở ngại quy tắc cực đạo nguyên hải, bọn chúng không có cách nào rời khỏi nơi này, nhưng chúng nó vẫn có thể thi triển dị bảo hoàn mỹ siêu hạng bởi vì, hắn đã tận mắt nhìn thấy hai đầu sinh vật cực đạo luận bàn, song phương vậy mà đều cầm trong tay một kiện dị bảo hoàn mỹ siêu hạng hắn chính là nhìn đến choáng váng đương nhiên, hai đầu sinh vật cực đạo kia chỉ là luận bàn cũng không phải liều mạng tranh đấu diệp thiên dùng thân thể phòng chế long ô rất mau liền đi đến chỗ tản ra khí tức cực đạo ở đây hắn thấy được trong một mảnh thời không vặn vạo sinh ra một quả trứng không phải dị bảo hoàn mỹ siêu hạng thì ra là sinh vật cực đạo chưa có triệt đề đàn sinh khi dùng thiên phú sao chép dò xét quả trứng sinh vật cực đạo này một chút lập tức bị khiếp sợ trời ạ à, đầu sinh vật cực đạo này vậy mà ẩn chứa thiên phú khủng bố như vậy diệp thiên vô cùng kinh ngạc sinh vật cực đạo hư không minh tước tổ phú cấp hoàn mỹ không gian tổ phú cấp hoàn mỹ thời gian tổ phú cấp hoàn mỹ tốc độ tổ phú cấp hoàn mỹ tê liệt đầu sinh vật cực đạo tên là hư không minh tức này nắm giữ bốn loại tổ phú cấp hoàn mỹ đây không tính là cái gì dù sao sinh vật nắm giữ bốn loại tổ phú cấp hoàn mỹ không phải là không có mấu chốt là còn có một loại thiên phú diệp thiên vậy mà không có dò xét được chỉ có một đống dấu hỏi diệp thiên không có cách nào dò xét ra cũng không phải môn thiên phú này còn chưa có dựng dục ra cho nên mới không có cách nào biểu hiện bởi vì những thiên phú khác đều có thể dò xét ra coi như chưa có thai nghén hoàn hảo cũng có thể dò xét nhưng mà môn thiên phú này hoàn toàn không có cách nào dò xét chứng minh đẳng cấp của nó quá cao hơn nữa thiên phú sao chép còn có thể dò xét được dao động thiên phú mà môn thiên phú này tuyệt đối vượt qua tổ phú cấp hoàn mỹ nếu thật sự là loại thiên phú cấp bậc này như vậy thiên phú sao chép cũng đều không chắc chắn có thể sao chép tới tay cho nên đẳng cấp của thiên phú này còn cao hơn so với thiên phú sao chép hư không minh tước loại sinh vật cực đạo này một khi sinh ra thực lực sự đủ để sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả hơi tu luyện một chút liền đủ để sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng trưởng thành đến cực hạn nói không chừng sẽ sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả cực cảnh ý nghĩ đầu tiên của hắn là mang đi đầu hư không minh tức này dù sao dạng sinh vật cực cạo này giá trị của nó cao bậc nào nhưng ngay vào thời điểm hắn sắp tiến vào địa phương dựng dục hư không minh tước nhục thân trực tiếp nát bấy chôn vùi tại cực đạo sơn thân thể phòng chế long ô chết tốt xấu gì thân thể phòng chế long ô cũng rất cường đại vậy mà vô thanh vô tức liền bị địa phương dựng dục hư không minh tước tiêu diệt chẳng thể trách đầu hư không minh tước kia một mực có thể bình yên thay ngén thì ra nơi đó quá nguy hiểm các sinh vật cực đạo khác căn bản không dám đi vào diệp thiên bừng tỉnh đại ngộ bất quá hắn bây giờ liền có thể phòng chế ra chứng hư không minh tước vào sau khi sao chép thiên phú lần thăng cấp bất luận cỗ thân thể phòng chế nào cũng có thể mang theo thiên phú sao chép coi như không sao chép bản thể sao chép những sinh vật khác cũng có thể mang theo ấn ký thiên phú sao chép từ đó vận dụng năng lực thiên phú sao chép bằng không thân thể phòng chế long ô cũng không có biện pháp dùng thiên phú sao chép giò xét hư không nghiêm chỉnh mà nói thiên phú sao chép sau khi thăng cấp có thể phòng chế thêm một cỗ thân thể phạm vi cảm giác tăng thêm có thể phòng chế bất kỳ sinh vật nào đồng thời tăng thêm thiên phú sao chép cho thân thể phòng chế còn có một loại năng lực khác đó chính là phòng chế hoàn mỹ trường khống kỹ của người khác lại phóng xuất ra lực công kích toàn bộ khí tức là giống nhau như đúc đương nhiên diệp thiên cho đến nay cũng chưa dùng năng lực này bởi vì tương đối gần gà bất quá, phòng chế hoàn mỹ trưởng không kỹ của người khác, còn có thể tạo thành ấn ký cho người khác sử dụng một lần nhưng Diệp Thiên cũng không muốn bại lộ năng lực thiên phú sao chép của chính mình. Cho nên cho đến nay vẫn còn chưa có sử dụng tại cửu hà hư không Diệp Thiên chuẩn bị phòng chế trứng hư không minh tước, xem thử sinh vật cực đạo này có ảo diệu gì. Mặc dù phòng chế chỉ là một quả trứng, cũng không phải là hư không minh tước đã dựng dục ra, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra được một vài thứ bắt đầu phòng chế. Nhưng, Diệp Thiên phát hiện ra lần phòng chế này rất khó tốc độ rất chậm hiển nhiên là bởi vì chứng hư không minh tước vô cùng không đơn giản rất lâu tuế nguyệt sau đó diệp thiên cuối cùng mới phòng chế ra chứng hư không minh tước mà quả chứng hư không minh tước này cũng chính là thân thể phòng chế của diệp thiên nhưng lúc này diệp thiên phát hiện ra mình cũng không có cảm giác ra được thiên phú kia rõ ràng là đẳng cấp của thiên phú sao chép thấp không có sao chép được nhưng như vậy đã đầy đủ ngoại trừ không có thiên phú không biết kia các thiên phú khác đều sao chép được bởi vì chứng hư không minh tước chưa có dựng dục ra cho nên trước mắt diệp thiên cũng không có cách nào phát huy ra chỉ có thể dùng hình thức chứng đợi ở chỗ này thử lĩnh hội xem diệp thiên bắt đầu lĩnh hội lực lượng kim chi cực đạo vừa lĩnh hội diệp thiên liền lập tức chấn kinh loại hiệu quả lĩnh hội này cũng quá tốt rồi diệp thiên vô cùng kinh ngạc tiềm lực của hắn rất nghịch thiên tốc độ lĩnh hội cực đạo vô cùng nhanh nhưng tốc độ lĩnh hội cực đạo của đầu hư không minh tức này còn nhanh hơn so với hắn đơn giản quá không bình thường tổ phú cấp hoàn mỹ tê liệt cũng có quan hệ với kim chi cực đạo cho nên lĩnh hội kim chi cực đạo rất nhanh diệp thiên sau khi khảo nghiệm một lúc phát hiện ra tốc độ lĩnh hội không gian cực đạo, thời gian cực đạo, tốc độ cực đạo là nhanh nhất, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ không gian cực đạo, thời gian cực đạo, vẫn như trước có thể tiếp tục tham ngộ, mà hắn còn chưa có lĩnh ngộ tốc độ cực đạo, lần tiếp theo có thể lĩnh hội tốc độ cực đạo, ha ha ha, sau này coi như dùng hết thời gian tu hành tại thời không tổ giới, có hư không minh tước, tốc độ lĩnh hội cực đạo cũng không chậm được, hơn nữa hắn còn có một cái ý nghĩ, đó chính là thân phệ hư không minh tước, mặc dù hắn có thể phòng chế thân thể hư không minh tước nhưng bản thân hắn cũng không phải hư không minh tước, coi như hắn hoàn toàn từ bỏ thân thể nhân loại, sau này lấy thân thể hư không minh tước tu hành, vẫn sẽ tồn tại thiếu hụt như cũ bởi vì một khi lấy thân thể hư không minh tước sinh tồn, thiên phú sao chép cùng với hư không minh tước cũng không phải dùng hợp hoàn mỹ, chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi cho nên, bản thể nhân loại mới thật sự là hạch tâm nhưng cấp độ sinh mệnh của hư không minh tước quá cao, ngộ tính quá cao, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh mệnh khủng bố như vậy tự nhiên muốn dung hợp thân thể hư không minh tức liền giống như hắn dung hợp hắc tịch hải thôn vệ chi sơn vạn tướng lân lòng trước đây để cho cấp độ sinh mệnh của mình tăng vọt đáng tiếc bí thuật cấp độ kỳ là hắn may mắn ngộ ra hơn nữa không có cách nào lại sử dụng còn nữa bí thuật như thế cũng chỉ có thể thôn vệ một số sinh mệnh nửa bước hoàn mỹ trường khống giả muốn thôn vệ dạng sinh mệnh như hư không minh tước là căn bản không làm được có lẽ ta có thể lại tiến hành sáng tạo một môn bí thuật tương tự với thôn mệnh thuật diệt thiên hạ quyết định bí thuật như vậy nhất thiết phải dùng lực lượng cực đạo để sáng tạo bằng không cấp bậc sẽ không đủ cho nên hắn còn cần phải nắm giữ một số lực lượng cực đạo trong đó nhất thiết phải nắm giữ thôn vệ cực đạo sinh mệnh cực đạo cùng với tử vong cực đạo phải lĩnh ngộ ra toàn bộ mới có thể làm được tạm thời không vội ngược lại đầu hư không mình tước kia còn chưa biết lúc nào mới có thể dựng dục ra chưa nó dựng dục ra ta không sai biệt lắm cũng có thể sáng tạo được loại bí thuật kia diệp thiên thản nhiên nói ở trong năm tháng kế tiếp diệp thiên vừa lĩnh ngộ kim chi cực đạo tại cực đạo sơn vừa dùng chứng hư không minh tước để lĩnh hội tốc độ cực đạo sau một đoạn năm tháng dài đằng đẵng diệp thiên cuối cùng cũng lĩnh ngộ ra được kim chi cục đạo mà tốc độ cực đạo cũng đã sớm lĩnh ngộ ra được đến nước này diệp thiên đã nắm giữ tổng cộng 6 loại lực lượng cực đạo còn phải tiếp tục tham ngộ kế tiếp tiếp tục tham ngộ thôn vệ cực đạo sinh mệnh cực đạo tử vong cực đạo các hoàn mỹ trường khống giả siêu hạng khác sẽ không tiến hành lĩnh hội nhiều cực đạo như vậy bởi vì không có ý nghĩa hoàn toàn là lãng phí thời gian trên thực tế Bọn hắn cũng là không có cách nào lĩnh ngộ được nhiều cực đạo như vậy, bởi vì tiềm lực không đủ, bọn hắn chỉ lĩnh hội cực đạo phù hợp với chính mình nhưng Diệp Thiên Giao chép quá nhiều tổ phú cấp hoàn mỹ, cho nên hắn có thể lĩnh hội bất luận một loại cực đạo nào, không có khó khăn quá lớn. Đây chính là chỗ nghịch thiên của hắn lại cũng chỉ có Diệp Thiên mới có hy vọng sáng tạo ra bí thuật cực đạo thôn phệ dung hợp hư không minh tước, hóa thành tiềm lực tự thân, tăng cường cấp độ sinh mệnh cho nháy mắt. Lại là mấy triệu vĩnh hàng kỳ niên đi qua, Diệp Thiên đã ngừng tụ ra ước chừng 15 loại lực lượng cực đạo trong đó liền bao gồm thôn phê cực đạo mà sau khi lĩnh ngộ ngưng tụ ra nhiều lực lượng cực đạo như vậy diệp thiên đã đi tới chỗ đỉnh núi ở đây chỉ có 6 vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng đang tu hành bọn hắn nhìn thấy diệp thiên đi tới đỉnh núi lập tức phát mộng một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vậy mà đi tới đỉnh núi cực đạo sơn đây chẳng lẽ là nói đùa xin chào 6 vị tiền bối vô tận trưởng khống giả diệp thiên như vậy mà đi tới đỉnh núi một vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng giật mình nói đi tới đỉnh núi đại biểu cho lần tiếp theo diệp thiên tiến vào cực đạo bảng tối thiểu nhất ở trong top 20. Bởi vì bây giờ hơn 10 người trên cực đạo bảng bọn họ đều có thể đi đến nơi này đương nhiên, không ít hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng vì bảo tồn thời gian, cho nên phần lớn thời gian cũng sẽ không lúc đến cực đạo sơn tu hành, mà là thông qua tiến bộ ở ngoại giới. Từ đó cam đoan thứ hạng của mình ở trên cực đạo bảng không ngừng tiến bộ, như vậy sẽ có nhiều thời gian tu hành hơn nhưng, đến tốc đầu cực đạo bảng, mỗi khi tăng một thứ hạng cũng là vô cùng khó khăn nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới một vị nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực vậy mà có thể đi đến đỉnh núi cực đạo sơn mấy vị hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng mặc dù hâm mộ ghen ghét diệp thiên yêu nhiệt nhưng cũng không có nói thêm cái gì sau đó diệp thiên đi dạo một chút trên đỉnh núi cực đạo sơn chỗ tốt lớn nhất nơi này chính là cực đạo bia cổ đứng ở trên đỉnh núi cực đạo sơn lĩnh hội lực lượng cực đạo ở đây hiệu quả so với địa phương cực đạo sơn khác cao hơn gấp mấy lần diệp thiên tìm một phiến khu vực tại đỉnh núi bắt đầu lĩnh hội lực lượng cực đạo ở đây mặc dù hắn đã tìm hiểu ra mười mấy loại lực lượng cực đạo nhưng cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tự nhiên là tìm hiểu càng nhiều cực đạo càng tốt cùng lúc đó tạo cực xiềng xích trên người diệp thiên cũng đã sắc phá vỡ toàn bộ hắn đã phá vỡ 35 sợi tạo cực xiềng xích chỉ còn lại một sợi cuối cùng dựa theo tốc độ như vậy không bao lâu nữa hắn liền có thể đánh vỡ sợi tạo cực xiềng xích cuối cùng trước mắt nhược điểm duy nhất chính là phương diện ý chí nửa bước hoàn mỹ ý chí tạo cực của hắn so với các nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực khác không cao hơn quá nhiều còn xa xa chưa có đạt đến cực hạn của nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực đương nhiên bảo vật có thể đề thăng ý chí cũng có rất nhiều dật thiên bây giờ cũng đang thu thập nhưng hắn cũng không vội dù sao hắn vẫn còn muốn triệt để nắm giữ vô tận cực đạo tại cảnh giới nửa bước hoàn mỹ trưởng khống giả tạo cực từ đó lấy vô tận cực đạo đột phá thành hoàn mỹ trưởng khống giả mà muốn làm được như vậy cần thời gian quá lâu cho nên hắn không vội xung kích hoàn mỹ trưởng khống giả trên đỉnh núi cực đạo sơn diệp thiên bắt đầu lĩnh hội lực lượng cực đạo ở đây hiệu quả xác thực tốt hơn nhiều so với địa phương cực đạo sơn khác lấy ngộ tính của hắn tăng thêm chứng hư không minh tức phụ trợ loại lực lượng cực đạo thứ 16 cũng không cần bao lâu liền có thể triệt để ngưng tụ ra mặt khác diệp thiên ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem một chút quả chứng hư không minh tức tại cực đạo nguyên hải kia xác nhận quả trứng hư không minh tức này lúc nào sẽ nở ra vì thế diệp thiên còn chuẩn bị sáng tạo ra một loại trường khống kỹ cực đạo có thể bắt hư không minh tước dù sao đầu hư không minh tức này cho dù là vừa ra đời thực lực cũng tất nhiên vô cùng kinh khủng mà hắn lại chỉ có thể lấy thân thể phòng chế long ô đi qua mà thân thể phòng chế long ô không cường đại coi như cưỡng ép đột phá nhưng không có đủ thực lực cùng với thủ đoạn cũng không bắt được đầu hư không minh tức này cho nên nhất thiết phải sáng tạo ra trưởng khống kỹ cực đạo đặc biệt nhằm vào đầu hư không minh tức này trưởng khống kỹ cực đạo chính là bí kỹ siêu việt hoàn mỹ trưởng khống kỹ tạo cực ở dưới tình huống bình thường cũng chỉ có một số hoàn mỹ trưởng khống giả siêu hạng mới nắm giữ trưởng khống kỹ cực đạo nhưng diệp thiên nắm giữ nhiều cực đạo như vậy sáng tạo một môn trưởng khống kỹ cực đạo tự nhiên không có thời gian trôi qua bất chi bất giác trôi qua ba nghìn vạn vĩnh hằng kỳ niên tuế nguyệt bây giờ năm tháng dài đằng đẵng diệp thiên nắm giữ gần như trăm loại lực lượng cực đạo số lượng nhiều đủ để cho vô số hoàn mỹ trưởng khống giả được kinh hãi mà hắn cũng đã sớm đánh vỡ toàn bộ 36 sợi tạo cực xưởng xích, lại thêm ngưng tụ nhiều lực lượng cực đạo như vậy, cực đạo thân thể đã tăng lên tới trình độ vô cùng kinh khủng mà ở trong những năm tháng này, hắn cũng luyện hóa rất nhiều bảo vật có trợ giúp đề thăng ý chí, ý chí cũng tăng lên rất nhiều quan trọng nhất là Diệp Thiên đã thành công sáng tạo ra một môn trưởng khống kỹ cực đạo, môn trưởng khống kỹ cực đạo này được Diệp Thiên mệnh danh là cực đạo lao tù, lấy thời không cực đạo ngũ hành cực đạo cộng thêm rất nhiều cực đạo làm căn cơ, sáng tạo ra cực đạo lao tù, có thể vây khốn phong tỏa địch nhân trong nháy mắt. Hơn nữa còn phong ấn địch nhân một chiêu này cũng là chuyên môn chuẩn bị cho hư không minh tước mặt khác. Sư Thiên cũng hào tốn tuế nguyệt dài đăng đẵng sáng tạo ra một môn bí thuật cực đạo, cực đạo thôn mệnh thuật, chính là bản thăng cấp của thôn mệnh thuật nhưng mà, cực đạo thôn mệnh thuật lại chỉ có thể thi triển hai lần, liền không có cách nào lại thôn phệ, phảng phất như không bằng ba lần cơ hội của thôn mệnh thuật, nhưng cực đạo thôn mệnh thuật có thể thôn phệ hư không minh tước mà thôn mệnh thuật đã sớm vô dụng sau khi sáng tạo ra cực đạo thôn mệnh thuật cũng chỉ có thể do một mình diệp thiên sử dụng những người khác không có cách nào tu hành không có cách nào truyền thừa có cực đạo thôn mệnh thuật cùng với cực đạo lao tù chỉ cần trở hư không minh tức dựng dục ra liền có thể bắt nó điều hư không minh tức này chính là thiên địa cực đạo nguyên hải dựng dục cũng không có phụ mẫu trưởng bối không có sinh vật cực đạo cường đại bảo vệ cho nên hắn tuyệt đối có cơ hội hơn nữa căn cứ vào hắn suy tính cũng chính là ở bên trong mấy chục vạn vĩnh hằng kỷ niên thời gian nữa điều hư không minh tước kia liền có thể triệt đề xuất thế để bảo đảm lần kế hoạch này có thể hoàn thành diệp thiên phòng chế ra thân thể phòng chế long ô sớm đi tới bên ngoài địa phương dựng dục hư không minh tước ở nơi này vừa chờ đợi vừa tu hành ở trong thời gian chờ đợi này có thể đề thăng thực lực của thân thể phòng chế long ô cũng là rất không tệ hắn lợi dụng từng loại lực lượng cực đạo rèn luyện thân thể phòng chế long ô thực lực tự nhiên đang không ngừng đề thăng tiến hóa lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để dùng thân thể phòng chế long ồ phát huy ra thực lực sánh ngang với hoàn mỹ trưởng khống giả cao đang bình thường kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người